nói đốt thì đốt, nói diệt thì diệt, chỉ là trong nháy mắt, nhưng ngửi một nói gió nhẹ lướt qua, ngàn mét bên trong lôi viêm phút chốc tiêu tán vô tung. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh tiêu điều hư vô thái độ, vừa mới lôi viêm chỗ đốt chỗ, đã là lại không cái gì thế gian tạp vật tồn tại, còn cái kia tám cái chính mình tìm chết sinh linh, càng là liền một cọng lông đều không có còn lại. Chỉ có vị trí trung tâm nhất, Trác Phàm nhẹ ôm lấy Sở Khuynh Thành thân thể mềm mại, thăm thẳm đung đưa thân thể cái kia một mẫu ba phần đất, vẫn chưa bị xâm nhập, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Trác Phàm trong miệng còn tại ngâm khẽ lấy nhu chậm từ khúc, giống như dỗ hài tử Sở Khuynh Thành tại trong ngực hắn, sắc mặt cũng càng phát ra điềm tĩnh an tường, không còn có bất luận cái gì kinh hãi chi sắc. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua một đạo vui vẻ đường cong, ngâm nga âm thanh cũng dần dần biến nhẹ, dừng lại. Sở Khuynh Thành thì là tại trong ngực hắn hiện ra bình tĩnh nụ cười, yên ổn chìm vào giấc ngủ. Nhìn lấy cái này tất cả mọi thứ, mọi người tại đây hai con người bất giác cùng nhau giật mình chứng, trong lòng đối Trác Phàm thực lực càng là kinh dị, có một cái mới nhận thức. Vừa mới từ hắn một quyền miểu sát nhị hoàng tử Bách Lý Cảnh vừa mới bắt đầu, đến trong nháy mắt diệt sát còn lại tám vị thực lực mạnh mẽ hoàng tử mới thôi, hắn làm ra hết thảy, lại tất cả đều không tại ứng phó như thế nào chiến đấu phía trên, mà là tại vuốt lên Sở Khuynh Thành kinh hoàng một trái tim phía trên. Nhưng dù vậy, vẫn như cũng nhẹ nhõm tự tại đem bát đại cao thủ tất cả đều tiêu diệt. Cái này kêu cái gì, trong lúc nói cười cột buồm mái trèo biến thành cho bụi. Người ta căn bản không ít đến đánh với ngươi, thậm chí liền nhìn thẳng đều không nguyện nhìn ngươi liếc một chút, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, thì có thể để ngươi chết không có chỗ chôn, đây mới thực sự là cường hãn a. Tại các ngươi tám người vây công dưới, người ta vậy mà cảm thấy hống lão bà càng trọng yếu một số. Cái này lại là cái gì, hoàn toàn coi các ngươi là con kiến hôi nhìn, tránh thức không nhìn, người ta căn bản không tin tưởng các ngươi có thể động đến bọn hắn một sợi lông. Đây chính là chánh thức phát ra từ cường giả đáy lòng tự tin. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt bỗng dưng lại có biến hóa, biến đến có chút kỳ dị, biến đến càng thêm sùng kính. Lúc này, Trác Phàm thì tương đương với là cái kia núi cao vạn trượng phía trên ẩn sĩ, bọn họ những tục nhân này, hoàn toàn không trong mắt hắn, bọn họ muốn chạm đến hắn, nhưng lại mong muốn không thể thành. Cái này, là một loại cảnh giới. Bọn họ lúc này còn khó có thể đạt đến cảnh giới. Đột nhiên ở giữa, tất cả mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt biến đến có chút giật mình lo lắng, hoảng hốt, tựa hồ đó là bọn họ vẫn muốn đạt đến mục tiêu, lại vĩnh viễn cũng không đạt được giống như. Cho dù là Mộ Dung Tuyết, giờ này khắc này, cũng không thấy sinh ra một loại kỳ dị cảm giác, dường như Trác Phàm đã không phải trong nội tâm nàng một mực tại căm hận ma đầu, mà là một loại càng cao tồn tại, đến mức là cái gì. Nàng cũng rốt cuộc nói không rõ. Tất cả mọi người như thế kinh ngạc nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, quên thời gian, không gian thậm chí là đầu kia đỉnh địch nhân, nhưng là Trác Phàm trong mắt cũng chỉ có một người mà thôi. Khuynh Thành, lần này ta tự mình đưa ngươi an toàn rời đi. Nhẹ nhàng địa an ủi sờ một chút Sở Khuynh Thành cái kia tĩnh mịch ngủ cho, Trác Phàm nhếch miệng lên, thăm thẳm lên tiếng, không nói ra yêu thương. Hưu. Thế mà, đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, nhưng ngửi một tiếng bén nhọn phong minh đột nhiên vang, trên 9 tầng trời, thiên lôi cuồn cuộn, một đạo hiện ra màu tím lôi mang kiếm khí, đã là mang theo không gì địch nổi kiếm uy, bỗng nhiên hướng Trác Phàm hai người thẳng tắp bắn tới. Thượng chưa tới, một dặm bên trong, bao quát những cái kia trọng thương người nơi ở, đã là cùng nhau khí tức trì trệ, dưới thân đá hoa cương cự thạch, càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vỡ vụn thành bụi phấn, 10 phần quỷ dị bay lên không trung. Cái này uy áp mạnh mẽ, cho nên ngay cả thiên địa quy luật đều tạo thành nghịch chuyển chi thế, cái kia kiếm khí này còn phải. Nếu là bị đánh trúng, lúc này cũng là thịt nát xương tan hạ chàng a. Trong mắt bất giác hung hăng co rụt lại, mọi người cùng nhau hoảng hốt, theo vừa mới cái kia kỳ dị trạng thái dưới lấy lại tinh thần, riêng là Âu Dương Trường Thanh, nhìn về phía 9 ngày vân đoan, càng là ngăn không được mắng to lên tiếng, Bách Lý Cảnh Thiên, người cái tiểu nhân vô sỉ, lại dám xuất thủ đánh lén. Còn tính là gì thế hệ trẻ tuổi, năm châu đệ nhất nhân. Hừ hừ, cô như không xuất thủ, cái này năm châu mạnh nhất vị trí mới thật ngồi không thành. Bất giác cười lạnh, Bách Lý Cảnh Thiên không chút phật lòng, sau đó hung hăng chằm chằm hướng phía dưới Trác Phàm, hét lớn liên tục, trong mắt đều là vô tận vẻ điên cuồng, Trác Phàm, bây giờ nhìn ngươi như thế nào tránh thoát cô bá thiên kiếm cương. Theo vừa mới hết thảy hắn đã minh bạch, như đơn đả độc đấu.
hắn chưa hẳn có thể có thắng được Trác Phàm nắm chắc, cho nên tuy nhiên không chính cống, nhưng vẫn là lựa chọn tụ lên toàn thân công lực, tiến hành đánh lén. Mà lại, cái này đánh lén thời gian điểm cũng đúng lúc là Trác Phàm trên tay có cái vướng víu, không tốt di động thời điểm. Mà hắn cũng không gần Trác Phàm trước người, lựa chọn viễn trình công kích, tránh cho phía trước những huynh đệ kia bi kịch. Cứ như vậy, Trác Phàm chỉ có thể đón đỡ, như vậy thắng bại thì đều xem song phương công lực. Nhưng là mình là quy nguyên cảnh, đối phương chỉ là dung hồn mà thôi, cái này thắng bại chẳng phải rõ ràng sao. Lấy chính mình chi trưởng, tấn công địch mới ngắn, ha ha ha. Đây thật là hoàn mỹ. Bách Lý Cảnh Thiên trong lòng một trận tự đắc, trong mắt đã là lộ ra thắng lợi tinh quang. Bất quá đáng tiếc, hắn đối Trác Phàm vẫn là không hiểu. Không minh thần đồng thất trọng cảnh cùng diệt thế lôi viêm đồng phối hợp, hắn mới gặp hai loại mà thôi a. Hô! Mang theo gào thét thanh âm, cái kia không gì địch nổi kiếm khí, đã là trong nháy mắt lấn đến gần Trác Phàm trước người, cuồng mãnh kình phong, thổi đến áo quần hắn bay phất phới. Thế nhưng là hắn lại vẫn như cũ không có có động tác gì, chỉ là sắc mặt biến đến càng ngày càng thờ ơ, thấp giọng lẩm bẩm nói, một người đi đường mà thôi, cũng dám tới quấy rầy vợ ta ngủ yên, không muốn sống sao. Cái gì, người nói cái gì, không có nghe được, Bách Lý Cảnh Thiên thật sâu liếc hắn một cái, kỳ dị hỏi. Hơi hơi bế bế hai con ngươi, Trác Phàm không có nói thêm câu nào, chỉ là khóe miệng bỗng dưng xẹt qua một đạo lạnh lẽo đường cong, sau đó đợi mở mắt lần nữa lúc, hai con mắt đã là lần nữa chói lọi chói mắt lên. Phải đồng tử bên trong, hai đạo màu vàng vầng sáng chiếu sáng rạng rỡ, mắt trái bên trong, màu đen lôi viêm tàn phá bừa bãi cuồng bạo. Ta nói là, bỗng dưng chuyển một cái đầu, Trác Phàm bỗng nhiên chừng một cái hai mắt, hét lớn lên tiếng, người đi chết đi. Không minh thần đồng tầng thứ hai, lôi viêm phá không. Bạch, một cỗ sen lẫn sét đánh lôi quang đen nhánh viêm trụ, nhất thời uyển như một thanh phi tiễn giống như, bỗng nhiên bắn hướng về bầu trời, mục tiêu trực chỉ Bách Lý Cảnh Thiên không thể nghi ngờ. Đụng, một tiếng nổ rung trời đột nhiên phát ra, cái kia màu đen viêm trụ cùng Bách Lý Cảnh Thiên bá thiên kiếm cương đã là hung hăng đụng vào nhau, lại là vẫn chưa phát ra mãnh liệt sóng xung kích tới. Bởi vì, chỉ là cái này trong chốc lát công phu, cái kia chạm vào nhau sau sinh ra khí kình, đã là phút chốc bị cái này màu đen lôi viêm thiêu đốt thành hư vô. Ngay sau đó, soạt một tiếng, cái kia mãnh liệt kiếm cương theo mũi kiếm bắt đầu, bỗng dưng vỡ vụn ra, ào ào hóa thành cái kia viêm trụ nhiên liệu, đều là biến thành hư vô. Mà cái kia viêm trụ, cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tại cấp tốc thôn vệ lấy cái này mạnh mẽ kiếm mang, chỉ là trong nháy mắt, liền đã tan rã 1/3 lưỡi kiếm. Mà lại vẫn còn tiếp tục ăn mòn đi xuống, giống như châu chấu theo kiếm mang kia bổ tới chỗ, đi ngược dòng nước, ăn mòn hầu như không còn. Làm sao có thể? Song đồng nhịn không được bỗng nhiên co rụt lại, Bách Lý Cảnh Thiên không khỏi trong lòng hoảng hốt, đầu đầy mồ hôi lạnh nhất thời như thác nước chảy ra. Hắn thực sự không có nghĩ đến, Trác Phàm lại còn có chiêu này, màu đen lôi viêm thế mà cũng có thể giống như kiếm khí viễn trình công kích, mà lại. Uy lực vẫn còn so sánh vừa mới cái kia lôi viêm hư không chấn càng kinh khủng hơn nhiều. Thế nhưng là hắn lại làm sao biết, cái này phá không lôi viêm, chính là không minh thần đồng tầng thứ hai, chuyên phá các loại kết giới chiêu số, vốn là lực công kích cũng là không minh thần đồng bên trong một chiêu mạnh nhất, cùng lôi viêm tương hợp, càng là mạnh nhất sát khí. Cho dù hắn cái này bá thiên kiếm nói lợi hại hơn nữa, còn không có đạt đến kiếm vương thực lực hắn. Gặp phải cái này đột kích tính cùng tính ăn mòn kết hợp với nhau mạnh đại sát chiêu, cũng là không có nửa phần chống cự chi năng. Kết quả là, nhưng gặp Bách Lý Cảnh Thiên đầy mặt hãi nhiên, trong tay kết lấy ấn quyết, đang không ngừng tăng cường kiếm mang kia lực đạo, lại là vẫn không có cái gì chứng dùng. Cái kia phá không lôi viêm lấy không gì địch nổi chi thế, đã là trong nháy mắt đem cái kia mạnh kiếm khí lớn đánh nát, thẳng tắp hướng về hắn chán đánh tới, chớp mắt tới gần. Khủng bố uy áp càng làm cho hắn ngửi đến tử vong khí tức. Không khỏi trong lòng kinh hãi, Bách Lý Cảnh Thiên muốn lui lại là không kịp. Dưới tình thế cấp bách, vội vàng trong tay ánh sáng lóe lên, nhất thời liền xuất ra một thanh lóe ngân quang kỳ dị thần kiếm, đứng ở trước người. Ầm, lại là một tiếng chấn thiên triệt địa tiếng vang nổ tung mà thôi trước, chấn động địa thiên địa cũng vì đó một trận rung động. Thế nhưng là cái kia màu đen viêm trụ, lại là bỗng dưng một rừng, bị lúc này đỡ được. Cũng không tiếp tục thôn vệ đi xuống. Thấy tình cảnh này, Bách Lý Cảnh Thiên đầu tiên là giật mình chứng,
tiếp lấy mới lại nhếch miệng cười một tiếng, đắc ý nhìn Trác Phàm liếc một chút, hắc hắc hắc. Cái này cô tìm tới người cái này hắc viêm nhược điểm, tuy nhiên người cái đồ chơi này xác thực lợi hại, nhưng là còn chưa tới có thể phá hủy thiên hạ tất cả mọi thứ đồ vật thời điểm. Cô thanh này ngân nguyệt hàn quang kiếm, tuy nhiên không thuộc năm thanh kiếm thần một trong, nhưng là chính thức 12 phẩm linh binh, bên trong có lòng đất 3.000 thước phát lạnh thiên băng đầm tinh linh nhập chủ, uy lực gần như chỉ ở thần dưới thân kiếm. Cho dù là ngươi này quỷ dị hắc viêm, cũng không làm gì được cô. Mà không có cái này hắc viêm chỉ uy, ngươi lại có năng lực gì, ha ha ha. Nghe được lời này, mọi người bất giác sững sờ, cùng nhau lo âu nhìn về phía Trác Phàm. Trác Phàm lại là mi mắt lắc một cái, cũng không thèm để ý, chỉ là ánh mắt nhẹ híp mắt, cúi đầu lầm bầm, có tinh linh nhập chủ linh binh, có thể nhập thánh binh hàng ngũ, bất quá dù vậy, chỉ cần không phải lục phẩm thánh binh, cái này diệt thế lôi viêm, có cái gì không được dung đâu. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm giữ im lặng. Bách Lý Cảnh Thiên gặp này, lại là mi mắt lắc một cái, có chút kỳ quái nhìn về phía hắn. Làm sao, hắn là từ nghèo vẫn là tại muốn biện pháp giải quyết. Thực hắn vừa mới cố ý kêu gào, khiêu khích Trác Phàm, cũng là muốn nhìn tiểu tử này đến tột cùng còn có hay không hậu chiêu, nhưng là hiện tại Trác Phàm phản ứng, lại là để hắn nghi hoặc. Là vô kế khả thi, vẫn là lại có âm mưu gì. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền biết, Trác Phàm không phải vô kế khả thi, cũng không phải có âm mưu gì, bởi vì căn bản không cần thiết. Hắn Bách Lý Cảnh Thiên cho dù xuất ra thiên hạ này hiếm có 12 phẩm linh binh, cũng chưa từng có chiếm được qua cơ hội thắng. Nửa cái ở mép, rắc rắc rắc, từng tiếng thanh thúy tiếng bạo liệt vang vọng bên tai, Bách Lý Cảnh Thiên chợt run một cái, sắc mặt trong nháy mắt liền cứng đờ, sau đó cứng ngắc đầu chuyển đi qua, nhìn về phía cái kia bạc chói trường kiếm, lại là chính gặp cái kia óng ánh sáng long lanh trên lưỡi kiếm, chợt xuất hiện từng đạo đen nhánh vết nứt. Ngay sau đó, cuồn cuộn ngọn lửa màu đen, như cùng một con chỉ dòi bọ giống như, phồng lên lấy theo khe hở kia bên trong leo ra. T. Trong mắt không khỏi hết sức đến run run, Bách Lý Cảnh Thiên không khỏi lúc này hít sâu một hơi, sắc mặt trong chốc lát thì dọa đến rất trắng lên. Cái kia giống như nắm lấy cây cỏ cứu mạng giống như, nắm thật chặt trường kiếm kia bàn tay, cũng là nhịn không được kịch liệt run rẩy. Cái này, kiếm này, oanh! Trong lòng hãi nhiên thượng còn đến không kịp lắng lại, nhưng ngửi một tiếng ầm ầm tiếng vang, cả thanh ngân quang trường kiếm, 12 phẩm linh binh, đã là trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành từng đạo mảnh vụn, tản mát không trung. Mà cái kia mãnh liệt lôi viêm, thì giống một cái khát máu hung thú giống như, hô một chút liền đem tất cả mọi thứ đều thôn phệ đi vào, gặm đến nỗi ngay cả xương cốt không còn sót lại một chút cạn. Ngay sau đó, lôi viêm hóa thành một đầu trường xà, tiếp tục hướng Bách Lý Cảnh Thiên thẳng tắp bắn tới, tản ra tử vong ánh sáng. Hai chân ngăn không được run run, Bách Lý Cảnh Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, não tử đã là hoàn toàn bị dọa sợ giống như, không nhúc nhích, hắn làm sao có thể nghĩ đến, liền đường đường 12 phẩm linh binh, cũng đỡ không nổi cái này lôi viêm hung mạnh a. Lại nói, cái đồ chơi này đến cùng mẹ hắn thứ gì a, biến thái như vậy. Đã là hoàn toàn nhanh muốn khóc lên, Bách Lý Cảnh Thiên trong lòng từng tiếng kêu rên, lại là đã cũng không cần cố kỵ như vậy, chỉ là mắt thấy lôi viêm sắp tới, bản năng hất lên đầu, lúc này nghiêng người bay ra ngoài, tốt một chiêu mãnh liệt chó chụp mồi chật vật tướng. Loại này bối rối, nếu là bị kiếm tinh hắn quý tộc nhìn đến lời nói, hắn cái này thái tử thể diện xem như triệt để mất hết. Bất quá giờ này khắc này, nguy cấp như vậy tình huống, hắn cũng liền cũng không cần cố kỵ như vậy. Mắt thấy cái kia màu đen lôi viêm xa xa bay vụt hướng trời xa, Bách Lý Cảnh Thiên trên đầu đều là mồ hôi lạnh, khuôn mặt kinh khủng, từng ngụm địa thở hổn hển, sắc mặt càng là dọa đến trắng bệch. Bất quá tốt xấu, cái này một khó xem như miễn cưỡng vượt qua. Mi mắt run rẩy càng thêm kịch liệt, Bách Lý Cảnh Thiên tránh thức cùng Trác Phàm giao thủ một lần về sau, mới cuối cùng minh bạch, đó là cái như thế nào đáng sợ đối thủ. Cơ hồ trong vòng một chiêu, liền để hắn có loại nhanh muốn cảm giác tử vong. Quay đầu thật sâu nhìn hướng phía dưới Trác Phàm chỗ đó, Bách Lý Cảnh Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng càng sâu, lại là rốt cuộc không nói ra một câu. Muốn kêu gào, hắn hiện tại tựa hồ không có cái kia lực lượng kêu gào, vừa mới hắn nhưng là kém chút chết trong tay đối phương a. Nói vài lời ngoan thoại, vội vàng chạy đi, bảo trụ mạng nhỏ. Ha ha, hắn cảm thấy giờ này khắc này, hắn chỉ cần quay người lại. Đối phương lại một cái lôi viêm phá không,
hắn thì ngỏm củ tỏi, lại là đánh tới 12 vạn phần tinh thần, nửa phần không dám thất thần, cái nào còn có tâm tư nói hung ác a. Lúc này, Trác Phàm tựa như một cái chánh thức tử thần, đã là hung hăng để mắt tới hắn bóng người, trong mắt đều là tĩnh mịch ánh sáng. Chỉ cần hắn chỗ nào có một chút chỗ sơ suất, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Như vậy lúc này, trốn cũng không phải, đánh cũng không được, nên làm cái gì bây giờ? Chờ. Không sai, Bách Lý Cảnh Thiên không hổ là kiếm tinh thái tử, văn võ song toàn. Cái này vạn phần nguy cấp, gặp phải nghịch thiên yêu nghiệt, chính mình cho dù đá ra SSJT đều đánh không lại tình huống dưới, chờ là phương pháp tốt nhất. Mặc kệ Trác Phàm ra chiêu gì, hắn chỉ cần tránh liền có thể, lấy hắn thực lực, chỉ cần không trả lời, lộ ra sơ hở, bảo mệnh vẫn là có thể. Mà hắn cũng không trốn, miễn cho đem phía sau lưng lộ cho địch nhân. Chỉ cần chờ hắn dù là một vị kiếm vương cao thủ buông xuống, vậy hắn thì thắng a. Kết quả là, án lấy như thế mạch suy nghĩ, Bách Lý Cảnh Thiên cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Trác Phàm chỗ đó, lại là bỗng dưng bất động. Chỉ là trong lòng còn tại oán thầm mắng thầm, Bách Lý Ngự Vũ xú nữ nhân này, tình báo công tác thực sự quá kém. Nói cái gì tiểu tử này là dung hồn cảnh, hắn nãi nãi, coi như bình thường quy nguyên cao thủ, đều không tiểu tử này biến thái. Lão tử cùng mấy cái này huynh đệ đều bị nữ nhân này cho hại chết. Thế nhưng là hắn lại làm sao biết, Bách Lý Ngự Vũ nói tất cả đều là thật, nàng chỉ thấy Trác Phàm đi ra một lần tay, vẫn là cùng Mộ Dung Tuyết đại phóng nước ra. Nàng làm sao biết, lần kia hắn giữ lại nhiều như vậy thực lực đâu. Mà Trác Phàm nhìn đến hắn bất động, không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh liền đoán ra ý hắn đồ, trong mắt tinh mang lóe lên, bất giác bật cười một tiếng, cũng là yên lặng đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, chỉ là một đôi tròng mắt còn ở trên người hắn chăm chú nhìn. Mi mắt lắc một cái, Bách Lý Cảnh Thiên gặp này, lại là cảm thấy rất ngờ vực, tiểu tử này làm sao còn chưa động thủ. Chờ là đối ta có lợi, tốc chiến tốc thắng mới là đối hắn có lợi a, hắn làm sao cùng ta cùng nhau chờ. Chẳng lẽ hắn không sợ một hồi kiếm vương đến, hắn như thế cùng ta hao tổn, lãng phí thời gian, đến lúc đó chết không có chỗ chôn sao. Bách Lý Cảnh Thiên trong lòng kỳ dị. Trong mắt càng là mê hoặc, ngơ ngác đứng trên không trung bất động. Phía dưới mọi người thấy hai người, cũng là hơi nghi hoặc một chút, nhưng là rất nhanh bọn họ thuận tiện giống như phát hiện cái gì, một mặt vui cười địa nhìn chăm chú về phía cái kia Bách Lý Cảnh Thiên, chỉ trỏ, trong miệng thỉnh thoảng lẫn nhau châu đầu ghé tai, đều là cười nhạo thanh âm. Phảng phất tại nói, nhìn thằng ngốc kia, còn thật cùng đầu gỗ vấn đề một dạng bất động. Mí mắt không khỏi rung động. Bách Lý Cảnh Thiên đã là hoàn toàn cảm nhận được phía dưới mọi người cái kia tràn đầy ác ý cùng chế giễu, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ là chăm chú nhìn Trác Phàm chỗ đó, lộ ra kiệt ngao chi sắc. Hừ, các ngươi đám này con kiến hôi biết cái gì, cô đây là gọi sách lược các ngươi hiểu không? Cô đây không phải e sợ chiến, mà chính là vì thắng lợi, tạm thời ẩn nhẫn, các ngươi hiểu không? Hừ, một đám không học thức đồ vật. Thế nhưng là hiển nhiên. Bọn họ cũng không hiểu thái tử gia hùng tài vĩ lược, vẫn tại phía dưới một trận chỉ trỏ, thỉnh thoảng còn đùa cười một tiếng, tràn đầy trêu chọc chi sắc. Đến sau cùng, cho dù là một mực cùng hắn lạnh lùng đối mặt, đồng dạng không nhúc nhích Trác Phàm, cũng là nhịn không được phốc một tiếng, bật cười đi ra, dao động cái đầu, mặt mũi tràn đầy đều là chế nhạo thần quang. Không khỏi nhất thời khẽ giật mình, cái này thái tử gia coi xong toàn mê hoặc, đám kia con kiến hôi như thế không kiến thức cũng liền thôi. Làm sao hắn nhận định đối thủ cũng là cái này đức hạnh? A, à, thế mà, trong lòng của hắn nghi hoặc còn không có mở ra, đã là đột nhiên cảm giác một cỗ bứt rứt đau đớn bay thẳng đáy lòng, nhịn không được hét to lớn tiếng. Sau đó vội vàng nhìn về phía cái kia đau đớn chuyển đến chỗ, lại là bỗng dưng song đồng ngưng tụ, mặt hiện hoảng hốt, toàn thân cao thấp như thác nước mồ hôi lạnh lần nữa phun trào mà ra, sao? Sao lại thế? Xì xì xì. Màu đen lôi viêm. Tại hắn thái tử ra cái kia như ngọc trên bàn tay kịch liệt thiêu đốt, sau đó theo hắn cánh tay, chí thượng hắn đầu vai đánh tới. Mọi người gặp này, lúc này mới nhịn không được cùng nhau cười to lên, mặt mũi tràn đầy chế nhạo không ngừng, riêng là cái kia Âu Dương Trường Thanh, cuối cùng tìm tới trả thù thời cơ, càng là không lựa lời nói, đem đối phương tổn hại đến đáy cốc, cái gì năm châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, kiếm tinh thái tử A, thì ra là cái kẻ ngu. Hỏa thiêu đến tay áo phía trên một chút phản ứng đều không có, chờ đốt tới tay mới biết được lửa cháy. Phản ứng này, cũng thật sự là năm châu đệ nhất chỉ độn A,
ha ha ha. Ta nếm nghe nói trên đời có chờ chết nói chuyện, nguyên lai cũng là chuyện như vậy a, ha ha ha. So với Âu Dương Trường Thanh cái này quý công tử đến, chắc phàm là ác miệng lão tổ, lúc này càng là nhìn lấy cái kia thái tử gia bị thiêu đến gào gào kêu lúc, nhìn không được chế nhạo nói. Ngao ngao ngao, đen nhánh hỏa diễm tại Bách Lý Cảnh Thiên cái kia trắng nõn trên cánh tay không ngừng thiêu đốt, vỡ vụn thành từng mảnh, biến mất hầu như không còn, sau đó dọc theo cánh tay hắn một đường hướng lên, mãi đến đầu vai. Bách Lý Cảnh Thiên thì là một mặt hoảng sợ vùng vẩy lấy tay cánh tay, trên không trung trái bắn phải nhảy lên, kêu gào chấn thiên, kịch liệt thống khổ giống như từng cái tiểu châm giống như đâm thẳng hắn nội tâm, lệnh hắn ngăn không được địa đau nhập nội tâm, trên đầu mồ hôi lạnh càng là vù vù hướng ra phía ngoài bốc lên, sắc mặt đều bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo cùng một chỗ. Bất quá cái này còn không phải hắn sợ hãi nhất địa phương, đau đớn lại kịch liệt, hắn cũng là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện Bách Lý gia tộc thái tử gia, lại có thể chịu không được. Mấu chốt là cái kia hắc viêm vô luận như thế nào, mặc kệ hắn làm sao vung tay cùng dùng suốt đời nguyên lực chấn khai, đều không thể thoát khỏi tình cảnh, mới là để hắn tránh thức trong lòng hoảng sợ mới. Này quỷ dị lôi viêm, hắn căn bản diệt không. Mà cái này mang ý nghĩa, hắn thì sẽ bị đốt chết tươi tại cái này địa phương, lại không có sinh cơ có thể nói. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Cảnh Thiên trong lòng càng thêm kinh khủng, trong đầu cũng càng phát ra bối rối một mảnh, kêu to đại náo, sờ soạng lần mò, lại là vẫn như cũ không có tác dụng gì. Ngọn lửa kia đã là không có không chỉ trệ hướng hắn đầu vai thiêu đi, rất nhiều không đốt hắn cái tan thành mây khói, quyết không bỏ qua chi thế. Nhìn đến cái này, cảm thụ lấy cái kia hắc viêm tàn phá bừa bãi không có nửa phần yếu bớt, còn bùng nổ, Bách Lý Cảnh Thiên nội tâm đã sắp hoàn toàn sụp đổ. Hắn hiện tại cái kia hối hận a, hắn làm sao lại như vậy không cẩn thận, liền thân phía trên dính cái này hắc hỏa cũng không có chú ý đến đâu. Muốn là hắn có thể sớm một chút phát hiện, kịp thời đem dính lấy hắc viêm quần áo đánh bay, hiện tại cũng không có như thế hung hiểm sự tình. Thế nhưng là, hắn hiện tại hối hận lúc trước, nhưng khi đó Trác Phàm cái kia liên tiếp biểu hiện ra cường đại chiến lực, đã để hắn tất cả tâm thần đều không tự chủ được tập trung đến cái kia ma vương giống như trên thân nam nhân, đâu còn có thể chú ý tới như thế việc nhỏ không đáng kể sự tình. Cái này phảng phất như là một cái ăn tươi nuốt sống mãnh hổ tại chăm chú nhìn chăm chú ngươi tình huống dưới, ngươi chẳng lẽ còn có nhàn hạ thoải mái đi cảm thụ dưới chân ngươi đang có một con kiến tại gặm ngươi ngón chân sao? Rất hiển nhiên, mọi người tại cự đại uy hiếp phía dưới, còn lại hết thảy sự vật đều hoàn toàn không để ý tới. Chỉ bất quá lần này, dưới chân hắn cái này con kiến, lại không phải phổ thông con kiến, mà chính là một cái đồng dạng có thể uy hiếp hắn sinh mệnh kiến độc. Hiện tại hắn chẳng khác gì là bên trong kịch độc, chỉ chờ cái này venom lan tràn toàn thân, hắn thì hoàn toàn chết hẳn, thực cùng bị mãnh hổ xé nát không có gì khác biệt, thậm chí còn thống khổ hơn rất nhiều. Chỉ bất quá cái này tiềm tàng nguy cơ, hắn lúc trước căn bản không có chú ý tới mà thôi. Bất quá, đây cũng chỉ là hắn không có chú ý tới thôi, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, đem nơi này tất cả mọi thứ đều nhìn ở trong mắt còn lại tất cả mọi người. Lại là từng cái trong lòng cùng như gương sáng cửa nhỏ rõ ràng. Trong tai nghe lấy Bách Lý Cảnh Thiên nhe răng trợn mắt tiếng gào thét, Trác Phàm không khỏi sờ mũi một cái, sắc mặt một mảnh lạnh nhạt, nhưng là khóe miệng lại như có như không địa xẹt qua cười nhạo đường cong, thực ta sớm liền thấy hắn lúc trước cái kia một tránh lóe, không có hoàn toàn né qua cái kia lôi viêm phá không, trên quần áo dính một tia hỏa diễm, thế nhưng là ta chính là không nói. Ta cũng nhìn đến. Chỉ là một tia to bằng hạt vừng hỏa diễm mà thôi, vốn là không có gì, nhưng về sau lại bùng nổ. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Diệp Lân cũng là ra mặt lắc một cái, bỗng dưng tiếp lời gốc dạ nói, gặp hắn không có phát hiện, ta liền cũng lười nói. Lời vừa nói ra, trọng thương mọi người liếc nhìn nhau, nhìn nhìn lại không trung Bách Lý Cảnh Thiên cái kia kêu rên thái độ, ào ào lộ ra chế nhạo ý cười. Riêng là Âu Dương Trường Thanh tên dở hơi này, càng là vỗ Diệp Lân đầu vai. Giống như giận giống như cười oán giận nói, ai, Diệp huynh, người cái này không chính cống. Dù nói thế nào, chúng ta cũng là chính đạo nhân sĩ, muốn thắng cũng phải thắng được quang minh chính đại đúng không? Biết rất rõ ràng người ta tay áo phía trên dính nguy hiểm như vậy đồ vật, sao có thể không nhắc nhở đâu. Đây quả thực không nên là ta người trong chính đạo, quang minh lỗi lạc thế hệ, nên có phong phạm a. Muốn là ta, bổn công tử nhất định nhắc nhở hắn đem tay áo phía trên phiền phức trừ. Lại nhất quyết thư hùng. Thật sao, đã như vậy,
vừa mới ngươi làm sao không nói. Liếc mắt liếc một cái hắn, Diệp Lân nhẹ hừ một tiếng, khinh thường bĩu môi. Nhếch miệng cười một tiếng, Âu Dương Trường Thanh trèo lên thì lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị, vòng bài nhìn về phía mọi người, lớn tiếng châm chọc nói, ta vừa mới không phải nói a, ta người trong chính đạo thì nên quang minh lỗi lạc. Nhưng là bây giờ cùng Bách Lý Thái Tử Điện Hạ so chiêu, không phải chúng ta chính đạo nhân sĩ a, chắc phàm hắn là ma đạo a, ma đạo có cái chiêu số gì không thể ra a. Cho nên vì công bình lý do, bổn công tử phát hiện hắn ống tay áo dính vật kia, chẳng những sẽ không nhắc nhở, còn một mực cho mọi người nháy mắt, để các huynh đệ đều đem miệng ngậm lên, đừng để hắn phát hiện. Khác để cho chúng ta những thứ này quần chúng vẽ vời cho thêm chuyện ra, quấy rầy hai đại cao thủ quyết đấu. Cho nên, chúng ta cứ như vậy nhìn lấy không nói. Thái tử điện hạ, các ngươi tiếp tục đánh a, chúng ta những người này cam đoan đều sẽ làm một cái hợp cách người xem, tuyệt không quấy rầy các ngươi một phân một hào, ha ha ha. Em gái ngươi, các ngươi đám này tiện nhân, a. Trên không trung lăn lộn địa càng ngày càng kịch liệt, Bách Lý Cảnh Thiên nhìn lấy cái kia tàn phá bừa bãi hắc viêm một đường lẻn đến bả vai hắn gần bên, đã là sợ đến một trái tim đều nhanh lóe ra đến, nhưng là bất kể thế nào làm, hắn vẫn như cũ không có cách nào đem cái này đáng sợ đồ vật trừ bỏ. Mà lại, đúng lúc này, hắn đúng là lại nghe được phía dưới đám kia hoàn toàn không bị hắn nhìn ở trong mắt lũ sâu kiến, đối với hắn một trận cười nhạo nói móc, nhất thời chính là nổi trận lôi đình, mắng to lên tiếng. Thế nhưng là hắn cho dù lại giận, thuộc hạ cũng hoàn toàn không coi hắn là chuyện, phản là cười nhạo địa càng thêm nhiệt liệt lên. Người nhà một cái nề Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo tiểu tử, thế mà còn dám cùng chúng ta phát cáu. Hắc hắc, ngươi phát đi phát a, dù sao ngươi cũng không có bao nhiêu thời gian phát. Chúng ta ở chỗ này nhìn lấy ngươi, nhìn ngươi bị đốt thành cho bụi thời điểm, còn thế nào cho chúng ta ồn ào, hừ hừ hừ. Trác Phàm cũng là mỉm cười, không còn đi chú ý không chung cái kia nhân tình hình, chỉ là dìu lấy Sở Khuynh Thành thân thể, thẳng hướng bọn người ngồi nằm chi bước đi. Cái này màu đen lôi viêm một khi tiếp xúc đến thân thể, không đốt còn là tuyệt không bỏ qua, liền kiếm vương cấp bậc cao thủ đều không dám tùy tiện tiếp xúc, hắn một cái bình thường quy nguyên tu giả, đã là lại không có sinh cơ có thể nói. Cái này, đã là cái chết người, không cần thiết lại đi chú ý. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm không tiếp tục để ý trong tai thê thảm tiếng kêu rên âm thanh truyền đến, chỉ là nhẹ vỗ về ái thê thân thể, chậm rãi hướng một bên bước đi. Hiu! Thế mà, ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, nhưng người một đạo sắc bén kiếm mang đi ngang qua chân trời, chớp mắt tới gần, trong nháy mắt liền xẹt qua Bách Lý Cảnh Thiên cánh tay chỗ. Bạch! Thiêu đốt lên hắc viêm một đầu tay gãy, bỗng dưng bay về phía không trung, tại cái kia liệt dương chiếu dọi phía dưới, hóa thành tối đen như mực hỏa diễm hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn. Bách Lý Cảnh Thiên cũng là đột nhiên cảm thấy thân thể không còn, toàn bộ cánh tay phải phương hướng, đã là trống rỗng một mảnh. Cuồn cuộn máu tươi như suối phun giống như địa tán phát ra, nhất thời nhuộm đỏ bầu trời nửa bên mây ngũ sắc. Một cái lắc mình, một đạo cao lớn bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh, ngón tay nhỏ điểm, ở trên người các đại huyệt đạo nhất vạch một cái qua, cái kia không ngừng phun ra dòng máu liền một đến chỉ trệ, hoàn toàn dừng lại, thế nhưng là hắn nửa mảnh quần áo, đã hoàn toàn thành một mảnh đỏ tươi chi sắc. Trong mắt nhịn không được run run, Bách Lý Cảnh Thiên ra mặt co lại, cứng ngắc đầu chuyển hướng mình bên phải, lại là nhất thời nhìn thấy cái kia trống rỗng một mảnh. Chính mình toàn bộ cánh tay phải, đã là tại vừa rồi một kiếm kia bên dưới, triệt để chặt đứt. Thái tử điện hạ, sự tình ra khẩn cấp, bản vương không được không làm như vậy. Nhẹ nhàng địa liếc nhìn hắn một cái kia vừa mới đi vào thái tử bên người đại hán, đạm mạc lên tiếng. Ngay tại chậm rãi đi trở về Trác Phàm cũng là bỗng dưng thân thể trì trệ. Mi mắt thoáng chốc chăm chú nhăn lại đến, mặt sắc mặt ngưng trọng một mảnh, sau đó chuyển qua nặng nề đầu hướng, về, sau nhìn qua, lại là không khỏi nheo mắt, chăm chú địa nắm nắm quyền đầu. Đánh nhỏ, đại chạy ra đến, nghĩ không ra cái này kiếm tinh thái tử vừa mới thu thập thỏa đáng, Trung Châu kiếm vương lại xuất hiện a. Mà bọn người mặc dù không biết người đến là ai, nhưng cũng đã là đoán cái 8-9 phần 10. Có thể ở thời điểm này đến giúp trợ kiếm tinh thái tử. Còn có thể là ai a? Kết quả là, vừa mới còn tại mặt mũi tràn đầy vui cười mọi người, sắc mặt cứng đờ, lần nữa khẩn trương lên, ừng ực một tiếng, nhịn không được cùng nhau nuốt ngụm nước bọt,
sau đó một mặt khổ cực nhìn về phía Trác Phàm cái chỗ kia, trong mắt mang theo từng tia hy vọng chi sắc. Lão huynh, cái này kiếm tinh thái tử ngài đối phó được thẳng thuận tay, nhưng kiếm vương này cao thủ thành sao? Không có để ý bọn họ cái kia chờ đợi ánh mắt, Trác Phàm chỉ là thật sâu hít một hơi, sau đó lại chậm rãi phun ra, tiếp lấy liền không coi ai ra gì, tiếp tục vịn Sở Khuynh Thành thân thể, hướng bọn họ chỗ đó bước đi, tốc độ chậm chạp, một chút không thấy khẩn trương. Đại hán kia gặp này, mí mắt lắc một cái, trong mắt tinh quang rạng rỡ, lại là không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Bách Lý Cảnh Thiên cũng là nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc, nghiến răng nghiến lợi, chỉ có một cái tay cụt hắn, càng là chăm chú nắm quyền, móng tay đều đập vào thịt bên trong, đều là oán độc bảo hô lên âm thanh, kinh lôi kiếm vương. Giết hắn, cho cô giết hắn. Thái tử, người bây giờ trọng thương tại thân, vẫn là trước tìm chỗ an toàn liệu thương cho thỏa đáng. Không tệ, người này chính là kinh lôi kiếm vương, Bách Lý Ngự Lôi. Nhìn lấy dưới thân cái kia quen thuộc bóng người, nhìn nhìn lại trước mặt thái tử nổi giận, hắn đã là hoàn toàn minh bạch hết thảy. Bất quá, hắn cũng không có ấn thái tử sở thuyết đi làm, mà chính là mượn cớ, đem hắn ổn định. Hoàn toàn không có phát giác được cái này kinh lôi kiếm vương chỗ quái dị, vì sao Trác Phàm đầu, như thế cái thiên đại công lao bày ở trước mặt, tại lão tổ tông trước mặt lộ mặt cơ hội, hắn lại không động tâm. Ngược lại lần đầu tiên quan tâm tới, hắn cái này đã thành tàn phế thái tử an nguy. Bách Lý Cảnh Thiên giờ này khắc này, đã là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, chỉ là chăm chú nhìn Trác Phàm không thả, đỏ ngầu hai con ngươi, giống to nói liên tục, kinh lôi kiếm vương, ngươi hãy nghe cho kỹ, cái này Trác Phàm là lão tổ tông khâm định muốn giết người, ngươi muốn là cầm đầu hắn, cô tuyệt không theo ngươi đoạt một phần nửa phần công lao, cô chỉ cần nhìn lấy hắn chết liền đầy đủ. Trầm mặc, Bách Lý Ngự Lôi nghe được lời này, lại là cũng không có hành động, chỉ là tại tỉ mỉ suy nghĩ, tiếp theo hành động. Mà Trác Phàm cũng hoàn toàn không có để ý không trung uy hiếp, chỉ là yên lặng đem Sở Khuynh Thành đưa đến trước mặt mọi người, trong tay ánh sáng lóe lên, liền xuất hiện một bình sứ nhỏ. Mở ra nắp bình, ngón tay gảy liên tục, từng hạt xanh biếc đan hoàn liền đột nhiên bay đến trước mắt mọi người. Phục nó, tiếp tục mang Khuynh Thành rời đi. Đem bình tĩnh Sở Khuynh Thành lại một lần giao cho Thủy Nhược Hoa trong tay, Trác Phàm sắc mặt bình tĩnh, thăm thẳm lên tiếng. Không khỏi khẽ giật mình, Vũ Thanh Thu chặn lại nói, ngươi để cho chúng ta rời đi, vậy ngươi. Đuổi theo kiếm vương, cũng nên có người cản. Không có xem bọn hắn liếc một chút, Trác Phàm chậm rãi đứng dậy, sắc mặt dị thường kiên nghị, mãnh liệt quay người lại, đã là chống lại không trung Bách Lý Ngự Lôi cái kia lạnh lùng song đồng, trong mắt lôi viêm cùng vòng vàng đều hiện, sát phạt chi hỏa, cháy hừng hực. Bạch, giống như một đạo vô hình lợi kiếm, thẳng tắp bắn tới trong lòng mình. Trác Phàm cái kia sắc bén ánh mắt, trong nháy mắt đối phía trên Bách Lý Ngự Lôi song đồng, lại là nhất thời để hắn ngăn không được thân thể lắc một cái, trong lòng không hiểu phát lên một cỗ nồng đậm uy hiếp cảm giác tới. Dường như cùng tiểu tử này nhất chiến, nếu là một cái sơ sẩy, thật có khả năng bồi lên tánh mạng giống như. Thế nhưng là cái này, lại làm sao có thể, hắn mạnh hơn, chỉ là cái dung hồn cảnh A, làm sao lại mang đến cho mình như thế hung hiểm cảm giác. Trong lòng bất giác run lên, Bách Lý Ngự Lôi thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, vừa nhìn về phía một bên cụt một tay trọng thương thái tử, trong lòng ngưng trọng càng làm sâu sắc nhất trọng. Không thể nào là đơn giản dung hồn cảnh, nếu không lấy thái tử thực lực, tuyệt sẽ không bị thương thành bộ dáng này. Nhưng mà này còn là mình tới kịp thời, nếu không mà nói, đoán chừng đều muốn cho cái này thái tử nhặt xác. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bách Lý Ngự Lôi lần nữa chăm chú để mắt tới Trác Phàm chỗ đó, trong lòng càng thêm coi trọng một phần. Tiểu tử này, cũng không phải là như Ngự Vũ trở về chỗ nói, chỉ là phô trương thanh thế mưu thần, mà chính là thật thâm bất khả chắc, khó có thể suy nghĩ a. Mí mắt nhẹ nhàng run run, Bách Lý Ngự Lôi cứ như vậy yên tĩnh địa nhìn phía dưới, nhưng lại không động tay. Trác Phàm cũng như thế chăm chú nhìn hắn, không nhúc nhích. Mà cùng lúc đó, mọi người tại phục Trác Phàm đan dược về sau, cũng đã khôi phục một chút, có thể miễn cưỡng hành động. Hộ tống Sở Khuynh Thành rời đi chỗ thị phi này nhiệm vụ, có thể lần nữa tiến hành. Bất quá, mọi người đối với Trác Phàm có thể hay không ứng phó kiếm vương cao thủ, vẫn là có nghi ngờ trong lòng. Phải biết, Trung Châu kiếm vương cao thủ thế nhưng là tương đương với các châu thực lực chân chính cao thủ mạnh nhất, cùng Mộ Dung Liệt cùng Âu Dương Lăng Thiên sánh vai tồn tại.
Tuy nhiên Trác Phàm tại Nam Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong tài năng xuất chúng, vừa mới càng là trong lúc nói cười tùy tiện diệt Trung Châu thập hoàng tử, nhưng dù nói thế nào, đây cũng là thế hệ trẻ tuổi chiến đấu, cùng những cái kia sớm đã trèo lên đỉnh lâu năm cao thủ so sánh vẫn còn có tương đương một mảng lớn chênh lệch. Trác Phàm muốn theo một vị kiếm vương cao thủ dưới tay trốn chết tỷ lệ, cơ hồ bằng không a. Đối mặt cái này khó khăn hiểm cảnh, mọi người thấy Trác Phàm cái kia kiên nghị bóng lưng, tràn đầy lo lắng. Thủy Nhược Hoa tựa hồ lại nghĩ tới năm đó Trác Phàm làm cho các nàng bọn tỉ muội đi trước, chính mình một người chặn lối ở sau, đối mặt top 500 người truy chặn, lực chiến đến chết tình cảnh, trong mắt không lý do địa sinh ra nước mắt, lôi kéo Sở Khuynh Thành tay, không khỏi càng chăm chú hơn. Khuynh Thành, hôm nay một màn, cùng lúc đó chưa từng tương tự. Chỉ hy vọng lần này, hắn sẽ không giống lần trước lần nữa biến mất tại tất cả chúng ta trước mặt. Mi mắt hơi nhíu nhăn. Trác Phàm gặp chúng người cũng đã có thể hành động, nhưng như cũng ngốc đứng tại hắn sau lưng, còn không rời đi, không khỏi nhất thời khẽ quát một tiếng, quát lên, các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì, còn không mau đi. Trác huynh, người đối với chúng ta ân cứu mạng, đại ân đại đức, ân cùng tái tạo, ta Âu Dương Trường Thanh là sẽ không quên. Cao ngạo Dương Dương đầu, Âu Dương Trường Thanh bình tĩnh lên tiếng, hiện tại ngươi đối mặt cường địch, chúng ta lại có thể một mình đào thoát. Cái này thực sự quá không chính cống. Ta Âu Dương Trường Thanh là loại kia tham sống sợ chết người sao? Cho nên, tuy nhiên chúng ta tình huống này cũng không giúp đỡ được cái gì, nhưng có thể lưu lại cho ngươi góp phần trợ uy, đồng sinh cộng tử. Yên tâm đi, phía sau ngươi có các huynh đệ đây, ngươi không phải một mình chiến đấu anh dũng, Trác huynh. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm kém chút bị cái này quý công tử cho tức giận đến giận sôi lên, mắng chửi lên tiếng, con mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Biết rõ giúp không được gì, các ngươi còn lưu tại nơi này có ích lợi gì à? Ta không phải nói, cho ta đem Khuynh Thành hộ tống đi, an toàn rời đi, ta thì cảm ơn các ngươi đại đức. Nếu là ta ở chỗ này liều sống liều chết, các ngươi còn muốn cùng ta đồng sinh cộng tử. Ta nhổ vào, ai mà thèm cùng các ngươi đồng sinh cộng tử, mấu chốt là các ngươi chết, ta lão bà làm sao bây giờ? Người nào bảo vệ nàng an toàn? Ừ, ta minh bạch, Trác huynh, yên tâm đi. Huynh đệ cùng cái kia Diệp Lân không giống nhau, nhất định sẽ cho ngươi đem việc này làm thỏa đáng. Ngươi ân cứu mạng, ta Âu Dương Trường Thanh nhất định trả lại. Không sai gật đầu, Âu Dương Trường Thanh lúc này liền ôm quyền, hét lớn lên tiếng. Thế nhưng là lời vừa nói ra, Diệp Lân thì không vui, ra mặt co lại, mặt âm trầm nói, ngươi có ý tứ gì, cái gì gọi là ngươi không giống ta. Đương nhiên, Trác huynh để ngươi đem tẩu tử an toàn đưa đi, kết quả ngươi đâu. Ngược lại để tẩu tử thân thể mạo hiểm cảnh, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, một chút cũng không có làm được. Bổn công tử thì không giống nhau, nói tất làm tất được. Trác huynh, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ha ha, người cái tặc hồ bắt trộm đồ chơi, muốn không phải ngươi đột nhiên chạy ra đến ngăn lại đường đi của chúng ta, tẩu tử sớm đã bị chúng ta an toàn đưa đi, còn sẽ có hiện tại cái này vừa ra. Thuốc có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được a. Cái này có thể trách ta sao? Ngươi suy nghĩ một chút, ta đều có thể đuổi kịp các ngươi, kiếm kia ngôi sao những hoàng tử kia đuổi kịp các ngươi, không phải cũng là sớm muộn sự tình a? Ta nói ngươi, Diệp Lân cùng Âu Dương Trường Thanh tựa hồ trời sinh oan gia, như thế nguy nan khẩn trương thời khắc, lại còn có thể nhao nhao đến cùng một chỗ. Trác Phàm nghe lấy, chán nổi gân xanh, thình thịch trực nhảy. Vì sao cái này hai hàng làm sao như thế tấc, mỗi lần đều nhập bọn với nhau đâu? Bọn họ độc thân hành động đều rất tốt, thì là đụng vào nhau, liền thành sự không có bại sự có dư. Mà không trung Bách Lý Cảnh Thiên gặp đến phía dưới chợt ồn ào lên, líu lo không ngừng, lại là bỗng nhiên cười lớn một tiếng, một mặt ác độc châm chọc nói, các ngươi còn muốn chạy. Hừ, quá ngây thơ, kinh lôi kiếm vương xuất thủ, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Kinh lôi kiếm vương, nói, Bách Lý Cảnh Thiên đã là nhất chỉ phía dưới mọi người, hung ác nói. Nhanh đem bọn hắn toàn giết, cô tại lão tổ tông trước mặt, tự thân vì ngài thỉnh công. Lời vừa nói ra, phía dưới ồn ào nhất thời liền dừng lại, tại chỗ tất cả mọi người, đều một mặt ngưng trọng nhìn về phía hư không bên trong hai người, riêng là nhìn về phía cái kia Bách Lý Ngự Lôi, trên đầu đều toát ra băng lãnh mồ hôi. Cho dù là Trác Phàm, cũng là trầm mặt nhìn lấy cái kia cường đại đối thủ, ánh mắt suýt híp mắt, trong lòng suy nghĩ lấy đối địch chi sách. Bất quá! Đối mặt Bách Lý Cảnh Thiên gào thét, Bách Lý Ngự Lôi lại là rất kỳ quái,
vẫn như cũ một mặt bình tĩnh chi sắc, vẫn chưa có xuất thủ dự định. Không khỏi sững sờ, Bách Lý Cảnh Thiên thật sâu liếc hắn một cái, trong mắt mang theo vẻ ngờ vực, Kinh Lôi Kiếm Vương, tiểu tử này thế nhưng là lão tổ tông khâm điểm trọng phạm, người bình thường không phải luôn luôn vượt lên trước tranh công à, làm sao lần này? Không nói gì, Bách Lý Ngự Lôi chỉ là nhẹ liếc nhìn hắn một cái, sờ mũi một cái, lại là vẫn như cũ không làm động tác. Mí mắt không khỏi hung hăng run run, Bách Lý Cảnh Thiên nhìn chằm chằm hắn, trong lòng hồ nghi càng sâu, thậm chí đều sinh ra nghi ngờ. Bạch! Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang, lại một bóng người xuất hiện tại hai người trước người, lại chính là Lãnh Vũ Kiếm Vương, Bách Lý Ngự Vũ tới. À, đây không phải là... Âu Dương Trường Thanh thấy một lần, nhất thời nhận ra, nhìn về phía Trác Phàm bóng người, một trận rất là kỳ lạ. Trác huynh, đây không phải là ngươi người sao, chạy thế nào đi nơi nào? Bách Lý Ngự Vũ thân phận, bởi vì Phong Thiên Kiếm chỗ sự tình, Trác Phàm chỉ cùng Tây Châu người cầm quyền giải thích qua, Âu Dương Trường Thanh chỉ là một tên tông môn đệ tử, còn không có cơ hội biết Trác Phàm hai mặt phùng nguyên sự tình, bất giác trong lòng kinh hãi. Mà Bách Lý Ngự Lôi nhìn thấy nàng đến, cũng nhất thời thở phào một hơi, tìm tới phù hợp lý do, nhìn về phía Bách Lý Cảnh Thiên nói, Thái tử Điện Hạ, người bây giờ trọng thương, vẫn là trước tìm an toàn khu vực tu dưỡng a. Bản vương một đường hộ tống còn cái này lão tổ tông công đầu, lúc trước lão tổ tông đối Ngự Vũ biểu hiện một mực bất mãn, vẫn là để cho nàng đi. Thì ra là thế, Kinh Lôi Kiếm Vương là chiếu cố Lãnh Vũ Kiếm Vương tiền đồ a, ha ha ha. Tại hai người trước người băn khoăn một chút, Bách Lý Cảnh Thiên tựa hồ nhìn ra cái gì, trong mắt tinh mang lóe lên, không khỏi bật cười ra tiếng, gật đầu tốt, đã như vậy, công đầu này liền để Lãnh Vũ Kiếm Vương tới cầm. Bất quá cô muốn ở một bên nhìn tận mắt, Trác Phàm bị Lãnh Vũ Kiếm Vương chém thành muôn mảnh tràng diệt, để giải mối hận trong lòng ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sắc mặt bất giác lắc một cái, Bách Lý Ngự Vũ cùng Bách Lý Ngự Lôi liếc nhìn nhau, đều là nhíu mày. Tiếp lấy Bách Lý Ngự Vũ vừa nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói, Thái tử Điện Hạ, ngài là lão tổ tông trọng điểm bồi dưỡng người kế nhiệm, tốt nhất bảo trọng quý thể. Hiện tại lấy ngài thương thế, vẫn là sớm cho kịp trị liệu cho thỏa đáng. Nơi này hết thảy, thì đều để ta tới xử lý đi. Ngự Lôi đại ca, còn không mau vịn Thái tử Điện Hạ rời đi. Tốt, không nói hai lời, Bách Lý Ngự Lôi gật đầu một cái, liền muốn mang Bách Lý Cảnh Thiên rời đi. Thế nhưng là Bách Lý Cảnh Thiên lại là hơi vung tay, bướng bỉnh nói, không, cô hôm nay không thấy cái này Trác Phàm chết giống như, tâm tuyệt bất an, ta nhất định muốn nhìn lấy các ngươi đem hắn chém thành muôn mảnh mới được. Điện hạ, hiện ở chỗ này giao cho ta, chẳng lẽ ngươi không tin bản vương? Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Bách Lý Ngự Vũ hừ nhẹ lên tiếng, Thái tử quý thể trân trọng, lão tổ tông đối với ngài nhưng là tương đương coi trọng. Nếu để cho lão nhân gia ông ta biết, chúng ta vào xem lập công mà coi nhẹ ngài thương tật, đến lúc đó nhắm chúng lão nhân gia ông ta lại là một trận nổi giận, chúng ta nhưng chịu trách nhiệm không nổi. Thái tử Điện Hạ, xin ngài mau rời khỏi nơi này liệu thương, khác để cho chúng ta khó làm, nếu không mà nói. Chúng ta cho dù động mạnh cũng muốn đem ngài mời đi. Sắc mặt bất giác một biến, Bách Lý Cảnh Thiên thật sâu liếc nhìn nàng một cái, lại là nặng nề mặt, thăm thẳm lên tiếng, Lãnh Vũ Kiếm Vương quan tâm, cô tâm lĩnh. Chỉ bất quá đây là cô muốn kiên trì, không có quan hệ gì với các ngươi. Đến lúc đó cho dù lão tổ tông hỏi, cô cũng sẽ một mình gánh chịu, không nhọc hai vị hao tâm tổn trí. Lão tổ tông tính khí, Thái tử Điện Hạ cũng không phải không biết, người nào phạm qua sai lầm, thì đuổi tới người nào trên thân. Ngài nói gánh chịu, thì gánh chịu được sao? Nhìn chằm chằm hắn không thả, Bách Lý Ngự Lôi lạnh lùng nói, hy vọng Thái tử không muốn làm chúng ta khó xử, bảo trọng quý thể. Nếu là lại kéo dài thêm, thì đừng trách chúng ta mạnh tới. Cho dù ngài muốn đến lão tổ tông trước mặt cáo chúng ta một hình dáng cũng không quan trọng, chúng ta cái này đều muốn tốt cho ngươi, lão tổ tông hội lý giải. Mí mắt không khỏi hung hăng run rẩy, Bách Lý Cảnh Thiên chăm chú địa chằm chằm Bách Lý Ngự Lôi cùng Bách Lý Ngự Vũ hai mắt, sau đó lại sâu sắc nhìn một chút phía dưới Trác Phàm, giống như có điều ngộ ra, mới không cam lòng gãi gãi quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, có mấy lời cô không muốn nói phá, tất cả mọi người là Bách Lý gia cột trụ, miễn cho thương tổn hòa khí. Thế nhưng là hai vị kiếm vương các ngươi phải suy nghĩ kỹ, làm như vậy thật đáng giá không? Thân thể không khỏi chấn động mạnh một cái, Bách Lý Ngự Lôi hai người lần nữa liếc nhau, đều là cùng nhau phun ra một ngụm chọc khí,
sau đó ánh mắt nhất định, khẽ vươn tay, nhìn về phía Bách Lý Cảnh Thiên bình tĩnh nói, Thái tử Điện Hạ, mời. Tốt, hy vọng các người đừng hối hận, hôm nay làm ra hết thảy, hừ. Song Đồng nhẹ nhàng run rẩy, Bách Lý Cảnh Thiên trầm tĩnh thật lâu, mới bỗng dưng hất lên một mình một cái cánh tay, oán hận lên tiếng, sau đó liền quay người lại, hướng nơi xa bay đi. Bách Lý Ngự Lôi cho Bách Lý Ngự Vũ một cái an tâm ánh mắt, cũng lập tức theo rời đi nơi này. Chỉ một thoáng, nơi này chỉ còn lại có một vị kiếm vương, còn có Trác Phàm khóe miệng cái kia bỗng nhiên nhếch lên một tia hơi có vẻ yên ổn đường cong. Đón gió mát, chậm rãi hàng hạ thân, Bách Lý Ngự Vũ lạnh lùng liếc Trác Phàm liếc một chút, trên thân mang theo băng lãnh khí tức, chậm chậm hướng hắn nơi đó đi tới. Mọi người gặp này, không khỏi ào ào sắc mặt trầm ngưng, hơi hơi hướng về sau đi dạo, tản bộ, trong lòng bỗng dưng siết chặt. Tuy nói cái này Bách Lý Ngự Vũ từng theo Trác Phàm cùng lúc xuất hiện, nhưng bọn hắn đến tột cùng quan hệ thế nào, tất cả mọi người vẫn là hoàn toàn không biết. Giờ này khắc này vị này lãnh vũ kiếm vương một thân sát khí xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, đến tột cùng là bạn hay địch, lại là để bọn hắn hoàn toàn hồ đồ, căn bản là không có cách phán đoán, trong lòng lo sợ bất an. Nữ nhân này ở thời điểm này, đến tột cùng là đứng tại một bên nào đâu. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, khóe miệng xẹt qua một đạo mỉm cười cho, Trác Phàm thật sâu nhìn về phía Bách Lý Ngự Vũ cái kia dần dần tới gần bóng người, đã vui vẻ lại lại hơi nghi hoặc một chút, thật không nghĩ tới, ở thời điểm này, người hội đứng ở bên ta. Người con mắt nào nhìn ra, ta là đứng tại ngươi bên này. Hừ, ít bảnh trẻ. Thân thể không khỏi hơi hơi trệ trệ, dừng lại một chút, Bách Lý Ngự Vũ lần nữa mặt lạnh lấy hướng Trác Phàm tới gần, chỉ là trên hai gò má lại là bất giác nhiễm lên từng tia ửng đỏ. Trong mắt sát khí cũng càng cái gì rất nhiều, lão tổ tông muốn tiểu tử ngươi mảng chó, cô nãi nãi hiện tại là tới cầm ngươi đầu người. Lời vừa nói ra, bọn người người cùng nhau lần nữa trong lòng run lên, sắc mặt càng thêm nặng nề rất nhiều. Chỉ có Trác Phàm từ chối cho ý kiến địa lắc đầu, không chút phật lòng, nếu như ngươi muốn giết ta, vừa mới liền có thể xuất thủ, không cần thiết đem cái kia thái tử ra cho đẩy ra. Còn có vừa mới vị nhân huynh kia là vị nào kiếm vương? Vẫn rất giảng nghĩa khí a. Biết rõ đây là đắc tội Bách Lý Ngự Thiên việc phải làm, thế mà còn như thế giúp ngươi. Chỉ bất quá vị nhân huynh kia còn chưa đủ rất cay, như là đã quyết định giúp ngươi cứu ta, vì sao còn muốn giữ lấy cái kia thái tử tánh mạng? Trực tiếp chảm thảo trừ căn, chẳng phải càng yên tâm hơn sao? Lôi Ca ngày thường xem ra tuy nhiên so sánh thô bạo, lại là chúng ta Ngũ Kiếm Vương trung lớn nhất giảng tình nghĩa người. Thái tử dù sao cũng là Bách Lý gia cái này đệ nhất trụ cột, Lôi Ca hắn lại có thể vô duyên vô cớ làm ra thương tổn người trong nhà sự tình đến. Hung hăng theo dõi hắn không thả, Bách Lý Ngự Vũ đã là đi vào trước người hắn, oán hận nói, người người này quả nhiên một bụng ý nghĩ xấu, người ta bốc lên như thế lớn phong hiểm giúp ngươi, ngươi thế mà còn muốn mượn đao giết người, để hắn giúp ngươi giết hại chính mình chí thân, ngươi còn có hay không chút nhân tính. Nghe được lời này, Mộ Dung Tuyết cũng là rất tán thành gật đầu, hận hận theo dõi hắn, dường như Trác Phàm mới là nàng địch nhân giống như. Âu Dương Trường Thanh nhìn thấy, không khỏi vội ho một tiếng, đụng chút nàng, nhỏ giọng nói, khụ khụ khục. Tuyết muội, chú ý một chút lập trường, Trác huynh nhưng là người một nhà, hắn hết chúng ta cũng liền hết. Không phân biệt được trắng đen, không rõ thiện ác, hừ. Hung hăng nguyết hắn một cái, Mộ Dung Tuyết nhẹ hừ một tiếng, lại cũng không nói chuyện. Tuy nhiên nàng cùng Trác Phàm đối lập, đen trắng rõ ràng, như nước với lửa, nhưng là hiện tại ở vào cùng một trận doanh dưới, cũng chỉ có thể tạm thời cùng ma làm bạn. Vậy đại khái cũng là hiện thực bất đắc dĩ, khí khái lương tâm những thứ này tất cả mọi người đã từng hướng tới đồ vật, có lúc còn thật cái dám dùng không có. Nàng bây giờ có thể làm, cũng chỉ có bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, không cùng ác ma làm bạn, nhưng cũng đối cái này ma vương bất lực. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Thế gian vốn thì như thế. Cái gọi là tà bất thắng chính, hô lên câu này khẩu hiệu, có lẽ bản thân liền là ác ma cũng không nhất định a. Hơi hơi nhún nhún vai đầu, Trác Phàm đối Bách Lý Ngự Vũ chỉ trích, hoàn toàn không để bụng, chỉ là bật cười một tiếng nói, ta là không có cái gì nhân tính, nhưng là lúc này các ngươi nguyện ý xuất thủ tương trợ, ta Trác Phàm cũng lĩnh chuyện này. Nếu là ngày khác các ngươi gặp rủi ro, ta sẽ không mặc kệ. Phi phi phi. Ngươi mới gặp rủi ro đây, cả nhà các ngươi đều gặp rủi ro, hừ. Không khỏi oán hận nguyết hắn một cái, Bách Lý Ngự Vũ mắt phượng hàm sát, quệt mồm trách mắng.
mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, trong mắt xẹt qua thâm thúy ánh sáng, hôm nay các ngươi giúp ta, hắn mặt trời không lặn khó cũng khó a. Ha ha ha, tóm lại, các ngươi tốt ý ta nhớ kỹ, hiện cùng một chỗ tới đi. Nói, Trác Phàm đã là quay người lại, nhất thời một mặt nghiêm túc nhìn về phía tất cả mọi người, từ nơi này đến truyền tống trận còn có bao nhiêu lộ trình, lập tức rời đi. Còn có một phút công phu, chúng ta như cấp tốc lên đường, còn có thể càng nhanh lên một chút hơn. Vũ Thanh Thu chặn lại nói. Khẽ gật đầu, Trác Phàm hướng Bách Lý Ngự Vũ vẫy tay, Ngự Vũ, hộ đưa bọn hắn rời đi nơi này, đừng có bất luận cái gì chuyện rắc rối. Ha ha, người còn thật sự coi ta nô tài sai sử a? Thế nào, người vừa mới không phải đã lựa chọn làm ta người sao? Mi mắt bất giác vẩy một cái. Trác Phàm không khỏi tà dị địa liếc nhìn nàng một cái, cười khẽ một tiếng, đã như vậy, thì giống chúng ta thương đội một đường chạy đến một dạng, hiện tại liền nghe ta mệnh lệnh. Nếu là ngươi còn nghe Bách Lý Ngự Thiên sai xử lời nói, cái kia lúc này cũng có thể lập tức xuất thủ, muốn giết ta, tùy tiện ngươi. Ngươi, trong lòng bất giác trì trệ, Bách Lý Ngự Vũ biểu lộ phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn giận hừ một tiếng, hung ác nguyết hắn một cái, thẳng đi thẳng về phía trước, đúng là cho bọn hắn mở đường. Thỉnh thoảng quay đầu lạnh lùng nhìn về phía người khác, giận dữ hét, còn mài cỏ cái gì, đi nhanh lên a. Nếu để cho hắn kiếm vương phát hiện, các người muốn đi cũng không kịp, hừ. Nói xong, Bách Lý Ngự Vũ liền sải bước hướng trước tiến đến, tuy nhiên phối hợp mọc lên một ngạt, lại là cũng không có hận ý. Mọi người bất giác hơi hơi sững sờ rất lâu, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo cái kia nữ kiếm vương cước bộ, nhưng cùng lúc quay đầu nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt. Lại tràn đầy kinh dị cùng tán thưởng. Riêng là cái kia Âu Dương Trường Thanh, càng là ngăn không được địa vỗ vỗ Trác Phàm cánh tay, một mặt sùng kính nói, Trác huynh, Châu A, liền bất bại kiếm tôn góc tường cũng dám nạy ra, hơn nữa còn là nạy ra đến bọn hắn người trong nhà góc tường. Phải biết, trước kia đều là bất bại kiếm tôn cùng Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ nạy ra mình chân tường, Thượng Quan Phi Vân cùng Đan Thanh Sinh toàn chạy bọn họ nơi đó đi. Lần này Trác huynh đem Lãnh Vũ Kiếm Vương nạy ra đến mình chỗ này đến, thật sự là cho mình bốn châu tăng thể diện a. Lại nói, ngài là làm sao làm được? Nhan chỉ. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm nhẹ nhàng sờ sờ chính mình cái kia nhìn qua so sánh bình thường khuôn mặt, bỗng dương dương lên đầu, thăm thẳm lên tiếng. Sau đó trực tiếp từ trước đến nay đến Sở Khuynh Thành bên người, cùng Thủy Nhược Hoa cùng một chỗ vịn nàng, cấp tốc hướng truyền tống trận chỗ đó tiến đến. Nhan chỉ, mi mắt sâu nhăn, Âu Dương Trường Thanh cũng là ngăn không được sờ lấy chính mình cái kia như ngọc khuôn mặt, tỉ mỉ suy tư, Trác huynh cái này dùng là Mỹ Nam kế A, thế nhưng là liền hắn đều có thể thành công, vậy bản công tử chẳng phải cũng có thể bằng này. A, à, lại nói, Trung Châu còn có nữ kiếm vương sao? Một phương diện khác, kiếm tinh thái tử Bách Lý Cảnh Thiên một mặt âm trầm phi hành trên không trung lấy, bên người là kiếm vương Bách Lý Ngự Lôi tại chăm chú nhìn hắn. Để hắn không cách nào làm gì động tác nhỏ. Bỗng nhiên, hiu hiu hiu, từng đạo tiếng xé gió liên tiếp, ba đạo quen thuộc bóng người nhất thời theo hai người trước mặt xẹt qua. Bách Lý Cảnh Thiên thấy một lần, bất giác nhất thời giật mình, vội vàng hét to lớn tiếng, ba vị kiếm vương dừng bước. Kít, ba đạo thân ảnh một địa trì trệ, cùng nhau dừng lại, lại chính là ngũ kiếm vương chung còn lại ba người. Mà nhìn đến bọn họ bóng người. Bách Lý Ngự Lôi lại là mi mắt lắc một cái, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Sau đó nhìn về phía bên người Bách Lý Cảnh Thiên, mí mắt nhẹ nhảy, đã là minh bạch hắn dự định, lại là không có cách nào. Hắn tổng không thể ngay trước ba vị kiếm vương mặt, đem tiểu tử này trực tiếp đánh ngất xỉu đi. U, đây không phải Thái tử Điện Hạ A, còn có Lôi Huynh, các ngươi làm sao cùng tiến tới. Nhìn đến hai người, ba người kia cũng là một trận kỳ dị. Theo lý thuyết, Thái tử bọn họ là tiểu bối, thực lực hữu hạn, kiếm vương là sẽ không tùy tiện cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động, vướng víu. Nhưng là bây giờ, ánh mắt không khỏi nhẹ nhàng mị mị, ba người lại nhìn kỹ lại là chợt khẽ giật mình, a, à, Thái tử Điện Hạ, ngài cánh tay. Ai, đừng đề cập. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Bách Lý Cảnh Thiên một mặt bi thương, hướng ba người hơi hơi cúi người, tràn ngập lệ nóng, lão tổ tông không phải muốn cái kia Trác Phàm đầu à. Đúng lúc chúng ta mười huynh đệ tìm tới hắn. Cái gì, các ngươi tìm tới? Không khỏi giật mình, ba người nhất thời sắc mặt nghiêm một chút, lẫn nhau nhìn một chút, đều là bất giác lộ ra vẻ mất mát. Hắn nãi nãi,
thế mà bị bọn họ tìm tới, cái này đầu công chẳng phải thành bọn họ. Ách, Thái tử điện hạ, đã như vậy, chắc hẳn các ngươi đã kỳ khai đắc thắng, cầm tới tiểu tử kia đầu người đi. Hắn những hoàng tử kia, phải chăng đã cầm lấy cái kia thủ cấp đi hướng lão tổ tông thỉnh công? Trong mắt nước mắt chớp động lên càng thêm tia sáng chói mắt, Bách Lý Cảnh Thiên một mặt ưu tư địa dao động cái đầu, ai, lĩnh cái gì công a, tiểu tử kia quá lợi hại, cô còn lại 9 vị hoàng đệ, đều là đã mất mạng hắn tay. Liền cô cánh tay phải này, đều là bái hắn ban tặng, mới vứt bỏ. Lúc đó nếu không phải Kinh Lôi Kiếm Vương kịp thời đuổi tới, chỉ sợ cô đã bị mất mạng a. Không khỏi giật mình, ba người thật sâu liếc hắn một cái, lại lẫn nhau ngó ngó, đều là trong lòng hãi nhiên. Thái tử tại thế hệ trẻ tuổi bên trong thế nhưng là kiệt xuất chi tư, năm châu bên trong ai có thể so sánh. Lần này liên hợp 9 vị hoàng tử, thế mà cùng một chỗ đưa tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Xem ra Thiên Ma Sơn đệ tử, xác thực cùng thế tục khác biệt a. Bất quá, bọn họ kinh dị cũng liền tại trong tích tắc mà thôi. Rất nhanh bọn họ liền đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Bách Lý Ngự Lôi chỗ đó, khóe miệng xẹt qua mặt nạ giống như giả cười, ôm ôm quyền nói, như vậy kể từ đó, là Lôi huynh cầm bài này công, chúc mừng a. Lão Tổ Tông biết, nhất định sẽ đối Lôi huynh tán thưởng có thêm, nói không chừng sẽ còn để Lôi huynh tại Bá Thiên Kiếm phía dưới nhiều lĩnh hội mấy tháng đây. Đến lúc đó Lôi huynh thực lực, coi là chúng ta 5 người số 1 a, ha ha ha. Sắc mặt âm trầm không nói gì. Bách Lý Ngự Lôi đối diện với mấy cái này đồng bào nghĩ một đằng nói một nẻo ca ngợi, chỉ là khách khí gật đầu, ứng phó một chút. Chư vị chỉ sợ hiểu lầm. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, Bách Lý Cảnh Thiên lại là thay đổi lúc trước bi ai, nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay một cái nói, Kinh Lôi Kiếm Vương có đức độ, hắn gặp cô bị thương nặng, đầu tiên nghĩ đến chính là mang cô đến một cái an toàn khu vực liệu thương, hoàn toàn không đem đầu này công để vào mắt, cô rất là cảm động a. Cái này đầu công, trước mắt bất giác sáng lên, ba người vội vàng cùng nhau nói. Khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong, Bách Lý Cảnh Thiên tựa như chỉ dẫn địa liếc liếc một chút đầy mặt âm trầm Bách Lý Ngự Lôi về sau, nhất chỉ trác phàm bọn họ thoát đi chỗ, bình tĩnh lên tiếng, vừa mới Lãnh Vũ Kiếm Vương cũng trùng hợp đến, Kinh Lôi Kiếm Vương thì đem công lao này, nhường cho Lãnh Vũ Kiếm Vương. Bất quá tiểu tử kia có chút bản lãnh, Lãnh Vũ Kiếm Vương cùng hắn còn có điểm ngọn nguồn. Đại khái sẽ không như vậy mà đơn giản đưa hắn liều mạng, tối thiểu muốn tra tấn trêu đùa một trận mới tốt, chư vị nếu là hiện tại. Đúng đúng đúng, hiện tại chúng ta đi còn kịp. Không khỏi vội vã gật gật đầu, ba người kia vội vàng hướng hai người ôm một cái quyền, liền lời khách sáo cũng không kịp nói, thì cùng nhau hướng cái kia thái tử chỉ hướng chỗ bay đi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Thấy tình cảnh này, Bách Lý Cảnh Thiên tà dị địa liếc Bách Lý Ngự Lôi liếc một chút. Lại là lộ ra nụ cười đắc ý, Kinh Lôi Kiếm Vương, hiện tại cô có thể theo ngươi an tâm liệu thương đi, ha ha ha. Sắc mặt càng thêm âm trầm, Bách Lý Ngự Lôi dương mắt xem hắn, cũng là bất đắc dĩ gật đầu, thở ra một hơi thật dài tới. Ngự Vũ, phi huynh chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, ba tên kia vì bài này công, nhưng là sẽ không dễ dàng bán mặt mũi ngươi. Đến lúc đó ngươi nhưng muốn tự giải quyết cho tốt, không cần thiết vì tiểu tử kia, thật cùng người trong nhà vạch mặt. Vậy liền ai cũng bảo vệ không ngươi a. Nhanh chút, nhanh lên nữa, các ngươi đều là rùa đen à, đi được chậm như vậy. Một đầu gập ghềnh trên đường nhỏ, Bách Lý Ngự Vũ giống như một cái cọp cái, đối với từng đội khó khăn lên đường mọi người, như Hà Đông sư tử hống giống như gào thét mà ra, âm thanh chấn bầu trời. Mọi người một bên nỗ lực dẫn theo một hơi, hướng về phía trước tập tễnh hành tẩu, còn vừa muốn chịu đựng cái này cọp cái mắng chửi. Không khỏi tất cả đều có loại biệt khuất cảm giác. Đầu tiên Âu Dương Trường Thanh vị đại thiếu gia này cũng có chút nhịn không được, với tư cách là Hải Minh Tông thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, bình thường đều là hắn như thế quát lớn người khác, lúc nào đến phiên người khác như thế quát lớn hắn. Thế nhưng là đối mặt kiếm vương cấp bậc, cùng cha của hắn một cái cấp bậc Bách Lý Ngự Vũ, hắn lại là nửa phần tính khí không dám phát, chỉ có thể rực rỡ cười một tiếng, một mặt thiện tướng địa nhiệt nhu kháng nghị nói, ây, đại tỷ. Chúng ta đều là trọng thương người bệnh, đi chậm rãi cũng có thể thông cảm được, ngài nhiều thông cảm. Thông cảm cái rắm. Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, Bách Lý Ngự Vũ đã là lại giống to một tiếng lên tiếng, nhất thời phun hắn một mặt ngụm nước, người thụ thương là bởi vì ngươi quá yếu, liền Bách Lý Cảnh Thiên cái kia 10 cái thằng nhãi con đều đối phó không, các ngươi bình thường làm gì ăn. Phế vật, phế vật, phế vật.
Bách Lý Ngự Vũ dường như trong nháy mắt hóa thành cướp đường Sơn Đại Vương, hướng về một đường tiến lên mọi người từng cái đối với lỗ tai mắng to lên tiếng, thẳng đem tất cả mọi người chấn động đến mảng nhĩ rung động, tiếng oanh minh vang, không dám trả lời. Âu Dương Trường Thanh càng là nhịn không được đầu co rụt lại, sợ đến câm như hến, tuy nhiên trong lòng oán thầm không ngừng, lại cũng không dám nữa mạnh miệng. Nha nha cái phi, đứng đấy nói chuyện không đau eo, thế mà còn xem thường Bách Lý Cảnh Thiên cái kia yêu nghiệt tiểu tử. Lại nói người kiếm vương này, tu luyện bao lâu thời gian mới đạt tới, chúng ta lại tu luyện bao nhiêu, cái này có thể so sao? Hừ, nữ nhân điên. Phế vật, phế vật, phế. Hoàn toàn không có chú ý tới Âu Dương Trường Thanh ở sau lưng nàng khoa tay lấy từng cái vòng tròn, nguyền rủa nàng bộ dáng, Bách Lý Ngự Vũ vẫn như cũ xính lấy hung uy, gầm thét tại từng cái bóng người trước mặt đi qua, nói là khích lệ cũng tốt, quất roi cũng được, cũng là để bọn hắn gấp rút lên đường. Một phút thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, lấy kiếm vương tốc độ, rất nhanh liền có thể tìm tới bọn họ. Đến lúc đó gặp phải hơn, kiếm vương đuổi theo. Nàng cái kia ứng đối ra sao? Nếu là vì bảo trụ những bọn tiểu bối này, cùng những tên kia làm, nàng chẳng khác nào triệt để phản bội gia tộc, vĩnh không quay đầu ngày. Nếu là không để ý tới bọn họ a, bọn họ bị hố không quan hệ, nhưng chắc phàm bị hố, nàng thì không nỡ. Cho nên đối lần này khẩn cấp đào vong, trong nội tâm nàng vội vàng, mảy may không thua bọn họ, thậm chí còn hơn. Lại thêm nàng thô bạo tính khí. Một cách tự nhiên thành vì trong lòng mọi người một cái đáng sợ lại thật đáng kính nữ ma đầu. Chỉ bất quá cái này nữ ma đầu người nào lỗ tai cũng dám hô, nhưng duy chỉ có đi qua Trác Phàm bên này, nhìn lấy Trác Phàm chừng lấy nàng băng lạnh ánh mắt, lại là bỗng dưng trì trệ, trong nháy mắt khàn giọng, tiếp lấy vòng qua người này, tiếp tục ở phía sau thúc giục đám kia đám danh con. Thấy tình cảnh này, mọi người bất giác cùng nhau quăng tới hâm mộ ánh mắt. Cái này Trác Phàm cũng là Trác Phàm. Đào bất bại kiếm tôn góc tường không tính, còn có thể đem một cái kiếm vương cao thủ thuần đến như thế ngoan ngoãn, cũng thật là ngày chó. Thật chẳng lẽ là dựa vào nhan trị, Mỹ Nam kế sao? Nghĩ tới đây, Âu Dương Trường Thanh trong tay ánh sáng lóe lên, nhất thời xuất hiện một mặt gương đồng đến, mười phần đẹp trai địa chiếu chiếu cái kia lòe loẹt khuôn mặt, nhíu mày. Nếu là như vậy lời nói, mình cũng không kém a, làm sao vị tỷ tỷ kia thì? Ba. Thế mà. Một tiếng thanh thúy vang động đột nhiên phát ra, Âu Dương Trường Thanh còn không có nghĩ rõ ràng bên trong đến tột cùng, Bách Lý Ngự Vũ đã là không khách khí chút nào nhất thời vung hắn một bàn tay, mắng to lên tiếng, đại nam nhân nhà, chiếu cái gì chiếu, cùng cái đàn bà giống như, lãng phí thời gian, đi mau. Đầu co rụt lại, khóe miệng giật một cái, Âu Dương Trường Thanh bưng bít lấy cao ngất hai gò má, cúi đầu, cái gì lời cũng không dám nói, tiếp tục lên đường. Mọi người gặp này. Bất giác tất cả đều che miệng nhẹ cười rộ lên, Trác Phàm cũng là bất giác mỉm cười địa lắc đầu. Cái này quý công tử, thật là một cái tên dở hơi. Hiu hiu hiu. Bỗng nhiên, sấm sét vang động, tiếng xé gió lên, Bách Lý Ngự Vũ thân thể bỗng dưng lắc một cái, nhất thời liền trệ ở, không nhúc nhích, sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống. Trác Phàm cũng là mi mắt lắc một cái, dừng thân, ngược lại nhìn về phía Bách Lý Ngự Vũ chỗ đó, trầm ngâm một chút. Lúc này hét lớn lên tiếng, Ngự Vũ, đem hai người bọn họ trước đưa đi. Nói, Trác Phàm đem Sở Khuynh Thành cùng Thủy Nhược Hoa đẩy lên phía trước. Vậy còn ngươi, không khỏi khẽ giật mình, thật sâu liếc hắn một cái, hoàn toàn minh bạch hắn ý tứ, Bách Lý Ngự Vũ lại là chau mày, lo lắng nói. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ta trong lòng lớn nhất không bỏ xuống được, cũng là Khuynh Thành. Mà Khuynh Thành bên người tín nhiệm nhất. Cũng là Thủy Sư Tỷ. Cho nên người đem các nàng mang đi, ta thì một thân nhẹ nhõm. Ta lập tức đi Bắc Hải, bọn họ muốn bắt đến ta, không dễ dàng như vậy. Mi mắt nhẹ rung, Bách Lý Ngự Vũ quay đầu nhìn xem thần quang ngốc trệ Sở Khuynh Thành liếc một chút, sắc mặt phức tạp, sau đó vừa nhìn về phía Trác Phàm, mặt mũi tràn đầy do dự chi sắc. Ngự Vũ, lần này ngươi lưng cõng Bách Lý Ngự Thiên tới cứu ta rất cảm động. Lần trước nói không cần ngươi. Thực sự xin lỗi, lần này, ta cần ngươi, đem ta thê tử an toàn hộ tống đi. Nhìn chằm chằm nàng cái kia nhíu mày, Trác Phàm trong mắt một mảnh lạnh nhạt, thăm thẳm lên tiếng, chắc hẳn ngươi cũng biết, cho dù ngươi lưu lại, cũng ngăn không được ba người kia. Huống hồ, ngươi muốn gánh vác cái lưng tổ quên tông tên sao? Ngươi tới cứu ta cũng không hy vọng ngươi khó làm,
tốt nhất đừng cùng bọn hắn chạm mặt. Đem Khuynh Thành các nàng mang đi, ta tự có biện pháp thoát thân, chẳng lẽ dọc theo con đường này đến, ngươi còn chưa tin ta chủ hoạch. Nhìn chằm chằm hắn không thả, Bách Lý Ngự Vũ suy nghĩ một lát, cuối cùng cắn răng một cái, bỗng dưng một chảo sở Khuynh Thành cùng Thủy Nhược Hoa đầu vai, đạp chân xuống, liền bỗng nhiên hướng không trung bay đi, thẳng hướng truyền tống trận cái hướng kia, lóe lên tức không có. Chỉ là nàng nhắc nhở, nhưng như cú phiêu hốt truyền vang tiếp theo, người xấu, bảo trọng, tuyệt đối đừng chết. Ha ha, vị tỷ tỷ kia làm sao chạy? Nhìn đến Bách Lý Ngự Vũ rời đi, Âu Dương Trường Thanh không khỏi sững sờ, cuối cùng nhìn về phía Trác Phàm hỏi thăm lên tiếng. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, các ngươi trọng thương, khả năng cảm giác hạ xuống. Vừa mới chúng ta cảm thấy ba cỗ lực lượng cường đại ngay tại hướng nơi này tới gần, hẳn là Tam Đại Kiếm Vương cao tay. Nàng có thể tới giúp ta, là lúc trước giao tình, là ám trợ, không thể để cho người khác phát hiện. Cho nên ta để cho nàng trước tiên đem Khuynh Thành các nàng đưa đi, dạng này các nàng thì an toàn. Ách, Trác huynh, bọn họ là an toàn, vậy chúng ta thì sao? Không khỏi sững sờ, Âu Dương Trường Thanh bất giác chớp chớp mê mang mắt to, thì thào lên tiếng. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm chỉ chính mình, trong mắt lóe lên nụ cười tự tin, cái này không còn có ta sao? Ngươi thật có thể đối phó đến kiếm vương. Ta tự thân là đối phó không, bất quá ta lần này Bắc Châu chuyến đi, thế nhưng là sớm làm rất nhiều chuẩn bị. Đừng nói là kiếm vương, coi như bất bại kiếm tôn cái kia lão già, ta cũng như cũ có ứng phó kế sách. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm bỗng dưng chuyển một cái bài, một mặt cuồng ngạo hướng vân đầu không trung nhìn qua, huống chi hiện tại, bọn họ mục tiêu vốn chính là ta, tránh cũng tránh không rơi. Xoát xoát xoát. Chợt, cùng lúc đó, ba đạo bóng đen xẹt qua bầu trời, ba vị kiếm vương đã là cùng nhau hiện thân tại tất cả mọi người trước mặt, cuồn cuộn khí thế cường đại trong nháy mắt bao phủ xuống mới, thẳng đem mọi người làm cho khí tức trì trệ, trong lòng hoảng hốt. Chỉ có Trác Phàm sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, hai con ngươi nhíu lại, khóe miệng không lý do địa xẹt qua một đạo không hiểu nụ cười, thâm thúy mà quỷ mị. Nghe nói Bách Lý gia ngũ đại kiếm vương, mưa gió lôi vũ viêm, từng cái thân thủ bất phàm. Vừa mới kinh lôi kiếm vương cùng lãnh vũ kiếm vương ta đều gặp, chắc hẳn các vị chính là còn lại Thanh Phong kiếm vương, Vân Lĩnh kiếm vương cùng Trích Viêm kiếm vương đi. Ha ha ha, Trác tiên sinh đã lâu không gặp, lúc trước chúng ta còn bình an vô sự. Nghĩ không ra trong nháy mắt, ngài nhất định thành chúng ta hàng đầu mục tiêu, thật sự là thời gian qua nhanh, cảnh còn người mất ha, ha ha ha. Trịnh trọng hướng Trác Phàm chỗ đó ôm một cái quyền, ba người lẫn nhau nhìn xem, không khỏi tất cả đều cười ha hả, trong mắt tản ra chói mắt tinh quang, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, phảng phất tại nhìn lấy công danh lợi lộc, kim ngân tài bảo đồng dạng hưng phấn. Đối Trác tiên sinh, chúng ta nghe nói lãnh vũ kiếm vương ở chỗ này. Vừa mới cũng cảm nhận được nàng khí tức, làm sao nhanh như vậy thì không thấy, người đâu. Khóe miệng một phát, lộ ra lạnh lẽo nanh trắng, Trác Phàm tựa như địa ngục bên trong bò ra ngoài ác quỷ, một mặt tà dị đạo, các ngươi nói nữ nhân ngốc kia a, ha ha ha. Vừa mới giống như các ngươi, không biết tự lượng sức mình, lại muốn lấy ta đầu. Hừ hừ, đã bị ta trọng thương đánh lui, nếu không phải cảm thấy các ngươi lại xuất hiện lời nói. Ta ổn thỏa đuổi theo, để cho nàng chết không có chỗ chôn. Trong lòng bất giác run lên, ba người cùng nhau quá sợ hãi, người nói là lãnh vũ kiếm vương, bị ngươi trọng thương đánh lui, cái kia làm sao có thể. Ngươi không phải mới dung hồn. Lông mày nhíu lại, bọn họ lời còn chưa dứt, Trác Phàm đã là một mặt cười nhạo nhìn về phía ba người, dung hồn cảnh. Người nào nói cho các ngươi, Bách Lý Ngự Vũ sao? Ha ha ha, các ngươi thế mà cũng tin. Có ý tứ gì, sắc mặt bất giác nghiêm một chút, ba người nhất thời thân thể lắc một cái, mi mắt chăm chú nhăn lại tới. Trên mặt giảo quyệt nụ cười chậm rãi hiện lên, Trác Phàm hai con ngươi nhíu lại, thăm thẳm lên tiếng, lúc trước Bách Lý Ngự Thiên khóc lóc van nài địa để Bách Lý Ngự Vũ đến bên cạnh ta, nói là tương trợ, không phải liền là muốn dò xét ta hư thực sao. Các ngươi cho là hắn chút tâm tư nhỏ này, ta lại không biết. Hừ hừ, nếu biết. Ta lại nơi nào sẽ chân lộ cơ sở cho nàng nhìn. Chắc hẳn các ngươi còn không biết ha, vừa mới các ngươi Bách Lý ra cái kia 10 cái tiểu đông tây, lão tử tiện tay xử lý 9 cái, còn lại một cái vừa tốt bị lãnh vũ kiếm vương cùng kinh lôi kiếm vương cứu. Bất quá cũng không thể xem như cứu, bởi vì ta căn bản không có đem con vật nhỏ kia để vào mắt, liền không có truy sát mà thôi. Nếu không mà nói,
hai cái kiếm vương, các ngươi coi là chân năng theo ta thủ hạ cứu người. Hừ hừ, lão tử là Thiên Ma Sơn đệ tử, các ngươi cũng không muốn xem thường a. Vừa dứt lời, một cỗ không gì địch nổi vương giả khí thế, đã là nhất thời từ trên người Trác Phàm phát ra. Tuy nhiên thực lực liền quy nguyên cảnh cũng chưa tới, nhưng là cái kia cỗ không ai bì nổi khí độ, lại là để tại chỗ tất cả mọi người bất giác cùng nhau trong lòng run lên, ào ào ghé mắt. Cho dù là cái kia ba vị kiếm vương, cũng không nhịn được thân thể lắc một cái, hoàn toàn bị giật mình ở. Chẳng lẽ nói, Thiên Ma Sơn này đệ tử, thật thâm bất khả trắc. Lãnh Vũ kiếm vương ở bên cạnh hắn chỗ xem đến hết thảy đều là giả tượng, hoàn toàn bị hắn lừa gạt. Muốn là như thế lời nói, bọn họ nhưng là không dám tùy tiện hành động, có thể đem kiếm vương cao thủ trọng thương đánh lui người, cái nào là hạng người tầm thường. Trong lúc nhất thời, đối mặt cái này lập tức liền dễ như trở bàn tay thiên đại công lao, ba vị kiếm vương cũng là bị Trác Phàm nhẹ nhàng một lừa dối, liền không dám tiếp tục động thủ, cẩn thận một chút. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, Trác Phàm cũng là miệng cọp gan thỏ mà thôi, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn như cũ bị hù đến không nhúc nhích, cái trán trung gian đều ngưng tụ thành một cái vấn đề. Đám này kiếm vương, bình thường chỉ lớn lên bắp thịt a, lão tử nói cái gì, bọn họ đều tin. Nhìn chằm chằm trên không bỗng nhiên biến đến run run rẩy rẩy ba vị kiếm vương, Trác Phàm khóe môi nhếch lên đắc chí nụ cười, nhưng trong lòng thì một trận oán thầm. Trác huynh, nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy, liền kiếm vương cao thủ đều có thể đánh bại a. Lúc này, Âu Dương Trường Thanh phiêu hốt thăm dò qua đầu, một mặt sùng kính mà nhìn xem hắn, nhẹ giọng tán thưởng nói, xem ra Trác huynh lúc trước đối phó cái kia Bách Lý Cảnh Thiên, liền nửa thành công lực đều vô dụng a. Cái này có Trác huynh tại bên người chúng ta cứ yên tâm nhiều. Chỉ là Trác huynh, tất cả mọi người là bối phận người, ngươi là tu luyện thế nào, nhanh như vậy thì siêu việt kiếm vương cao thủ. Chúng ta tài nguyên tu luyện đều chắc là không dưới ngươi, ngươi làm sao lại biến thái như vậy a? Mi mắt nhìn không được run run, Trác Phàm liếc mắt nhìn xem vị này quý công tử, khóe miệng giật một cái, thì thào lên tiếng, Âu Dương huynh, ngươi cảm thấy hành tẩu giang hồ, trọng yếu nhất một chữ là cái gì? Cái này ta biết, lão cha nói qua, là chữ nghĩa. Sai, là lừa dối. Bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm thấp tiếng giống giận, Lãnh Vũ kiếm vương chuyện gì xảy ra, ngươi không biết a, lão tử hiện tại chính đang lừa gạt bọn họ, ngươi còn coi là thật. Lại nói, ngươi bình thường tu luyện lúc, có phải hay không cũng là hướng về những thứ này kiếm vương mục tiêu, chỉ luyện bắp thịt a. Phốc, nhìn không được che miệng khẽ cười một tiếng. Mộ Dung Tuyết nhìn đến Trác Phàm cùng Âu Dương Trường Thanh hai người kỳ dị nhìn về phía nàng, lại là lập tức sắc mặt nghiêm một chút, lại lạnh xuống tới. Bọn người người cũng là nhìn không được bật cười lắc đầu, bất giác mỉm cười. Không sai gật đầu, Âu Dương Trường Thanh cuối cùng minh bạch hết thảy, thì ra là thế, Trác huynh đang lừa bọn hắn, thế nhưng là bọn họ có tin hay không? Có thể hay không tin, ở chỗ ngươi cơ sở bao bọc nhà tù không tốn sức. Hiện tại bọn hắn nghi hoặc lớn nhất. Cũng là Lãnh Vũ kiếm vương đột nhiên biến mất. Chỉ muốn cái này cơ sở không lọt, liền có thể cùng bọn hắn rằng co một trận. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Cái kia sau đó thì sao? Âu Dương Trường Thanh hỏi lần nữa, chúng ta không thể cùng bọn hắn một mực rông dài a, cuối cùng giấy không thể gói được lửa a. Không sai, cho nên đây chỉ là kế tạm thời, kéo dài thời gian thôi. Chờ trợ thủ đến, hết thảy giải quyết. Trợ thủ. Người nào? Một hồi ngươi liền biết, bất quá nếu là nàng không có chạy đến, ta liền phải phía trên. Tuy nhiên không phải không được, chính là, mi mắt lắc một cái, Trác Phàm do dự một trận, lại không còn nói. Thấy tình cảnh này, Âu Dương Trường Thanh càng là không hiểu. Thế nhưng là hắn lại làm sao biết, Trác Phàm lần này mục đích rất rõ ràng, chỉ là đến Bắc Hải tìm hải ngao mà thôi, đến mức Trung Châu cùng bốn châu đại chiến, hắn là không muốn tùy tiện trộn lẫn. Hai thế lực lớn tranh chấp, ngư ông đắc lợi, nếu là hắn xuất thủ lời nói, tất nhiên sẽ đánh vỡ dạng này thăng bằng, như vậy hắn ích lợi liền sẽ trong nháy mắt rút lại. Đánh cái so sánh, cũng là hắn có thực lực, làm cho bất bại kiếm tôn phút chốc xong đời, nhưng là hắn không thể làm như thế. Bởi vì hắn như làm, Trung Châu trong nháy mắt suy sụp, bốn châu chiến lực không có hao tổn tình huống dưới, trực tiếp tiến quân, chia cắt Trung Châu. Dạng này kết quả chính là, bốn châu lấy được đại lợi. Hắn cái gì cũng không chiếm được. Mà song phe thế lực chỉ có đánh cho ngươi chết ta sống,
hắn thế lực mới có thể tại chiến bên trong mưu lợi. Cho nên Trung Châu cùng Bốn Châu muốn đều là thắng lợi cùng ngầm chiếm, nhưng Trác Phàm suy nghĩ lại là quản thúc. Thì giống như trước mang theo Lạc Gia một dạng, đối mặt cường đại mà rắc rối thế lực, hắn không thể ngay từ đầu đem cái này quản thúc đánh vỡ, tất yếu sử dụng quản thúc quật khởi, mới có thể nhất thống thiên hạ, đây mới là hắn cân nhắc khó khăn nhất một chỗ. Nhưng cái này tất cả mọi thứ, Bốn Châu cùng Trung Châu người đều là không biết. Bọn họ chỗ nào có thể nghĩ đến, song phương lẫn nhau xem làm đối thủ, nhưng bọn hắn còn có cái địch nhân chung, cũng là khuyến khích bọn họ hung hăng bóp lên, lại chính mình bình chân như vậy, không muốn ra một phần lực, thậm chí không muốn thay Bốn Châu diệt đi một cái kiếm vương Trác Phàm. Cái này nếu như bị Bốn Châu cao tầng biết, nhất định sẽ hối hận muốn chết, cái gì gọi là tranh ăn với hổ a, đây chính là. Trên đầu không khỏi có từng tia mồ hôi lạnh chảy ra, không chung ba vị kiếm vương, bị Trác Phàm vừa mới cái kia một trận khoác lác, hù đến sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia làm thế nào mới tốt. Một cái cao gầy nam tử, nhìn về phía một cái mặt trắng không râu trung niên nhân nói, Ngự Vân đại ca, tiểu tử này nếu thật trọng thương Ngự Vũ, thực lực kia tuyệt đối tương đương với hai ba cái kiếm vương, nếu không Ngự Vũ sẽ không liền toàn thân trở ra cơ hội đều không có. Như thế tới nói, chúng ta cho dù liên thủ, cũng chưa chắc có thể cầm tiểu tử này như thế nào a. Đúng vậy a, nhưng là điều kiện tiên quyết là hắn nói đều là thật. Mi mắt lắc một cái, Bách Lý Ngự Vân trầm ngâm một chút, nhẹ giọng thì thào. Một bên một cái hơi béo râu quai nón nam tử nghe, chặn lại nói, thế nhưng là hắn vừa mới nói thái tử sự tình, xác thực cùng lúc trước thái tử sở thuyết một dạng a. Cái này chứng minh Ngự Vũ tình báo đã mất chuẩn. Một cái dung hồn cảnh sao có thể đem thái tử bị thương thành như thế? Mà cái này tất cả mọi thứ, đều là hắn cố ý thiết lập ván cục lừa gạt. Ngự Vũ đại khái cũng không nghĩ tới hắn ẩn tàng nhiều như vậy thực lực, mới lật thuyền trong mương, bại lui thoát đi. Nếu không vì sao thái tử nói Ngự Mưa lúc này bên trong, nhưng lại không thấy nàng đâu. Đối mặt bài này công, trừ bị đánh bại bên ngoài, nàng có lý do gì rời đi? Liếc nhìn nhau. Ba người nhất thời sắc mặt lần nữa ngưng trọng tiếp theo, Bách Lý Ngự Vân càng là ngăn không được nói, dạng này thì càng hỏng bét, Thiên Ma Sơn không có yếu như vậy, ngược lại rất mạnh, vốn là chúng ta không nên đắc tội, nhưng bây giờ đắc tội. Trảm thảo trừ căn, giết người diệt khẩu. Tại cổ bên này vạch một cái kia người cao gầy trong mắt tinh mang lóe lên, không có hảo ý nhìn hướng phía dưới tất cả mọi người, người ở đây cũng không thể lưu, bao quát tiểu tử kia ở bên trong, tất cả đều muốn mạt sát. Có điều hắn người dễ nói, vẫn là tiểu tử này thực lực đoán không được, chúng ta không biết có thể hay không. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Bách Lý Ngự Vân con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, lại là trèo lên thì lộ ra một đạo gian xảo chi sắc, tiểu tử này khó đối phó, thế nhưng là dưới đáy đám kia vướng víu tốt đối phó. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, tiểu tử này sẽ cùng bọn họ xuất hiện tại cùng một chỗ, bên trong nhất định có người cùng hắn có giao tình. Ta đi cuốn lấy hắn. Đến một lần thử hắn sâu cạn, thứ hai đem hắn dẫn cách những người kia bên người, các ngươi thì đi giết sạch cho ta bọn họ. Một khi hắn có phân thần chỗ, chúng ta lập tức cùng công chi, đánh hắn trở tay không kịp. Mà lại cái này cũng có thể tìm tới hắn nhược điểm, biết những người này, hắn càng chú ý tại người nào, liền có thể cấp tốc bắt hắn xương sườn mềm, thế nào. Vân ca cao minh, lẫn nhau nhìn xem, hai người cùng nhau giơ ngón tay cái lên. Ngay sau đó. Ba người liền đồng loạt nhìn hướng phía dưới tất cả mọi người. Chỉ bất quá lần này, trong mắt bọn họ lại không chần chờ, ngược lại là cuồn cuộn sát khí, chảy ra không ngừng lộ ra, rất rõ ràng muốn động thủ. Mi mắt bất giác lắc một cái, Trác Phàm trong lòng hơi hơi nặng nề, bất đắc dĩ thở dài. Không hổ là kiếm vương, lập tức liền có đối sách, xem ra cái này lừa gạt kế sách thời gian đến, bọn họ đã nghĩ đến phá giải kế sách, không có lo lắng. Xoát xoát xoát, đạp chân xuống, ba đạo bóng đen cùng nhau thoáng hiện, lại là giống như phi ưng bỗng nhiên hướng phía dưới mọi người cúi người lao xuống. Bách Lý Ngự Vân bay thẳng Trác Phàm mặt mà đến, còn lại hai người làm hai đường, vòng qua Trác Phàm, ào ào hướng còn lại trọng thương người vây quanh mà đi. Cứ như vậy, đừng nói Trác Phàm không phải kiếm vương cao thủ, cho dù là, cũng phân thân pháp thuật. Trừ tự vệ bên ngoài, hoàn toàn bảo hộ không bất luận kẻ nào. Mấu chốt là, bằng bản thân thực lực, đối mặt kiếm vương cao thủ, hắn hiện tại liền tự vệ đều làm không được. Cuồn cuộn cường hãn uy áp tới gần, trong nháy mắt liền áp đến tất cả mọi người trước mặt,
để mọi người không khỏi cùng nhau trong lòng trì trệ, sắc mặt hãi nhiên. Trác Phàm cũng là mi mắt lắc một cái, chậm rãi xoa trong tay cái kia hiện ra lôi mang giới chỉ, bất đắc dĩ thở dài. Ai, cuối cùng vẫn là chưa kịp a, nhìn đến vẫn phải chính mình xuất thủ. Ông, một cỗ vô hình ba động theo trong giới chỉ phát ra, từng đạo khí thế cường đại cũng từ đó phát ra, Trác Phàm chậm rãi đưa tay, trong mắt một mảnh lạnh lùng. Đã các người muốn chết, vậy liền. Hiu hiu hiu. Thế mà, đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, nhưng người ba đạo cương mãnh kiếm khí xẹt qua, cái kia ba vị kiếm vương còn chưa đi vào trước mặt mọi người, đã là không khỏi thân thể nghiêng một cái, nhất thời một cái cá chép nhảy, lại bay trở về không trung. Ba đạo kiếm khí ào ào theo bọn họ góc áo xẹt qua, một đến xé rách ra một đạo hẹp dài lỗ hổng. Người nào, cảm nhận được kiếm khí kia cường đại, ba người cùng nhau vừa trừng mắt, nhìn về phía kiếm khí kia truyền đến chỗ. Từng tiếng cười khẽ vang lên, ba đạo quen thuộc bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, ha ha ha. Ba vị kiếm vương cũng là ngang dọc năm châu, thành danh mấy ngàn năm nhân vật, thế mà ở chỗ này khi dễ một đám nhỏ bối phận, không ngại e lệ sao. Cha! Đại ca! Trước mắt bất giác sáng lên, Âu Dương Trường Thanh cùng Mộ Dung Tuyết nhất thời hét to lớn tiếng, đầy mặt ý mừng. Không sai, vừa tốt xuất hiện ở đây, cứu tất cả mọi người ba người, chính là phân biệt tay cầm ba thanh kiếm thần Mộ Dung Liệt, Âu Dương Lăng Thiên cùng Thượng Quan Phi Hùng không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá giờ này khắc này, ba người tuy nhiên tay cầm thần kiếm, uy phong lẫm liệt, nhưng sắc mặt lại là thảm trắng một mảnh, khóe miệng còn mang theo một tia đỏ tươi, rất hiển nhiên bị thương nặng. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì, hung hăng nhìn chằm chằm đối diện ba vị kiếm vương, không có chút nào e sợ sắc, ngược lại một mặt chiến ý. Nhìn thấy cái này, Trác Phàm vừa mới giơ bàn tay lên, lại chậm rãi để xuống, thở ra một hơi thật dài tới. Đã có người đi ra cản bọn họ, hắn thì không cần ra tay, vừa vặn bớt người tiếp theo thủ đoạn, hắc hắc. Trác huynh, người thật sự là thần cơ diệu toán a, quả nhiên có trợ thủ tới. Có cha ta bọn họ tại, cái kia tam đại kiếm vương cũng không thể đem chúng ta làm gì, ha ha ha. Âu Dương Trường Thanh thì là ôm chặt lấy Trác Phàm, hưng phấn liên tục, giống to, đúng, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Là tìm chỗ an toàn, nhìn ta cha bọn họ đánh dữ dội cái kia tam đại kiếm vương, vẫn là tại một bên góp phần trợ uy, cho ta cha bọn họ động viên. Trác huynh, người bày mưu tính kế, người cảm thấy loại nào ổn thỏa? Hơi hơi trầm ngâm một chút. Trác Phàm liếc mắt liếc một cái hắn, thở sâu, lại là chậm rãi nói, tuy nhiên ta sở thuyết trợ thủ, cũng không phải là lệnh tôn bọn họ, bất quá đã bọn họ kịp thời đuổi tới, cũng là một cái lựa chọn tốt. Cho nên chúng ta vẫn là, chạy đi. Hét lớn một tiếng, Trác Phàm lúc này quay người lại, liền kêu gọi tất cả mọi người, vô cùng lo lắng hướng truyền tống trận chỗ đó chạy đi, lại là để Âu Dương Trường Thanh bọn người bất giác sững sờ, hoàn toàn mắt trợn tròn. Qua rất lâu. Mới phản ứng được, vội vã đuổi theo, khó hiểu nói, Trác huynh, chuyện gì xảy ra, làm gì muốn chạy a? Trò xiếc để lộ nội tình, vừa mới kém chút toàn quân bị diệt, hiện tại thật vất vả có người đi ra gánh trách nhiệm, người không chạy còn tại chỗ này đợi chết, người ngốc a? Một bên lôi kéo Vũ Thanh Thu bọn họ liều mạng phi nước đại, Trác Phàm một bên nhìn về phía Âu Dương Trường Thanh công tử này, hung hăng mắng chửi nói. Trong mắt vẫn là mê hoặc. Âu Dương Trường Thanh tràn đầy không hiểu, cha ta bọn họ không phải đều đến a, làm sao còn muốn. Bính bính bính. Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, nhưng người ba tiếng nổ ầm vang phát ra, ba đạo nhân ảnh đã là trong nháy mắt bay qua trước người bọn họ, phù phù một tiếng cùng nhau ngã xuống mặt đất, đỏ thẫm máu tươi nhất thời vẩy một mảnh, đem cả vùng đều nhuộm thành huyết sắc. Định thần nhìn lại, ba người kia không là người khác, lại chính là Âu Dương Lăng Thiên ba người không thể nghi ngờ. Trên tay bọn họ, ba thanh trường kiếm chính không ngừng nghỉ địa ngâm khẽ không ngừng, tựa hồ là phát ra khuất nhục bi thương thanh âm. Thấy tình cảnh này, luôn luôn đối cha mình cực kỳ sùng bái Âu Dương Trường Thanh, bất giác lại là ngốc ở, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tay cầm thần kiếm phụ thân, làm sao có thể sẽ một chiêu liền bại. Phốc phốc phốc, đỏ thẫm máu nước, giống như suối phun vẩy một chỗ diễm lệ màu sắc. Âu Dương Lăng Thiên ba người sắc mặt càng phát ra trắng bệch đi xuống, thậm chí liền khí tức đều như có như không, lúc đứt lúc nối, tựa như lập tức liền muốn tắt khí bộ dáng. Âu Dương Trường Thanh cùng Mộ Dung Tuyết bọn người, nhìn lấy đây hết thảy, hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ,
ngây ngốc địa khó có thể tin. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua, cha mình huynh trưởng trọng thương như thế trình độ. Thế nhưng là, cái này lại làm sao có thể? Đối phương chỉ là ba vị kiếm vương, cùng thực lực bọn hắn vốn tại sàn sàn với nhau, không có khả năng chênh lệch lớn như vậy a. Mà lại trong tay bọn họ đều có thần kiếm kề bên người, cho dù lấy một địch ba, cũng là chắc thắng kết quả, làm sao lại trong khoảnh khắc bị đối phương một chiêu đánh bại. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong mắt mọi người mê mang, đầy đầu nghi hoặc, chỉ có Trác Phàm tựa hồ sớm đã ngờ tới cái gì, bất đắc dĩ xoa xoa cái trán, thở dài ai, vốn nghĩ bọn hắn còn có thể kiên trì một hồi, không nghĩ tới nhanh như vậy thì nghỉ cơm, xem ra bị thương không nhẹ a. Bị thương không nhẹ, không khỏi giật mình, Mộ Dung Tuyết nhất thời nhìn về phía Trác Phàm kinh ngạc nói, ngươi nói là, ta đại ca bọn họ sớm đã trọng thương. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc lên tiếng, vừa mới bọn họ xuất hiện lúc, một kiếm kia tuy nhiên khí thế dồi dào, nhưng là hậu kình không đến, đại khái là bọn họ dùng chút sức lực cuối cùng, dọa một cái kia tam đại kiếm vương A, cùng ta lúc trước làm không sai biệt lắm. Chỉ bất quá cái gì, mọi người cùng nhau nói. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến địa lắc lắc đầu, chỉ bất quá đám bọn hắn không có ta diễn kỹ tốt, xuất hiện lúc mặc dù cố giả bộ trấn định, lại là trán đổ mồ hôi ứa ra, lộ ra nhưng đã đèn cạn dầu. Cho dù bọn họ là các châu cao thủ mạnh nhất, hoàn thủ cầm thần kiếm, nhưng công lực đã hết thời điểm, lại là cái gì đều vô dụng. Ta vốn đang trông cậy vào bọn họ ngăn lại một trận, trì hoãn một ít thời gian, không nghĩ tới một chiêu đều không chống nổi a, xem ra bọn họ thật nặng thương tổn không nhẹ, liền liều chết dư lực đều không. Trong mắt bất giác hơi hơi run run, mọi người nghe được lời này, lúc này mới lại trong lòng kinh hãi. Mới vừa tới đến ba vị cao thủ mạnh nhất, hoàn thủ cầm thần kiếm, vốn là bọn họ chạy thoát hy vọng, thế nhưng là trong chốc lát cái này hy vọng lại bị chôn vùi. Ba vị này cao thủ, bản thân liền đã nề Bồ Tát sang sông, tự thân đều bảo vệ không, đi ra hiện thân cũng chỉ là lên đe dọa chi năng, nhưng cũng tiếc liền cái này một điểm cuối cùng công dụng, cũng bị đối phương bóc trần. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ, đối mặt ba vị kiếm vương bao vây, há không chết queo vểnh lên. Tất cả mọi người sắc mặt lần nữa thật sâu trở nên nặng nề, liếc nhìn nhau, trên mặt đều có ý chết. Âu Dương Trường Thanh cùng Mộ Dung Tuyết, thì là không có cân nhắc nhiều như vậy, vội vàng đi vào Âu Dương Lăng Thiên cùng Mộ Dung Liệt bên người, đem bọn hắn đỡ dậy. Chỉ có thể thương hại Thượng Quan Phi Hùng một người cô đơn, bên cạnh lại không thân nhân ở bên, lại là bỗng dưng bị lãng quên giống như, người nào đều không để ý đến hắn. Ta nói, có người hay không đến chăm sóc một chút lão phu a. Dù nói thế nào, lão phu cũng là đến đem cho các ngươi đám nhóc con này liều mạng a. Khóe miệng bất giác một xẹp, Thượng Quan Phi Hùng nhìn lấy bên cạnh cái kia hai cái ông bạn già được đến chí thân cứu trợ, trong lòng không khỏi có chút thê lương, nhịn không được mở miệng nói. Ba. Đúng lúc này, nhưng ngửi một tiếng vang nhỏ, một cái rộng lượng bàn tay vịn hắn đầu vai, chậm rãi đem hắn kéo, một tiếng quen thuộc cười khẽ, cũng là đột nhiên truyền đến hắn trong tai, ha ha ha. Thượng Quan gia chủ, ta đã sớm theo ngươi nói, trùng thiên kiếm giải ấn, đối ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Tay ngươi nắm trùng thiên kiếm, liền muốn cùng cái kia bất bại yêu quái đánh, ngươi còn không đánh lại người ta, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Còn không bằng không có trùng thiên kiếm, ngươi đến tiền tuyến lãnh binh đi đây. Hiện tại ngươi biết cái gì gọi là họa chi phúc chỗ theo, phúc tai họa chỗ nằm đi. Thân thể bất giác lắc một cái, Thượng Quan Phi Hùng quay đầu nhìn về phía bên người này. Không là người khác, chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ, lại là cười khổ một tiếng, trong lòng không khỏi phát lên tia chút ấm áp ai, Trác tiên sinh nhìn xa trông rộng, đoán không sai. Lão Phu cũng biết, lấy Lão Phu thực lực, cho dù cầm lấy trùng thiên kiếm, cũng không phải người lão quái kia vật địch. Bất quá đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm, nếu là có thể vì bốn châu xuất lực, Lão Phu cho dù giúp đỡ đầu này mạng già, cùng đồng quy vu tận cũng là tốt. Thôi đi. Lão già kia nếu là dễ dàng như vậy bị người lôi kéo cùng chết, các ngươi còn dùng như thế sợ hắn. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua vẻ khinh miệt. Bật cười gật gật đầu, Thượng Quan Phi Hùng cũng là bất đắc dĩ thở dài, Lão Phu cũng liền tỏ thái độ mà thôi, nếu là thật sự có thể làm được, cũng coi như Lão Phu vinh quang. Nói, Thượng Quan Phi Hùng lại sâu sắc mà nhìn xem Trác Phàm không thả, trong mắt lóe rạng rỡ tinh quang, bình tĩnh nói, Trác tiên sinh. Từ Trung Châu đến Bắc Châu,
mỗi lần lão phu gặp nạn lúc, bên người phụ một tay đều là ngươi a, phần giao tình này cũng không cạn. Sau trận chiến này, như thượng quan gia không việc gì, ngày sau tiên sinh có gì nhu cầu, nhưng mời chi hội một tiếng, hướng về phía mình phần này kể vai chiến đấu chi tình, bằng hữu chi nghĩa, ta thượng quan gia có thể làm được, tuyệt không chối từ. Ừm, cái này vẫn là chờ ngươi thượng quan gia thật vô bệnh rồi nói sau, dù sao ngươi câu nói này ta nhớ kỹ, đến lúc đó cũng đừng đổi ý, hắc hắc hắc. Sẽ không đổi ý, cho dù ngươi muốn ta con gái ruột, lão phu cũng tuyệt không nháy một chút ánh mắt. Dừng lại, người khác mượn cơ hội chào hàng a, ta là có gia đình người. Vậy thì có cái gì, đại trưởng phu tam thê tứ thiếp. Yên Nhi đối với cái này tuy nhiên bài xích, bất quá đối với người tựa hổ cũng có thể tiếp nhận. Nói thật, hiện tại lão phu trọng thương, bên người chiếu cố lão phu chỉ ngươi một người, còn thật có điểm cha vợ tình a. Ta nói đánh ở, nghe không hiểu sao. Vũ Thanh Thu, lão già này giao ngươi chiếu cố. Nhìn cái này thượng quan phi hùng có chút thuận cán leo lên trên ý tứ, muốn cùng chính mình kết thân giống như, Trác Phàm lúc này hét lớn một tiếng, liền đem ý đồ không có đạt đến, vẫn như cũ líu lo không ngừng lão gia hỏa đẩy đến Vũ Thanh Thu trong ngực. Vũ Thanh Thu cũng là biết thể người, chiếu cố lão tiền bối, việc nhân đức không nhường ai, cũng liền đón lấy. Mà một phương diện khác, nghe đến Trác Phàm cùng thượng quan phi hùng nói, Mộ Dung Tuyết cùng Âu Dương Trường Thanh liếc nhìn nhau. Cũng toàn đều nhìn mình cha thân huynh trưởng, kinh dị lên tiếng, các người trọng thương như thế, đều là cùng bất bại kiếm tôn giao thủ tạo thành. Lẫn nhau nhìn xem, Âu Dương Lăng Thiên hai người đều là ho kịch liệt thấu một tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy ai thán địa cúi thấp đầu, trường kiếm trong tay nắm thật chặt, tràn đầy vẻ không cam lòng. Cái kia bất bại kiếm tôn lại lợi hại như thế, các người ba thanh kiếm thần đều có thể bị thương thành dạng này. Trong mắt không khỏi hung hăng co rụt lại. Mộ Dung Tuyết lúc này lần nữa hoảng hốt lên tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhan sắc. Dù sao, bọn họ ngay từ đầu chế định chiến lược, cũng là lấy ba thanh kiếm thần đối kháng Bách Lý Ngự Thiên một thanh thần kiếm, đem hắn ngăn chặn, sau đó người khác sẽ chậm chậm đối phó. Nhưng là bây giờ xem ra, kế hoạch này căn bản đi không thông. Bởi vì Bách Lý Ngự Thiên một thanh kiếm, đã đối còn lại ba thanh kiếm, có tính áp đảo thực lực. Mà không cách nào đem Bách Lý Ngự Thiên ngăn chặn. Bọn họ kế hoạch thì căn bản áp dụng không? Có thể nói, nếu là không có Trác Phàm sau cùng kỳ sách liều mạng một lần lời nói, lấy bọn họ trước kia chiến lược tới nói, giờ này khắc này bọn họ đã tất cả đều bại. Nhưng bọn hắn bây giờ còn có một đường sinh cơ, chỉ bởi vì bọn hắn tâm lý rõ ràng, Trác Phàm cái kia sách lược, còn tại áp dụng bên trong. Chỉ cần hai châu tất cả chiến lược đều tới, bọn họ thì chả có thay đổi chiến cục cơ hội. Bất bại kiếm tôn một chiêu thì đem chúng ta tất cả đều đánh bại, khụ khụ khục. Ba người chúng ta có thần kiếm hộ thân, hãy còn có thể miễn cưỡng thoát đi chỗ đó, liền không biết còn lại người sống hay chết. Mi mắt ngăn không được địa run rẩy, Âu Dương Lăng Thiên không khỏi một mặt buồn bã chát địa thở dài lên tiếng, Bách Lý Ngự Thiên cường đại, thực sự người phi thường cẩn thận, chúng ta cho dù hợp lực, cũng căn bản không phải đối thủ, ai. Nghe được lời này. Một bên Mộ Dung Liệt cũng là không cam lòng nhắm mắt lại, gấp cắn chặt hàm răng, lại là ngăn không được lắc đầu, trên mặt đều là vẻ cô đơn, thậm chí đều có tuyệt vọng. Ha ha ha, các ngươi bây giờ mới biết lão tổ tông lợi hại, không cảm thấy quá muộn sao? Đúng lúc này, một tiếng chấn thiên triệt địa cười to ầm vang phát ra, mọi người sắc mặt lắc một cái, cùng nhau hướng chỗ đó nhìn qua, đã thấy người kia không là người khác, chính là đem bọn hắn bao vây lại ba kiếm vương một trong. Bách Lý Ngự Vân không thể nghi ngờ. Thực vừa mới các ngươi vừa xuất hiện, chúng ta không cần nhìn cũng tâm lý minh bạch, các ngươi cũng là nỏ mạnh hết đà, phô trương thanh thế mà thôi, căn bản lại không lúc trước công lực. Mấy huynh đệ chúng ta đi theo lão tổ tông nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể tại lão nhân gia ông ta một chiêu phía dưới, bình yên vô sự đây. Các ngươi có thể còn sống đứng ở chỗ này, đã là thượng thiên phù hộ, thần kiếm hộ thân. Nếu không mà nói, cho dù các ngươi không chết, cũng hẳn là tàn tật chi thể, lại khó động đậy. Lấy các ngươi hiện tại thân thể bị trọng thương, còn muốn cùng ba người chúng ta động thủ. Hừ hừ, quả thực không biết tự lượng sức mình. Thật sâu hít một hơi, Âu Dương Lăng Thiên sắc mặt giận dữ, nhất thời vung cánh tay bàng, cường ngạnh tiến về phía trước một bước, phong thiên kiếm hất lên, chỉ hướng ba người, quát to, Trường Thanh, người hộ tống Trác tiên sinh cùng một đám tiểu bối lập tức rời đi, nơi này từ là cha lại đỉnh một hồi. Chỉ muốn các ngươi đến truyền tống trận chỗ ấy,
lập tức truyền tống đi, thì an toàn. Lời vừa nói ra, Mộ Dung Liệt cũng là một vung tay, thình lình đứng ra thân thể đến, cùng Âu Dương Lăng Thiên sánh vai cùng nhau, tuy nhiên sắc mặt ảm đạm, nhưng trong mắt lại là vô tận đấu trí. Thượng quan Phi Hùng ho kịch liệt thấu rất lâu, cũng là dáng chống đỡ lấy lung lay sắp đổ thân thể, đồng dạng bỗng dưng đứng ở phía trước, hét lớn liên tục, lão hủ mặc dù không tốt, nhưng có thể dùng cái này thân thể tàn phế yểm hộ bọn tiểu bối rời đi, vì ta bốn châu lưu lại vị lai hỏa loại, cũng đời này không tiếc, ha ha ha. Phụ thân, sắc mặt nghiêm một chút, Âu Dương Trường Thanh không khỏi vội vã kêu lên. Hung hăng khoát khoát tay, đánh gãy hắn lời nói, Âu Dương Lăng Thiên ánh mắt lộ ra nghiêm khắc chi sắc, Trường Thanh, ngươi không cần phải nói, ta biết rõ ngươi lo lắng là cha an nguy. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi bình yên vô sự, là cha tâm lý thì an, đi mau. Phụ thân, đừng nói nhảm, lấy các ngươi tốc độ, trong vòng một phút tất nhiên có thể đuổi tới đó, trong khoảng thời gian này, là cha vẫn có thể thay các ngươi ngăn chặn bọn họ, đi mau. Phụ thân, đi mau, Âu Dương Trường Thanh lần nữa hô to, Âu Dương Lăng Thiên ba người tay cầm thần kiếm, đứng thành một hàng, lại là cùng nhau giống to lên tiếng, trên mặt tràn đầy khẳng khái hy sinh ý chết. Nhìn lấy đây hết thảy, Âu Dương Trường Thanh không khỏi có chút do dự, gãi đầu một cái, lại là cúi đầu sâu xa nói, ừm. Phụ thân, thực, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Chúng ta giống như các ngươi, cũng bị thương nặng, không thể cấp tốc di động, muốn tới truyền tống trận bên kia tối thiểu đến một phút thời gian. Không biết các ngươi, có thể hay không nhiều chống đỡ một hồi đâu. Ách, bỗng dưng, ba người thân thể cùng nhau lắc một cái, tập thể hóa đá, trong lòng vô tận hò hét. Đây là, hố cha a. Da mặt ngăn không được địa hung hăng run run, Âu Dương Lăng Thiên cứng đờ đầu, nhìn về phía một mặt rực rỡ cười Âu Dương Trường Thanh chỗ đó. Trong mắt một mảnh vẻ phức tạp ngươi. Ngươi nói cái gì? Ha ha ha, phụ thân, ngài đừng nóng giận, cái này cũng không thể trách chúng ta, thật sự là bọn họ quá mạnh, chúng ta đánh không lại a, đều trọng thương. Vừa mới trác huynh cho một viên thuốc, chúng ta mới có thể miễn cưỡng hành động. Không phải vậy lời nói, chúng ta bây giờ liền đứng lên khí lực đều không có. Một mặt lập lòe địa gãi cái đầu, Âu Dương Trường Thanh không biết nên giải thích thế nào. Chỉ là mặt mũi tràn đầy xấu hổ thì thào lên tiếng. Mi mắt hung hăng run run, Âu Dương Lăng Thiên thật sâu liếc hắn một cái, lại quay đầu nhìn về phía cái kia không trung ba vị kiếm vương, trong mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc người nào thương tổn các ngươi, bọn họ sao? Hừ, đường đường kiếm vương, rõ ràng có thể một chiêu đem bọn ngươi chu sát, lại còn như thế tra tấn tiểu bối, là có ý gì? Âu Dương Lăng Thiên, ngươi đừng hiểu lầm, dù nói thế nào chúng ta cũng là có thân phận người. Cũng không có biến thái như vậy yêu thích, sẽ không theo mấy tiểu tử kia băn khoăn. Hơi hơi dương dương đầu, Bách Lý Ngự Vân không khỏi suy cười một tiếng, chỉ phía dưới một đám người tuổi trẻ, đến mức người nào thương tổn bọn họ, người hỏi chính bọn hắn, chẳng phải hoàn toàn rõ ràng sao. Ánh mắt hơi hơi suýt híp mắt một chút, Âu Dương Lăng Thiên lại đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía hắn nhi tử. Trầm ngâm một chút, Âu Dương Trường Thanh gãi gãi gương mặt, có chút ngượng ngùng nói, phụ thân. Thực là cái dạng này, chúng ta trên đường gặp phải Bách Lý gia cái kia 10 vị hoàng tử, kết quả là làm. Kết quả như thế nào? Không chờ hắn nói xong, Âu Dương Lăng Thiên ba vị này lão tiền bối cùng nhau lên tiếng hỏi thăm. Lẫn nhau nhìn một chút, tất cả mọi người tất cả đều xấu hổ cúi thấp đầu, thì thào lên tiếng, toàn diệt. Cái gì, các ngươi đem cái kia 10 vị hoàng tử toàn diệt? Trước mắt bất giác sáng lên, ba người nhất thời hưng phấn kêu lên. Bốn châu anh tài, có người kế tục a. Nhưng là nhìn lấy ba người cái kia hưng phấn khuôn mặt, Âu Dương Trường Thanh bọn người lại là cùng nhau thở dài một tiếng, sâu xa nói, lão cha, nghĩ gì thế, là chúng ta bị người ta toàn diệt. Thân thể bất giác chấn động mạnh một cái, ba người nhất thời trong lòng cả kinh, hưng phấn khuôn mặt nhất thời cứng ngắc. Cái kia 10 người đều quá lợi hại, riêng là cái kia Bách Lý Cảnh Thiên, ta cùng Diệp Lân huynh đệ liên thủ. Chiêu số ra hết, đều không thể ép hắn sử xuất toàn lực, còn nhanh gọn bị hắn đánh bại ngã xuống đất. Dư sư huynh muội nhóm, cũng bị mặt khác 9 tên hoàng tử đánh bại, không một may mắn thoát khỏi. Mà lại phần lớn không có đi ra một chiêu, chúng ta cũng không có làm bị thương người ta một sợi lông. Lại nói lão cha, Bách Lý gia những cái kia biến thái đều là làm sao luyện a? Giống như thực lực kia, phổ biến đều cao hơn chúng ta bốn châu một mảng lớn a. Trong mắt lóe nghi vấn,
Âu Dương Trường Thanh nhìn về phía mặt ba vị trước trưởng bối. Thế nhưng là ba vị này dĩ nhiên đã hoàn toàn hóa đá, riêng là Âu Dương Lăng Thiên, càng là ngăn không được như nói mê thì thào lên tiếng, kiếm tinh đế mang không thể ngăn trở a, chúng ta bị Bách Lý Ngự Thiên đánh bại dễ dàng cũng coi như, nghĩ không ra đại đội trưởng xanh bọn họ cái này thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất đám người nổi bật, cũng hoàn toàn không phải Trung Châu những hoàng tử kia đối thủ. Hai cha con thay bị người treo lên đánh, bốn châu cường giả đều bị rất ngược, vô luận già trẻ, đều là như thế. Dạng này thực lực nghiền ép, cho dù chúng ta liều chết thắng được trận chiến tranh này, nhưng thế hệ trẻ tuổi còn có cái gì tương lai a? Lão bất bại kiếm tôn coi như chết thật, nhưng mới bất bại kiếm tôn vẫn là tại Trung Châu. Nói đến đây, Âu Dương Lăng Thiên nói không được, chỉ là tâm lý oa lạnh, tựa hồ nhiều năm như vậy mộng tưởng cùng hy vọng đều vẫn diệt giống như. Còn lại hai người gặp này, cũng là ngăn không được than thở. Kiếm tinh đế quốc chẳng những cái này đời người mạnh đến không tưởng nổi, liền thế hệ trẻ tuổi tiềm lực cũng 10 phần thâm hậu, bốn châu căn bản so không a. Nói như vậy đến, chúng ta hôm nay như vậy ương ngạnh chống cự, lại là vì cái gì a? Dù sao cho dù ngăn cản cái này đệ nhất bất bại kiếm tôn dã tâm, đời sau bất bại kiếm tôn phong mang, bọn nhỏ có thể đỡ tới sao? Lần nữa lẫn nhau nhìn một chút, ba người đều là bất đắc dĩ thổn thức lắc đầu. Ha ha ha, Âu Dương Lăng Thiên, Mộ Dung Liệt, các ngươi những thứ này ếch ngồi đáy giếng, những năm này vì cùng lão tổ tông chống lại, bế quan bế đến liền thiên hạ đại sự cũng không biết cấp độ a. Thấy tình cảnh này, thần ở Vân Đoan Bách Lý Ngự Vân lần nữa cười to lên, cực điểm nói móc nói, chúng ta kiếm tinh hoàng tử vô luận tiềm lực vẫn là thực lực, đều tại phía xa các ngươi bốn châu phía trên. Không chỉ là chúng ta lão tổ tông cùng Ngũ Kiếm Vương có nghiền ép bốn châu chi thế, cho dù là chúng ta Bách Lý gia thế hệ trẻ tuổi các tiểu tử, cũng đồng dạng có thể nghiền ép các ngươi bốn châu đỉnh phong các đệ tử. Bởi vì chúng ta là thiên hạ mạnh nhất gia tộc, từ trên xuống dưới thực lực, cùng các ngươi bốn châu đều không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Các ngươi cho dù lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng chẳng qua là trì hoãn chính mình tử kỳ mà thôi. Âu Dương Lăng Thiên, vừa mới ngươi nhi tử sở thuyết bọn họ hạ tràng, cũng là tốt nhất chứng minh. Các ngươi cùng chúng ta kiếm tinh đế quốc đấu, mặc kệ là 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, đều căn bản không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói, hừ. Thân thể ngăn không được địa lắc một cái, ba người nheo mắt, sắc mặt càng lộ vẻ xuống dốc, trong tay cầm chặt lấy thần kiếm tay khẽ run, lại tựa như muốn buông ra trượt xuống đồng dạng. Ba vị này các châu tối cường giả, trong lòng niềm tin đã đang dần dần sụp đổ. Không chung ba vị kiếm vương gặp này, bất giác cùng nhau lộ ra nụ cười đắc ý. Đánh giám. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng phẫn nộ hét lớn lại là bỗng nhiên vang lên. Âu Dương Trường Thanh cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân như thế thất lạc biểu lộ, nhất thời trong lòng tức giận, một cái dậm chân đi vào Trác Phàm trước mặt, một thanh nắm ở một mặt rất là kỳ lạ Trác Phàm, nhìn về phía không trung ba người quát lớn lên tiếng cái gì thiên hạ mạnh nhất gia tộc, quả thực cũng là bỏ cầu thí. Bổn công tử vừa mới lời còn chưa nói hết đây, chúng ta những người này xác thực tài nghệ không bằng người, thua ở các ngươi kiếm kia tinh hoàng tử chi xuống. Nhưng là đồng dạng. Các ngươi cái kia 10 vị hoàng tử, không ra giây lát thời khắc, còn không phải cũng tất cả đều thua ở chúng ta Trác huynh thủ hạ sao? Thân thể bất giác chấn động, ba vị kiếm vương sắc mặt nghiêm một chút, cùng nhau nhìn hướng phía dưới Trác Phàm, khuôn mặt lần nữa ngưng trọng lên. Âu Dương Lăng Thiên ba người cũng là không khỏi cùng nhau quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt chớp động lên tìm kiếm ánh mắt. Liếc mắt liếc một cái mọi người, Âu Dương Trường Thanh cao ngạo địa dương dương đầu. Dường như đây hết thảy là hắn làm giống như, đại biểu công tích vĩ đại, ta Trác huynh. Ách không, ta Trác đại ca a, quả thực cũng là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần tuyệt thế thiên tài. Các ngươi cái kia 10 vị hoàng tử không phải châu sao. Ta Trác đại ca căn bản không nhìn bọn hắn liếc một chút, bên trong 9 cái liền bị trong nháy mắt miểu sát, dây giết các ngươi biết không. Căn bản không có ra chiêu chỗ trống, sức phản kháng được không. Liền xem như còn lại cái kia Bách Lý Cảnh Thiên. Cũng bị ta Trác đại ca một chiêu tháo bỏ xuống một cái cánh tay, cụp đuôi liền chạy. Đây là có hai vị kiếm vương tiếp ứng tình huống dưới, không phải vậy lời nói, hắn có thể chạy. Hừ hừ, cười lạnh, Âu Dương Trường Thanh tiếp tục nói, chúng ta tại các ngươi 10 vị hoàng tử trước mặt, không hề có lực hoàn thủ, toàn bị đánh bại, các ngươi thì dám tự xưng Trung Châu thực lực cao hơn chúng ta một mảng lớn. Vậy ta Trác đại ca lực lượng một người. Thì trong chớp mắt để cho các ngươi Trung Châu hoàng tử thương vong một mảnh,
chỉ có một người tàn phế đào tẩu, cái này lại cao đi nơi nào? Nếu như các ngươi cái này cũng dám xưng thiên hạ đệ nhất gia tộc, lại đem ta Trác gia để ở nơi đâu? Hừ, nói cho các ngươi Bách Lý gia không muốn đắc chí, sớm muộn có một ngày, cái này Nam Châu là phải bị chúng ta Trác gia thay thế. Ta Trác đại ca cũng là cái thứ hai bất bại kiếm tôn, ách không, bất bại kiếm tôn nhằm nhò gì, ta Trác đại ca ngày sau nhất định mạnh hơn hắn. Liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia ba vị kiếm vương, Âu Dương Trường Thanh lỗ mũi cùng hai ống hắc pháo một dạng, đối lấy bọn hắn cũng là càng không ngừng nhiệt khí phun ra, muốn nhiều kiệt ngao có nhiều kiệt ngao, muốn nhiều đắc chí có nhiều đắc chí, dường như trong miệng hắn nói về sau muốn làm ra cái này công tích vĩ đại là hắn như vậy. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm bất giác bật cười ra tiếng, uy, Âu Dương huynh, ngươi muốn kéo cửu hận chính mình đi rồi, khác kéo ta chỗ này đến a. Ta thật không nghĩ qua muốn cùng Bách Lý gia đối nghịch. Ai, Trác huynh, ta nếu là có năng lực rồi, đã sớm chính mình rồi, mình không phải không cái gì công tích cầm ra sao? Bất giác lập lòe xem Trác Phàm liếc một chút, Âu Dương Trường Thanh một mặt lấy lòng nói, ngươi vừa mới cũng nhìn đến, ba cái kia rùa con quá phách lối, cha ta sắp bị bọn họ khí tâm đều phải chết. Lúc này, mình không thể hồi hộp a, đến cho ta cha bọn họ cổ vũ sĩ khí, dựng nên mới hy vọng. Mà lại, vừa mới ta nói cũng là thật, lấy Trác huynh thực lực, ngày sau thay thế Bách Lý gia xưng bá thiên hạ cũng là sớm muộn sự tình, huynh đệ coi trọng ngươi. Hiện tại huynh đệ thì xưng ngài một tiếng đại ca, nhập Trác gia môn, lúc này ngài thay ta chống đỡ chàng, ngày sau huynh đệ vì ngươi đi theo làm tùy tùng giành chính quyền, thế nào? Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, âm thầm ước đoán. Lần này đại chiến tại Bắc Châu, song phương chiến lực dày đặc. Hắn thế lực không tốt phát triển, còn lại bốn châu đều là trống rỗng, đã nhờ vào đó phát triển. Như vậy ngày sau, Bắc Châu cũng là một cái rất khó cắm vào lỗ trống khu vực. Mà Âu Dương Trường Thanh tại vùng này là địa đầu xà, như là ngày sau có mượn lực chỗ, làm coi như không tệ. Kết quả là, Trác Phàm miễn vì khó gật đầu, xem như cho mình ở chỗ này cây cái cứ điểm. Mà gặp hắn đáp ứng, Âu Dương Trường Thanh mới cười hắc hắc, lộ ra hài lòng nụ cười. Lần này, hắn rốt cục có thể danh chính ngôn thuận cáo mượn oai hổ, tự do đắc chí. Bất quá, hắn đây cũng không phải là nhất thời hưng khởi, mà chính là thật đối Trác Phàm phát từ đáy lòng hâm mộ. Từ khi kiến thức đến Trác Phàm đem vậy ngay cả hắn đều khó mà ngăn cản Trung Châu thập hoàng tử toàn diệt một màn, hắn mới rốt cuộc minh bạch, vì sao Diệp Lân cái này Tây Châu khó được cao thủ, đối Trác Phàm như thế thuận theo. Vô luận chí dũng, Trác Phàm đều có bọn họ cái này thế hệ. Thậm chí là những lão gia hỏa kia đều khó mà địch nổi chỗ. Cho nên, hắn làm như thế, cũng coi là một loại đầu tư. Hắn nhận định Trác Phàm lại là một cái làm ra kinh thiên động địa đại sự nghiệp người, mà hắn Âu Dương Trường Thanh, nhất định muốn dựng vào chuyến xe này. Hắn tuy là cái công tử ca, nhưng từ mục tiêu nhỏ liền 10 phần rộng lớn, muốn làm Nam Châu đệ nhất nhân. Hiện tại xem ra, cường giả nhiều như vậy, yêu nghiệt như thế biến thái, hắn tính toán làm không được. Như vậy hắn cơm hộp yêu nghiệt này bên người tay trái tay phải, dưới một người, trên vạn người. Cái này, thật sự là một cái rất có lời mua bán. Âu Dương Lăng Thiên ba người quay đầu thật sâu nhìn lấy Trác Phàm, nghe đến hắn vừa mới sự tích, cũng là trong lòng kinh dị, nhưng là trong lòng cái kia tia ngọn lửa hy vọng, lại là lần nữa nhen lửa. Bách Lý gia, cũng không phải là một mực vô địch, luôn có người sẽ xuất hiện, đem cái này bất bại vương giả đuổi xuống vương tọa. Mà người này, hiện tại cũng là Trác Phàm. Không chung ba vị kiếm vương, nghe đến Âu Dương Trường Thanh cái kia từng tiếng kêu gào, lại là cũng không có phản bác, mà chính là chăm chú nhìn Trác Phàm, khóe miệng một phát, hơi hơi gật gật đầu, không sai, ngươi tiểu tử này nói không sai, nếu là Trung Châu thực lực cao hơn bốn châu ra một cái cấp bậc lời nói, tên thiên ma này núi đệ tử thực lực, thì lại là cao hơn thế tục ra một mảng lớn đẳng cấp, coi là thật làm cho bọn ta rung động. Cho nên, dạng này sự tình, chúng ta sẽ không để cho hắn tùy tiện phát sinh. Giết! Trong mắt lóe lên một đạo trần trụi sát ý, Bách Lý Ngự Vân hét lớn một tiếng, ba vị kiếm vương đã là cùng nhau đạp chân xuống, nhất thời hướng phía dưới lao xuống mà đi, mục tiêu trực chỉ Trác Phàm chỗ đó. Thấy tình cảnh này, Âu Dương Lăng Thiên ba người vội vàng chặn lại, toàn thân nỗ lực nhấc lên sau cùng khí thế, giống to lên tiếng, Trác tiên sinh ngươi đi mau, chúng ta trước ngăn trở bọn họ. Hừ, chỉ bằng các ngươi hiện tại trạng thái, cũng xứng. Không khỏi suy cười một tiếng, ba kiếm vương đại âm thanh châm chọc nói.
Thế nhưng là đúng lúc này, nhưng nghe lôi mang chớp động, một tiếng thanh thúy quát mắng lại là nhất thời vang tận mây xanh, ai dám thương tổn ta phụ thân, muốn chết. Lỗ tai hơi hơi động động, Trác Phàm khóe miệng bỗng dưng lấy đấy, cười khẽ một tiếng, rốt cục đuổi đi lên, tước nhi. Oanh! Màu tím lôi mang vang vọng chân trời, ba vị kiếm vương còn chưa đi vào Trác Phàm trước người, ba đạo sấm sét đã là thẳng tắp hướng ba người bọn họ trên thân đánh tới. Bất giác trì trệ, ba người nhất thời hơi vung tay, phanh phanh phanh, liền đem cái kia ba đạo sấm sét cùng nhau ngăn lại, chỉ là vọt tới trước thân thể, lại trở về tại chỗ, nhíu mày, lộ ra vẻ kỳ dị. Đến tột cùng là ai, làm sao cái này lôi kình cùng bổ thiên thần kiếm bên trong sấm sét giống như đúc? Bạch! Một cái lắc mình, tước nhì bóng người nhất thời xuất hiện tại Trác Phàm trước mặt, hì hì cười nói, phụ thân, ta không tới chậm đi. Tới chậm, hơi hơi một quyệt miệng, Trác Phàm không khỏi bật cười một tiếng, nhún nhún vai, diễu diễu nói, nếu là ngươi lại không chạy đến, là cha chỉ sợ cũng muốn bị ba người này chém thành muôn mảnh. Khinh thường bĩu môi, tước nhì vung lên đáng yêu khuôn mặt, hì hì cười một tiếng, gạt người, phụ thân trong tay át chủ bài nhiều như vậy. Bằng ba người này làm sao có thể bị thương ngài. Vậy cũng không nhất định, có lẽ ta keo kiệt, không nỡ dùng át chủ bài đâu. Dù nói thế nào, mình còn phải đi Bắc Hải, át chủ bài phải dùng đến thời điểm then chốt bảo mệnh a, ha ha ha. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến địa lắc lắc đầu, tước nhi lại hơi hơi bĩu môi một cái, nhăn nhăn đáng yêu mũi ngọc tinh xảo, hì hì cười một tiếng. Lão cha thật nhỏ mọn. Bất quá bọn hắn ở chỗ này không coi ai ra gì, địa thanh tú lấy người nhà ôn nhu, còn lại mọi người thấy đây hết thảy lại là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, riêng là Âu Dương Trường Thanh, càng là ngăn không được nói, uy uy uy, Trác đại ca, ngươi, ngươi cô nương, làm sao? Không phải, vừa mới ngươi cô nương thân thủ, tay chân tới lui khoa tay, Âu Dương Trường Thanh dĩ nhiên đã cả kinh nói không rõ lời nói, lắp bắp nói, nàng, nàng đến cùng bao lớn a mới. Bọn người người cũng là một mặt kinh dị nhìn lấy đến đâu tiểu cô nương, đầy mặt vẻ không thể tin. Nhà đầu này cũng liền cái 5-6 tuổi bộ dáng nhưng là vừa khi mới xuất hiện, cái kia tiện tay vung ra ba đạo sấm sét, lại là có tới dung hồn cảnh bát cửu trọng khí thế, coi là thật kinh người. Như một chiêu này là bình thường thanh niên xuất ra, mọi người tuy nhiên kinh dị thiên phú, nhưng vẫn không cảm giác được sao. Nhưng đây chỉ là tiểu cô nương a, đoán chừng liền sữa còn không có đoạn đây. Làm sao lại có dung hồn thực lực? Cái thế giới này, đến tột cùng phát sinh cái gì a? Lẫn nhau nhìn xem, cho dù là Âu Dương Lăng Thiên ba cái kia lão gia hỏa, đều là bị cả kinh một trận trợn mắt hốc mồm, thật lâu nói không ra lời. Thoạt đầu bọn họ chỉ là gặp qua Trác Phàm mang theo nữ nhi của hắn xuất hiện, vẫn chưa đem tiểu cô nương này để vào mắt, nhưng bây giờ mới chợt phát hiện, tiểu cô nương này lại cũng nguy hiểm như thế. Cái này Trác Phàm bên người. Đến tột cùng đều là một đám như thế nào yêu nghiệt a. Đặc biệt là cái kia thượng quan phi hùng càng làm sâu sắc có đồng cảm, bởi vì lần trước Trung Châu một hàng, hắn còn rõ ràng địa nhớ đến, Trác Phàm bên người cái kia bé trai, một quyền liền đem thượng quan phi vân cho đánh thổ huyết, hiện tại lại xuất hiện một cái dạng này cô bé. Cái này Trác gia, là quái vật nơi sản sinh sao? Thật sâu nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, mọi người đã nghi hoặc vừa sợ dị, trong mắt mê mang càng sâu. Minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ, Trác Phàm lại là không chút phật lòng địa khoát khoát tay, cũng không có trả lời Âu Dương Trường Thanh nghi vấn, chỉ là sắc mặt khoan thai cười cười nói, tước nhi, ngươi đến ta cứ yên tâm nhiều, cái này ba cái kiếm vương thì giao cho ngươi, khác để bọn hắn cùng lên đến, bất quá ngươi cũng cẩn thận một chút, bọn họ tương tính theo ngươi xung đột, khác bên trong bọn họ bá thiên kiếm nói. Yên tâm đi lão cha, ta biết, hắc hắc, hoàn toàn không xem ra gì. Tước nhì vẫy vẫy sau đầu đôi đuôi ngựa, liền nhất thời chuyển một cái bài, đi vào tất cả mọi người trước mặt, vênh váo tự đắc nhìn về phía không trung ba người, mặt mũi tràn đầy kiệt ngao nói, cha ta nói, các ngươi ba cái lão gia hỏa không thể thông qua nơi này, không phải vậy tất để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Bản tiểu thư cảm niệm thượng thiên có đức hiếu sinh, không làm khó dễ các ngươi cũng không muốn được voi đòi tiên, tự tìm không thoải mái a. Con, như chuông lớn mộ cổ. Vang vọng chỗ sâu trong óc, tất cả mọi người nghe lấy như thế mũm mĩm hồng hồng tiểu cô nương, nói ra phách lối như vậy thiếu ăn đòn lời nói đến, không khỏi tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Sau đó phản ứng đầu tiên chính là, ân, đây là Trác Phàm con hàng này thân cô nương, hung hăng càn quấy,
nói chuyện mùi vị đều giống như đúc, kiệt ngao đến làm cho người phát hận. Tiếp lấy cái thứ hai phản ứng chính là, nhà đầu này có phải hay không điên, tuy nhiên nàng tuổi còn nhỏ, thực lực liền đạt dung hồn cảnh, quả thực cũng là thần tích tại thế. Nhưng là ngươi thiên phú mạnh hơn, lại yêu nghiệt, cũng không phải kiếm vương cấp cao tay đối tay a. Khó được cao như vậy thiên phú, đừng quá chết yểu xếp, vậy liền quá đáng tiếc. Nhìn lấy Tước Nhi cái kia nho nhỏ bóng người, đứng ở gió lạnh lạnh thấu xương chỗ, như một người giữ ải vạn người không thể qua giống như, ngăn tại tất cả mọi người trước mặt, Âu Dương Lăng Thiên bọn người bất giác ào ào lộ ra thương tiếc vẻ, sau đó toàn đều không hiểu nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó. Đứa nhỏ này thiếu không trải qua sự tình, cuồng vọng tự đại, làm ra như thế cử chỉ lỗ mãng, còn có thể thông cảm được. Nhưng là ngươi một cái kiến thức rộng rãi, giảo quyệt đa dạng phụ thân, lại làm sao có thể chuyên môn cho nữ nhi điều động nguy hiểm như thế nhiệm vụ đâu. Cái này, đến tột cùng vì cái gì? Tất cả mọi người không rõ ý, Trác Phàm cũng đã phất phất tay, đi về phía sau đi đến, một phút thời gian, ta đưa các ngươi đến truyền tống trận chỗ đó, an toàn rời đi. Ngoài ra ta cũng tốt xác nhận một chút, Khuynh Thành nàng có không hề rời đi. Ây, Trác đại ca, ngài cứ như vậy đi, đem ta cái kia cháu gái một người ở lại chỗ này có phải hay không? Âu Dương Trường Thanh ngược lại là cái như quen thuộc, mới vừa biết đại ca, lập tức liền đổi giọng xưng Tước Nhi vì cháu gái, theo cán leo lên trên. Nghe được lời này, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, lại là nhịn không được bật cười lắc đầu. Tiểu tử này như thế không biết xấu hổ bộ dáng a, chân tướng hắn lấy trước thời điểm. Còn nhớ rõ lúc trước Lạc Gia một nghèo hai trắng thời điểm, hắn nóng lòng cho Lạc Gia kéo chỗ dựa, cũng là gặp phải người liền xưng ca, còn cùng Tiềm Long Các Long Cửu thành anh em kết bái. Tuy nói hắn đối Phàm giai người không có mấy cái coi trọng, lúc trước thành anh em kết bái cũng là bởi vì chính mình nghèo đinh đương vang, muốn cấp tốc mở rộng ra thế kế tạm thời. Nhưng không thể không nói, cũng là bởi vì loại này không biết xấu hổ thái độ, mới khiến cho Lạc Gia trong khoảng thời gian ngắn, kéo bè kết phái thành công. Hiện tại lại nhìn cái này Âu Dương Trường Thanh bộ dáng, Trác Phàm luôn cảm thấy đang nhìn trước kia chính mình một dạng, bất giác bật cười ra tiếng, Âu Dương huynh đệ, ngươi không phải nói ta Trác gia mới là thiên hạ đệ nhất gia tộc sao? Vậy ngươi không ngại thì xem thật kỹ một chút, ta Trác gia uy thế đi. Đối phó mấy cái kiếm vương mà thôi, ta còn không tiếc xuất thủ, để người trẻ tuổi đi làm liền tốt, ha ha ha. Trong lòng bất giác cùng nhau run lên, mọi người đều là trong mắt chừng một cái, giật nảy cả mình. Đại ca, khẩu khí thật là lớn a, ngài coi như nghiêu bức nữa, ngài cái này bức thế nhưng là giả đến mức quá lớn a. Kiếm vương cấp cao thủ, phái một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương thì có thể ứng phó, các ngươi Trác gia là thiên thần hạ phàm a, như thế nghịch thiên sao? Kết quả là, vào thời khắc này, trừ Trác Phàm vẫn là chậm rãi, như lúc trước nhẹ bước cước bộ, một mình hướng nơi xa đi đến bên ngoài, còn lại tất cả mọi người lại tất cả đều ngừng xuống di động tốc độ. Cùng nhau không chớp mắt nhìn chằm chằm Tước Nhi cái kia đáng yêu bóng người, trong mắt phủ đầy vẻ nghi hoặc. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, cái này kỳ dị tiểu cô nương, đến tột cùng có năng lực gì, có thể lấy dung hồn thực lực, ngăn lại tam đại kiếm vương tốc độ. Mà bọn họ ở chỗ này nhìn lấy, trong mắt hoặc nghi hoặc kinh hãi, muốn tìm tòi Tước Nhi sâu cạn, nghiệm chứng Trác Phàm cái này nghiêu bức thật giả. Riêng là Âu Dương Lăng Thiên bọn họ, càng là tay cầm thần kiếm, thời khắc chuẩn bị vọt tới trước. Nếu là Tước Nhi ngăn không được, ba người bọn hắn lão gia hỏa liền phải đi lên bảo trụ cô nương này mệnh. Để một cái 5-6 tuổi tiểu nha đầu, che đậy hộ ba người bọn hắn lão gia hỏa bỏ mình, cái này muốn truyền đi, bọn họ cho dù chết, mặt mo đều muốn nóng hổi đến muốn nấu nước, căn bản không nhịn được. Cái kia ba vị kiếm vương cũng là chăm chú nhìn nơi này, lại là cũng không có nhìn chằm chằm Tước Nhi. Bởi vì bọn hắn lúc trước gặp qua Tước Nhi thực lực, bất quá dung hồn mà thôi. Vừa mới cái kia ba đạo tia chớp cũng là như thế, bọn họ cũng không chút nào để ý. Bọn họ một mực nhìn chằm chằm, là ba thanh kiếm thần kia, còn có dần dần đi xa Trác Phàm bóng người. Vân ca, vốn cho là lần này cầm xuống tiểu tử kia đầu, chính là công đầu một kiện, nhưng không nghĩ tới, còn có ba cái lão gia hỏa đưa kiếm tới. Chúng ta muốn là đem cái này ba thanh kiếm thần hiện lên cho lão tổ tông, càng là công càng thêm công a. Không thể nói được. Đợi lão tổ tông lĩnh ngộ hết trên thân kiếm đạo pháp về sau, luận công mà thưởng, liền sẽ ban cho ta nhóm đâu. Đến lúc đó, chúng ta nhưng chính là cửu kiếm vương bên trong, số ít cầm có thần kiếm kiếm vương, rốt cuộc không cần cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, hắc hắc hắc.
Một vị kiếm vương, nhìn về phía Bách Lý Ngự Vân, trong mắt hiện ra giảo hoạt tinh quang, Bách Lý Ngự Vân trầm ngâm một chút, cũng là cười tà gật gật đầu, lúc này hét lớn một tiếng, vậy còn chờ gì, đoạt kiếm giết người. Vừa dứt lời, ba vị kiếm vương nhất thời cười lớn một tiếng, cùng nhau một bước cước bộ, tựa như Âu Dương Lăng Thiên cùng Trác Phàm chỗ đó phóng đi, trong mắt đều là vẻ hưng phấn, lại là hoàn toàn không có đem ngăn tại phía trước Nhất Tước Nhi để vào mắt. Thấy tình cảnh này, Âu Dương Lăng Thiên ba người sắc mặt nghiêm một chút, cũng là thủ hạ chăm chú, trường kiếm hất lên, nhất thời chỉ hướng bay tới ba kiếm vương đạo, đến được tốt, muốn giết người đoạt kiếm, trước theo ba người chúng ta lão gia hỏa trên thi thể dẫm qua lại nói. Cái này còn cần ngươi nói, chúng ta cũng là đến làm cái này, ha ha ha. Cuồng cười một tiếng, Bách Lý Ngự Vân thủ bên trong ông một tiếng, đã là tụ tập được như có như không kiếm khí, như mây như sương, sắc bén vô cùng. Đột ngột đến hơi vung tay, nhưng ngửi một tiếng sấm rền nổ vang, theo cái kia phảng phất muốn thẳng vào tâm mạch khí thế khủng bố hạ xuống, đạo kiếm khí kia đã là trong nháy mắt hóa thành ba đạo, thẳng tắp hướng ba người phóng tới. Chào mày, ba người trên trán đã là bỗng nhiên chảy ra tinh mịn mồ hôi, thần kiếm ngang bầy, cản tại trước người, hàm răng càng là cắn thật chặt, chuẩn bị đón lấy cái này khí thế như hồng một kiếm. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chợt nghe hưu một tiếng phong minh vang lên, một nói điểm sáng màu vàng óng, giống như một viên sao băng giống như, một đến chợt lóe lên, trong nháy mắt liền nghênh tiếp cái kia ba đạo mạnh mẽ kiếm khí. Trong mắt lắc một cái, Bách Lý Ngự Vân không khỏi sững sờ, đó là cái gì? Oanh! Thế nhưng là, còn không đợi hắn muốn hiểu được, một tiếng ầm ầm nổ vang đã là trong nháy mắt vang vọng vân không, ngọn lửa màu vàng óng lan tràn chân trời. Nóng rực phong bạo đã đem bầu trời thiêu chỗ một cái động lớn. Cái kia điểm sáng màu vàng óng cùng ba đạo kiếm khí va chạm, nhất thời sinh ra không gì sánh kịp mạnh đại bạo tạc, trong nháy mắt liền đem toàn bộ bầu trời đốt thành một mảnh kim sắc viêm hải liệt dương. Cái kia nổ tung sinh ra khí sóng, càng là không gì địch nổi địa tản ra hướng bốn phía, trong nháy mắt ở ngoài ngàn dặm, đều là hủy thiên diệt địa, hết thảy sự vật, tại nóng rực đồ nướng dưới, hóa thành bột mịn. Âu Dương Lăng Thiên ba cái kia lão gia hỏa, mặc dù có thần kiếm hộ giá, nhưng cũng tại cái này chỉ sợ khí lãng bên trong, hung hăng bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Mà lại, lần này bọn họ máu tươi cũng là nóng rực, vừa mới phun ra trên không trung, liền đã bốc hơi làm. Chỉ có Tước Nhi tại cái kia kim sắc thủy triều phía dưới, vẫn như cũ diêu động trên đầu đôi đuôi ngựa, hồn nhiên ngây thơ địa cười. Còn có Trác Phàm cái kia chưa từng có quay đầu. Vẫn chậm rãi tiến lên tốc độ, khóe miệng mang theo thoải mái đường cong. Thiên hạ mạnh nhất gia tộc, chắc là ở chỗ này mới đúng a, ha ha ha. Phốc phốc phốc, nóng rực ngọn lửa màu vàng óng tràn ngập vân không, ba đạo chật vật bóng người bỗng dưng cùng nhau bay rớt ra ngoài, thân hình tàn phá, quần áo tả tơi, liền trước kia đầu kia đen nhánh xinh đẹp mái tóc, giờ này khắc này đều tản ra nồng đậm cháy bỏng chi khí, ba miệng đỏ thẫm máu tươi càng là nhịn không được phun ra. Chờ định ra thân hình, nâng lên cái kia hơi có vẻ trắng xám khuôn mặt, lại không phải cái kia ba vị Bách Lý nhất tộc kiếm vương, còn là người phương nào. Chỉ bất quá lúc này, vừa mới còn vênh váo tự đắc bọn họ, bây giờ lại từng cái mặt hiện kinh khủng, bất khả tư nghị nhìn lấy cái kia kim viêm vắt ngang chi địa, riêng là hào quang màu vàng óng kia đằng sau chiếu rọi, tiểu nữ hài hồn nhiên ngây thơ nụ cười. Chỉ là lúc này, cái này 5-6 tuổi đại nho nhỏ cô nương rực rỡ nụ cười. Trong mắt bọn hắn lại là như thế khủng bố. Bọn họ tuy nhiên đối tiểu cô nương này sớm đã coi trọng mấy phần, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, nhà đầu này đúng là so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cao hơn rất nhiều. Vừa ra tay, thì đem bọn hắn tam đại kiếm vương trong nháy mắt đánh lui kích thương. Cái này, làm sao có thể? Ba hai tròng mắt ngăn không được địa run rẩy, ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hãi nhiên. Đối mặt cái này như khoảng cách giống như cản tại trước mặt bọn hắn kim sắc biển lửa, lại là hai chân không tự giác địa run rẩy lên, không còn có hướng về phía trước bước một bước dũng khí. Vừa mới cái kia một chút, ba người bọn họ liền bị dây lát đánh lui, còn bị thương nhẹ. Nếu là lại mấy cái nữa lời nói, đoán chừng cho dù là bọn họ ba vị kiếm vương cao thủ, cũng có thể trực tiếp đi tiên phong. Cái này tiểu cô nương, cũng quá mẹ hắn biến thái. Mà lại... Bách Lý Ngự Vũ cái kia đàn bà thúi tình báo công tác, đến tột cùng làm thế nào a? Truyền về tin tức cùng tình huống thực tế căn bản chính là ngày đêm khác biệt, cách xa vạn dặm a.
Liền một cái tiểu cô nương đều có như vậy năng lực, cái kia đại còn phải. Trong lúc nhất thời, ba người cau mày nhìn nhau, trong lòng thầm than, lại là cũng không dám nữa lại hướng trước truy. Ha ha ha, hiện tại các người biết bản tiểu thư lợi hại đi. Đắc ý dương dương lông mày, Tước Nhi không khỏi mừng khấp khởi địa cười lớn một tiếng, đối với phía trước cái kia ngọn lửa màu vàng óng hố sâu, hư không vạch một cái, lớn tiếng cảnh cáo nói, các người ba cái nghe kỹ cho ta, vừa mới bản tiểu thư chỉ là cho các người một cái nho nhỏ giáo huấn, muốn là còn dám tiến tới một bước, cô nãi nãi ta nhưng là không khách khí. Trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, ba người đúng là cùng nhau lui về phía sau một bước, thật bị giật mình, sắc mặt đều là ngưng trọng. Tình cảnh như vậy, nếu để cho Trung Châu những quý tộc kia hoàng tộc con cháu nhìn đến, khẳng định sẽ cả kinh cái cằm đều rơi xuống. Đường đường Trung Châu mạnh nhất tam đại kiếm vương cao tay, lại bị một tiểu nha đầu một câu dọa cho lui, đây cũng quá mẹ hắn nói mơ giữa ban ngày đi. Thế nhưng là, sự thật cũng là như thế, cái này tiểu cô nương cường đại đáng sợ, liền kiếm vương cao thủ cũng không dám trêu chọc. Mà Âu Dương Trường Thanh bọn họ gặp, cũng đều là từng cái trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc một mảnh. Trong nháy mắt tất cả đều ngốc ở. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn họ cũng là khó có thể tưởng tượng, tiểu nha đầu này thế mà lại khủng bố như vậy, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có diệt kiếm vương thực lực a. Ngây ngốc địa đứng tại chỗ, hoảng hốt một mảnh, thật lâu, Âu Dương Trường Thanh mới dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng vừa quay đầu, vội vã đuổi kịp vẫn tại thảnh thơi đi về phía trước Trác Phàm, lắp bắp nói cao. Cao, Trác đại ca. Các ngươi Trác gia đều là loại người này sao? Các ngươi ăn cái gì lớn lên a, quá nghịch thiên đi. Không nghịch thiên, xưng được mạnh nhất gia tộc sao? Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, Trác Phàm dương mắt khẽ liếc liếc hắn, bật cười ra tiếng, Âu Dương huynh đệ, ngươi nói ta Trác gia là thiên hạ mạnh nhất gia tộc, tuy nhiên ta không muốn quá rêu rao, nhưng cũng có cần phải để những người kia mở mang kiến thức một chút gia tộc nội tình. Không phải vậy lời nói. Mọi người chẳng phải đều cho là ngươi đang nói phét sao? Ha ha ha, tốt, nơi này giao cho Tước Nhi đoạn hậu thuận tiện, ngươi vẫn là nhanh đi đỡ dậy phụ thân ngươi, cùng một chỗ lên đường đi. Nơi này, thật không an toàn. Lộ ra một bộ thâm thúy nụ cười, Trác Phàm nói xong, không có lại nhìn hắn một cái, vẫn như cũ chậm rãi đi về phía trước, chỉ lưu cho hắn một cái có chút cao thâm bóng lưng, nhất thời liền để hắn trong lòng cả kinh, hai mắt tỏa sáng. Trong mắt chỗ sâu để đó thăm thẳm hào quang, thì thào lên tiếng, bà mẹ ngươi chứ gấu à a, lần này áp đối bảo bối, cái này Trác gia quá nghịch thiên. Mà lại về sau, ta cũng muốn gia nhập vào, ha ha ha. Ta thực sự quá có dự kiến trước, ách, đúng, cha ta. Lúc này, hắn dường như mới, vừa mới cái kia đạo kinh thiên động địa nổ tung, tựa hồ đem cha của hắn ba cái kia trọng thương trước người bối tất cả đều hất bay. Lúc trước hắn chỉ lo kinh dị tại Tước Nhi trái ngược thiên chi hành, hiện tại mới quan tâm tìm cha hắn bóng người, sau đó phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhanh liền nhìn đến ba cái kia lão gia hỏa. Bất quá giờ này khắc này, cái kia ba vị lão nhân cũng là ngơ ngác ngồi tại nóng hổi trên mặt đất, không nháy mắt nhìn về phía cái kia kim viêm đằng đẵng chỗ, cùng Tước Nhi cái kia dí dỏm bóng người, bỗng dưng tất cả đều ngơ ngẩn, cho nên ngay cả chính mình thương thế đều quên đồng dạng. Đoán chừng ba người bọn hắn lúc này tâm tình, theo đúng mặt ba cái kia kiếm vương giống như đúc. Trừ kinh hãi bên ngoài, đại khái càng nhiều cũng là kinh dị. Không nghĩ tới thế gian lại có như thế không thể tưởng tượng sự tình, một cái năm sáu tuổi tiểu cô nương, thế mà. Thế mà, lão cha, ngài đều bị thương thành dạng này, còn ở lại chỗ này nhi xem náo nhiệt đây. Trác đại ca đã đang thúc giục chúng ta đi, tranh thủ thời gian đi. Lúc này... Âu Dương Trường Thanh cuối cùng đi vào cha hắn trước mặt, hung hăng dùng lực vừa nhấc, liền đem Âu Dương Lăng Thiên thân thể gác ở trên vai cho vịn đi. Bọn người người nghe đến hắn hô to, cũng là nhất thời kịp phản ứng, liên tục không ngừng địa đi vào hai người khác trước người, tề tâm hiệp lực đem trọng thương bọn họ khiêng đi. Chỉ bất quá, đối mặt mọi người ân tình, ba người lại là một câu đều không nói, thậm chí đều không nhìn bọn hắn liếc một chút. Bởi vì từ đầu đến cuối, ba mắt người đều chăm chú nhìn Tước Nhi bóng người, không có di động mảy may, trong mắt đều là phức tạp thần quang. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ba người bọn họ sống cả một đời, hiện tại mới rốt cục cảm nhận được câu nói này chân ý. Thiên hạ tuyệt không có người nào là tuyệt đối mạnh nhất tồn tại, mà lại so với người còn mạnh hơn người, cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ có một cái. Người, cuối cùng cần phải có lòng kính sợ, không thể tự đại a.
Nghĩ tới đây, bị dơ lên đi ba người lẫn nhau nhìn xem, lại là cùng nhau thở dài một ngụm chọc khí, cúi thấp đầu, không khỏi có chút cô đơn. Bọn họ đều là bốn châu tối cường giả, đứng tại thiên hạ đỉnh phong nhân vật, mặc dù có bất bại kiếm tôn tại thế, lại cũng chỉ có một người tại bọn họ phía trên mà thôi. Tuy nói bọn họ đều là ôn tồn lễ độ biết lễ người, nhưng là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, dần già thì sẽ sinh ra cường giả kiêu ngạo chi khí, trong mắt chỉ có một người, lại không đem người khác để vào mắt. Bởi vì bọn hắn trong lòng nhận định đối thủ, chỉ có bất bại kiếm tôn một người thôi. Thế nhưng là hôm nay, Tước Nhi biểu hiện, lại là vang dội đến cho bọn hắn một cái tát mạnh, để bọn hắn nhất thời tỉnh táo lại. Trong thiên hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp, thiếu niên anh hùng không ngừng, bọn họ đám này tự cho là đúng lão gia hỏa, nhưng là còn kém xa lắm đâu. Phú Thanh Thu bọn người sau khi lấy lại tinh thần, lại sâu sắc nhìn Tước Nhi liếc một chút về sau, cuối cùng minh bạch Trác Phàm ý tứ, hắn nữ nhi này, thật có năng lực ngăn lại tam đại kiếm vương. Tuy nói trong lòng tràn đầy kinh dị cùng không hiểu cảm giác, nhưng cũng cuối cùng yên lòng, bọn họ an toàn. Kết quả là, không còn có bất luận cái gì do dự, mọi người một đường dơ lên ba vị tiền bối liền đuổi theo Trác Phàm tốc độ. Diệp Lân càng là thừa dịp mọi người còn rơi ở phía sau, ba chân bốn cẳng địa vội vã đi vào Trác Phàm bên người, nhỏ giọng nói, lão đại, cái kia Tước Nhi vừa mới dùng là Long Tức Đan. Đúng vậy à, có bao nhiêu, nếu là sử dụng hết. Cái kia ba vị kiếm vương nhưng là người nào cũng đỡ không nổi. Yên tâm đi, Long Tổ cho nàng 10 khỏa khẩn cấp, ta đoán chừng cho dù là ba cái kia kiếm vương, ba khỏa tiếp theo nhất định thịt nát xương tan, không có gì đáng ngại. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin. Không khỏi giật mình, Diệp Lân bất giác quá sợ hãi, nhiều như vậy. Sư phụ cũng quá không công bằng, lần trước chỉ cấp ta 1-2 khỏa khẩn cấp mà thôi. Lần này thế mà một hơi xuất ra 10 khỏa. Mà lại uy lực cũng có tăng lên. Hừ, hắn còn nói, cái này Long Tức Đan tiêu hao quá lớn, không chuẩn bị cẩn thận, đều là gạt người. Nguyên lai trong lòng hắn, ta còn không bằng tiểu cô nương đâu. Cái kia cũng không phải, đến một lần những vật này là ta kích hắn gõ đến, thứ hai chúng ta nhiệm vụ lần này hung hiểm, Long Tổ cho chúng ta chuẩn bị thêm điểm đồ vật, cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất. Hung hiểm, đối lão đại. Ngươi không phải một mực tại bốn phía bôn ba, phong ấn thiên địa phong huyệt sao? Ta còn không biết ngươi lần này tới Bắc Châu, là muốn làm gì đây, ta có thể giúp gì không? Đoán chừng ngươi không thể giúp. Chậm rãi lắc lắc đầu, Trác Phàm sắc mặt chợt đến biến đến ngưng trọng lên, thực không dám giấu giếm, lần này tới Bắc Hải, chủ yếu là tìm đến phong thiên hải ngao. Bất quá nghe nói hắn tính khí không tốt, đối với nhân loại còn cừu thị, cho nên sớm chuẩn bị chút thủ đoạn khẩn cấp. Ngươi cũng đừng tham dự, tại thánh thú trước mặt, người lại nhiều cũng không giúp đỡ được cái gì, đồ làm hy sinh không có ý nghĩa gì. Vẫn là ta đến lúc đó tùy cơ ứng biến, nhìn có thể hay không thuyết phục hắn đi. Nghĩ đến chính mình sư phụ cường đại, Diệp Lân cũng là khẽ gật đầu, biết Trác Phàm ý tứ, thở dài một hơi, không tiếp tục cưỡng ép gia nhập. Như thế như vậy, tất cả mọi người yên lòng đem sau lưng giao cho Tước Nhi, một đoàn người rất nhanh hướng truyền tống trận phương hướng bước đi. Nháy mắt không thấy tăm hơi. Ba vị kiếm vương thông qua cái kia kim viêm khoảng cách hướng về phía trước xa xa nhìn lại, lại là từng cái nghiến răng nghiến lợi, trong lòng khẩn trương. Muốn phải lập tức đuổi kịp, cản bọn họ lại, nhưng vừa thấy được Tước Nhi cái kia cười lạnh khuôn mặt, lại trong lòng một lèn, có chút lùi bước. Cái này tiểu cô nương, quá lợi hại, khó chơi a. Mà lại nàng một người lợi hại cũng liền thôi, quan trọng cái kia lớn, không biết lại lợi hại tới trình độ nào. Nếu là so tiểu nha đầu này còn mạnh hơn lời nói, lần này thì thật sự là đá trúng thiết bản. Thì coi như bọn họ thật đuổi theo, cũng không làm nên chuyện gì. Ai, đáng chết Bách Lý Ngự Vũ, tình báo quá kém. Vốn là mình cùng cái này hai cha con bình an vô sự, nếu là sớm biết bọn họ không dễ chọc, cũng liền tiếp tục nước sông không đáng nước giếng. Nhưng là bây giờ, mặt đều xé rách, như là không thể thừa cơ giải quyết, tất là ngày sau tai họa ngầm. Nhưng nếu phải giải quyết, lại nên làm cái gì bây giờ? Mi mắt thật sâu nhíu lại, ba người đối mắt nhìn nhau, trong lòng đem hết thảy chịu tội đều oán trách đến Bách Lý Ngự Vũ trên thân, đem nàng nguyền rủa 180 lần, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Bạch! Thế mà, đúng lúc này, cuồng phong gào thét, hắc ảnh trùng điệp, một đạo cao lớn bóng người đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn sau lưng, giống như sao băng chớp mắt là tới,
già nua giống to càng là âm thanh chấn bầu trời, vừa mới xảy ra chuyện gì, vì sao động tĩnh lớn như vậy? Lão Tổ Tông, thân thể không khỏi hung hăng lắc một cái, ba vị kiếm vương chợt nghe cái này một thanh âm quen thuộc, vội vàng quay đầu cúi đầu, khom người quát to, thuộc hạ cung nghênh Lão Tổ Tông đại giá. Hiu, một cái lắc mình, Bất Bại Kiếm Tôn lạnh lẽo khuôn mặt trong nháy mắt xuất hiện tại ba người trước người, không chứa một tia tình cảm đôi mắt, hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói, vừa mới xảy ra chuyện gì, chi tiết hồi bẩm. Khởi bẩm Lão Tổ Tông, vừa mới chúng ta ngăn lại Trác Phàm cùng Âu Dương Lăng Thiên một đoàn người, trên tay bọn họ còn có ba thanh kiếm thần. Lẫn nhau nhìn xem, ba người trong lòng khẩn trương, đàng hoàng cúi đầu đáp lại. Trước mắt bất giác sáng lên, Bách Lý Ngự Thiên rìa mép khẽ run, lại là bỗng dưng nhếch miệng cười rộ lên, lão phu muốn đầu người còn có ba thanh kiếm đều gom lại cùng một chỗ, cái này không phải rất tốt sao? Người kia và kiếm đâu? Chạy, chạy! Da mặt hơi hơi run run, ba người cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Bách Lý Ngự Thiên cái kia cao lớn địa thân thể, lại là toàn thân run lên cầm cập, nơm nớp lo sợ địa lẩm bẩm nói. Trong mắt bất giác bỗng nhiên lắc một cái. Bách Lý Ngự Thiên sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, giống to lên tiếng, chạy. Chuyện gì xảy ra, vì sao để bọn hắn chạy? Vâng, là bởi vì... đã chạy, các ngươi còn ngây ngốc ở chỗ này làm gì, còn không mau truy. Ba người dọa đến ấp a ấp úng, lắp bắp nói không ra lời, Bách Lý Ngự Thiên nhưng lại là rít lên một tiếng, giận dữ lên tiếng. Da mặt ngăn không được địa run rẩy, ba người lẫn nhau nhìn xem, đều là một mặt khổ bức chi sắc. Tiếp lấy mới từ Bách Lý Ngự Vân khẽ cắn môi, kiên trì, nhất chỉ tước nhi chỗ đó khom người bái nói, lão tổ tông thứ tội, thuộc hạ ba người tài nghệ không bằng người, bị tiểu cô nương này cản lại, nửa bước khó truy, thực sự tình thế bất đắc dĩ, mời lão tổ tông khai ân cái nào. Một cái tiểu cô nương, ánh mắt không khỏi hơi hơi mị mị, Bách Lý Ngự Thiên lạnh lấy một khuôn mặt, chậm rãi chuyển tới tước nhi cái hướng kia. Lại là nhẹ hừ một tiếng nói, đây chính là đem các ngươi ngăn lại tiểu cô nương kia sao? Không tệ, lão tổ tông, nàng cũng là một mực theo cái kia Trác Phàm nha đầu, ngài đừng nhìn dung mạo của nàng khéo léo đẹp đẽ, người vô hại và vật vô hại bộ dáng, bị nàng bề ngoài lừa gạt, thực nàng. Đụng, Bách Lý Ngự Vân vội vàng giải thích, thế nhưng là còn không đợi hắn nói xong, một tiếng khí thế cường đại đã bỗng nhiên nhào về phía ba người, nhưng ngửi một tiếng vang thật lớn phát ra. Trong nháy mắt liền đem ba người cùng nhau nhấc lên bay ra ngoài, ba đạo đỏ thẫm máu tươi lần nữa phun ra, ba người sắc mặt cũng là trong nháy mắt lại trắng bệch rất nhiều, thậm chí trên mặt đều đã không có huyết sắc. Lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm không thả, Bách Lý Ngự Thiên trong mắt đều là nộ khí, thậm chí còn mang theo từng tia sát ý, đừng cho lão phu kiếm cớ, thế mà có thể bị một cái tiểu cô nương ngăn lại, hừ, phế vật. Vâng, ba người không còn dám đáp lời. Khom người lễ bái tiếp theo. Không tiếp tục xem bọn hắn liếc một chút, Bách Lý Ngự Thiên ngược lại vừa nhìn về phía đối diện tước nhi, rìa mép khẽ nhúc nhích, lại là trèo lên thì lộ ra từng tia cười lạnh thanh âm, ha ha ha. Thiên Ma Sơn xem ra cũng không phải là như lão phu phỏng đoán như vậy phô trương thanh thế, cũng vẫn có chút đạo hạnh a. Tuy nói cái này ba tiểu tử là phế vật điểm tâm, bất quá có thể đem ba người bọn hắn cản lại. Tiểu cô nương. Ngươi còn thật không đơn giản a. Hừ, biết liền tốt. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, tước nhi đắc y vung lên khuôn mặt, kiệt ngao nói, vừa mới ba tên kia không biết thời thế, bản tiểu thư xuất thủ hơi giáo huấn một chút. Lão gia hỏa, nếu là ngươi biết tốt xấu lời nói, thì tranh thủ thời gian mang lấy bọn hắn cút cho ta. Cha ta nói, không cho phép các ngươi bước qua cái này đường nét, nếu không. Nếu không như thế nào, mi mắt lắc một cái. Bách Lý Ngự Thiên cười khẽ một tiếng. Khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong, tước nhi trong mắt một đến lóe qua một tia trần trụi sát ý, nếu không. Người bộ xương già này, liền để bản tiểu thư tự mình thay ngươi hỏa táng đi. Khẩu khí thật là lớn. Bất giác yên lặng cười một tiếng, Bách Lý Ngự Thiên từ chối cho ý kiến địa lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt chợt nhất định, khóe miệng lại là nổi lên từng đạo ý trào phúng, tráng kiện tốc độ. Cũng chậm rãi hướng về kia ngọn lửa màu vàng óng phương hướng, từng bước một đi qua. Giống như tại trên bãi cỏ nhàn nhã dạo bước giống như, nhã nhặn thanh nhã. Tiểu cô nương, lão phu từ xuất đạo vừa đến, dám đối với ta nói như vậy, người vẫn là thứ nhất đâu. Như vậy thì để lão phu đến xem, người đến tột cùng có hay không tư cách này, thả ra như thế cuồng ngôn a, ha ha ha.
Bách Lý Ngự Thiên ngửa mặt lên trời cười to, không nói ra buông thả không bị trói buộc, tráng kiện thân thể, cũng đang dần dần hướng Tước Nhi tới gần. Lạnh lùng nguyết hắn một cái, Tước Nhi sắc mặt cũng là chậm rãi trầm xuống, tiếp trong tay ánh sáng lóe lên, một ngọn lửa màu vàng hạt châu, liền một đến xuất hiện tại trong tay. Cuồn cuộn cuồng bạo hủy diệt khí tức, cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích ra tử vong nóng rực. Lão gia hỏa, đây chính là ngươi tự tìm, coi như rơi vào thịt nát xương tan hạ tràng, cũng chẳng trách người khác. Ai để ngươi vượt qua, vốn không nên vượt qua vài nỉ kẻ. Thiên hạ không có nên hay không vượt qua tuyến, chỉ có hay không năng lực vượt qua tuyến A. Dương mắt nhẹ liếc một chút Tước Nhi trong tay hạt châu, cảm thụ lấy cái kia đạo đạo cường hãn khí tức, Bách Lý Ngự Thiên trong mắt cũng là ít có xuất hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đạo này kinh ngạc liền chuyển đổi thành vui sướng. Hướng về phía trước di chuyển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh rất nhiều, tựa hồ đã chờ không nổi muốn kiến thức một phen cái này Tước Nhi hơn. Xem ra vừa mới để cái này ba tên phế vật ăn quả đắng, cũng là thứ này đi. Ha ha ha, không tệ, coi như không tệ, lão phu có thể cảm nhận được bên trong cái kia phồn vinh mạnh mẽ lực lượng. Tuy nói cỗ lực lượng này không là tiểu cô nương chính ngươi tất cả, nhưng là ngươi có thể có thứ này, cũng coi là Thiên Ma Sơn không đơn giản. Ai? Thật muốn mở mang kiến thức một chút Thiên Ma Sơn chân chính cao thủ A, vậy lão phu đời này coi là thật chết cũng không tiếc. Yên tâm đi, rất nhanh ngươi liền kiến thức đến. Trong mắt tinh mang lóe lên, Tước Nhi không khỏi lúc này khẽ cười một tiếng, tiếp trong tay Long Tức Đan liền hưu một tiếng, hung hăng hướng Bách Lý Ngự Thiên phương hướng đập tới. Oanh! Điểm sáng màu vàng óng, dường như sao băng xẹt qua, chớp mắt là tới, chỉ là trong một chớp mắt. Liền bỗng nhiên nện đến ngay tại khoan thai dạo bước Bách Lý Ngự Thiên trên thân. Nhưng ngửi một đạo chấn thiên triệt địa tiếng vang phát ra, cùng lúc trước lần kia nổ tung toàn bộ không gian trong nháy mắt bị ngọn lửa màu vàng tràn ngập, ngàn dặm bên trong, lần nữa cháy bỏng một mảnh. Kim sắc thủy triều, nương theo lấy không gì địch nổi hủy diệt chi lực, trong khoảnh khắc bao phủ nửa cái Hải Minh Tông khu vực, chỉ đem cái này mấy ngàn năm tông môn, giây lát ở giữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà cái kia bất bại kiếm tôn, Bách Lý Ngự Thiên bóng người, cũng là tại cái này trong nháy mắt dưới, bỗng nhiên bị ngọn lửa màu vàng thôn phệ, lại không nửa thân ảnh lộ ra. Thấy tình cảnh này, ba vị kiếm vương không khỏi quá sợ hãi, vội vã kêu lên, lão tổ tông. Đáng tiếc, không có hồi âm, dường như vị này cho tới bây giờ không có bại qua cao thủ, cũng khó cản cái này liệt diễm ăn mòn, trong nháy mắt cốt nhục vô tồn. Mi mắt rừng không ngừng run rẩy lấy. Ba vị kiếm vương sắc mặt giật mình lo lắng, vô lực co quắp ngã xuống đất. Tước Nhi thì là hì hì cười một tiếng, đắc ý nhíu nhíu mày, châm chọc nói, tự làm tự chịu, đáng đời. Để ngươi không muốn vượt biên, ngươi nhất định phải vượt biên. Còn nói cái gì muốn cùng Thiên Ma Sơn chân chính cao thủ đọ sức, hiện tại biết lợi hại A, được như nguyện đi. Bản cô nương, cũng là Thiên Ma Sơn chân chính cao thủ, ngươi chết tại bản cô nương thủ hạ, cũng coi như chết được nhắm mắt, hắc hắc hắc. Ha ha ha, phàm là chân chính cao thủ, đều là tự thân thực lực liền có thể nghịch thiên thông chỗ, thuận buồm xuôi gió. Thế mà, nàng vừa dứt lời, một tiếng già nua cười nhạo âm thanh lại là bỗng nhiên từ cái này liệt diễm dâng trào bên trong thăm thẳm truyền ra, tiểu cô nương, tuy nói ngươi thiên tư không tệ, ngày sau tất nhiên là cái tuyệt thế cao thủ. Nhưng cũng tiếc hiện tại ngươi, chỉ dựa vào ngoại lực nuông chiều, lại là cách cao thủ giới hạn còn kém xa lắm đây. Như vậy lão phu hiện tại liền để ngươi thật tốt nhìn một cái gì là chân chính cao thủ phong phạm đi. Ầm ầm, bỗng nhiên, từng tiếng sấm sét nổ vang, nhưng nghe hô một chút, một đạo hung mãnh kiếm khí trong nháy mắt xẹt qua bầu trời, giống như khai thiên tích địa giống như, bỗng dưng liền đem toàn bộ biển lửa chém thành hai khúc. Bất bại kiếm tôn, Bách Lý Ngự Thiên tráng kiện thân hình, chậm rãi xuất hiện tại sóng lửa kia mở ra chỗ, vẫn như cũng như lúc trước chậm rãi hướng về phía trước. Dường như chuyện gì đều không phát sinh giống như, khóe môi nhếch lên tùy tiện nụ cười. Mà theo hắn mỗi một bước hướng về phía trước, từng tiếng sấm rền cũng tại tùy tiện nổ tung. Ngay sau đó, soạt một tiếng, cả mảnh trời hư không kim viêm bỗng nhiên vỡ vụn ra, trên 9 tầng trời, từng đạo màu tím sấm sét ầm vang hạ xuống, đem kim viêm bao trùm chi địa, toàn bộ xé thành mảnh nhỏ, chỉ là trong nháy mắt, vừa mới còn nóng rực bốc lên viêm sóng. Liền tất cả đều hóa thành sấm sét cuồn cuộn hải dương màu tím. Mà Bách Lý Ngự Thiên cũng là vùng biển này bá chủ, chỉ cần có hắn ở chỗ này đè lấy, nào có cái kia kim viêm lan tràn địa phương. Lão Tổ Tông, trước mắt bất giác vui vẻ,
ba vị kiếm vương cùng nhau hưng phấn kêu lên. Tước Nhi thì là thân thể hung hăng run run, không thể tin nhìn lấy cái kia thân ảnh già nua tiếp tục hướng nàng nơi này tiến lên, lại là nhất thời ngây người, sao? Làm sao có thể, Long Tổ Long Tức Đan, vậy mà nửa phần ngăn trở không hắn? Hắn, đến tột cùng người nào ha? Long Tức Đan, ha ha ha, cũng là ngươi vừa mới dùng đồ vật sao? Trong mắt lóe lên một đạo trần trụi khinh miệt, Bách Lý Ngự Thiên hướng Tước Nhi tới gần tốc độ càng thêm kiên định, cái đồ chơi này không tệ, đồng dạng kiếm vương cao thủ còn thật khó có thể đối phó. Cho dù là lão phu, đón lấy một chiêu này, tay cũng không tự giác run run. Ha ha ha, bao nhiêu năm, không có người để lão phu lại có loại này có chút tê dại cảm giác, lão phu cũng thật muốn gặp, có thể chế được cái này Long Tức Đan là thần thánh phương nào. Bất quá cái này cho dù lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là ngoại vật mà thôi, ngoại vật có khi tận, mà cường giả chân chính lại có vô cùng vô tận lực lượng. Lão phu muốn đọ sức, cũng là loại này chân chính cao thủ, mà không phải giống tiểu cô nương ngươi bây giờ như vậy, ném loạn đồ chơi hài tử. Như vậy lão phu lúc này thì hỏi lại ngươi một câu, tiểu cô nương, xin hỏi Thiên Ma Sơn. Có dạng này cao thủ sao? Ha ha ha. Trong mắt không khỏi hung hăng run run, Tước Nhi chăm chú nhìn Bất Bại Kiếm Tôn thân ảnh cao lớn kia từng bước tới gần, lại là không khỏi có chút lùi bước, chậm rãi hướng về sau đi dạo, tản bộ, trong tay ánh sáng lóe lên, lại một viên Long Tức Đan cầm trên tay. Chăm chú nhìn nàng không thả, Bách Lý Ngự Thiên nhìn thấy cái này, lại là mỉm cười lấy lắc lắc đầu, tiểu cô nương, xem ra ngươi không có đem lão phu lời nói để ở trong lòng a. Lão phu đã nói, loại này đồ chơi không phải lão phu muốn. Siêu. Thế nhưng là, còn không đợi hắn nói xong, Tước Nhi trong tay viên thứ hai Long Tức Đan đã là không chút do dự ném ra, hừ, đã như vậy, lão gia hỏa kia ngươi thì lại nếm một khỏa đi. Oanh. Lại là một tiếng bạo hưởng, vang tận mây xanh. Tước Nhi viên thứ hai Long Tức Đan cũng hung hăng nện ở Bách Lý Ngự Thiên trên thân, khủng bố hỏa diễm lần nữa bao phủ bầu trời. Thế nhưng là rất nhanh, cùng lần trước nương theo lấy từng đạo sấm sét nổ vang, ngọn lửa kia rất nhanh liền bị xé thành nhão nát, tiêu tán ở không trung. Chỉ có cái kia từng đạo sấm sét, tại cửu thiên phía trên đùng đùng sao không dứt địa nổ tung, phảng phất tại cho đế vương hoan ca cổ vũ đồng dạng. Mà Bách Lý Ngự Thiên cũng là như lúc trước một dạng, mảy may không kinh không loạn. Vẫn là dùng cái kia nhàn nhã mà chậm chạp tốc độ, hướng về Tước Nhi trước người đi đến, khóe miệng ý chào phúng càng rõ ràng. Tiểu cô nương, xem ra người hoa giới hạn, ngăn cản người khác, lại ngăn không được lão phu a. Người biết tại sao không? Ha ha ha, bởi vì lão phu, quá mạnh, thế gian này tất cả quy tắc, giới hạn, luật pháp, đều sẽ vì cường giả nhường đường. Rất hiển nhiên, lão phu chính là như vậy cường giả. Thân thể nhịn không được động đất chấn, Tước Nhi trong lòng hoảng hốt, mặt hiện chấn kinh, chậm rãi hướng về sau đi dạo, tản bộ, không còn có lúc trước chấn định tự nhiên, trái lại lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Người này, quả thực mạnh đến mức không giống người, cùng thánh thú không khác. Chỉ bất quá hắn hiện tại vị trí giai đoạn, còn chưa tới thành thục kỳ, là thánh thú thanh niên kỳ thôi. Nhưng dù vậy, Tước Nhi cũng thực sự khó có thể tưởng tượng. Thế gian sao sẽ có nhân loại biến thái đến tình trạng như thế, trừ phụ thân hắn Trác Phàm bên ngoài. Thế nhưng là Trác Phàm là được đến ma đế truyền thừa, nhưng hắn. Bỗng dưng, Tước Nhi cuối cùng nghĩ đến cái gì, thật sâu nhìn lấy kiếm kia tôn chinh phạt tốc độ, triệt để ngây người. Chẳng lẽ lão gia hỏa này đã đến kiếm đế chân tủy? Khó trách, vì sao so sánh hắn kiếm vương tới nói, Bất Bại Kiếm Tôn mạnh đến mức như thế không hợp thói thường. Bởi vì hắn là chính thức đem kiếm đế kiếm đạo, lĩnh ngộ được cực hạn nam nhân. Điểm này, đoán chừng liền Trác Phàm cũng không sánh nổi. Bởi vì Trác Phàm trên thân truyền thừa quá nhiều, mỗi một cái truyền thừa đều lĩnh ngộ một số, nhưng nói đến chiều sâu, lại không đạt được. Mà Bất Bại Kiếm Tôn mặc dù chỉ là kiếm đế kiếm đạo, mà lại chỉ là bên trong Bá Thiên Kiếm nói một bộ phận mà thôi, nhưng là thật đạt đến cực hạn. Trác Phàm cùng Bất Bại Kiếm Tôn lại là một cái đế đạo lĩnh ngộ, chiều rộng cùng chiều sâu đọ sức, đến mức đến lúc đó đồng cấp phía dưới, người nào càng sâu một bậc, thì nhìn mỗi người tạo hóa. Không khỏi hiển nhiên, Trác Phàm là chiếm ưu thế, bởi vì Trác Phàm chiều rộng có thể làm sâu sắc, nhưng Bất Bại Kiếm Tôn chiều sâu, cũng rất khó mở rộng. Đây cũng chính là vì sao, hắn nóng lòng được đến còn lại thần kiếm mục đích. Hắn Bá Thiên Kiếm nói đã đến cực hạn, muốn tiến thêm một bước. Nhất định phải mở rộng đến hắn kiếm đạo không thể,
nếu không hiện tại cũng là hắn điểm cuối. Nghĩ tới đây, Tước Nhi sắc mặt cuối cùng lại cũng khó có thể cam đoan lạnh nhạt, thật sâu trầm xuống, trong lòng bàn tay cũng không khỏi đến phát lên mồ hôi. Trong nội tâm nàng đã minh bạch, nàng lúc này đối mặt, không phải một người bình thường tu giả, mà chính là tương lai Trác Phàm, còn Trác Phàm tiềm lực lớn bao nhiêu, nàng mặc dù chưa thấy qua Côn Bằng, nhưng Long Tổ lại là đối nàng nói qua, vô hạn khả năng. Đế cấp truyền thừa, đó cũng không phải là lung tung thổi, cho dù tư chất ngươi lại kém, có cao thủ dẫn đường, cũng là cường giả bên trong cường giả. Huống chi Bất Bại Kiếm Tôn cùng Trác Phàm một dạng, đều là nghịch thiên cấp bậc thiên tài, lại thêm lĩnh hội đế cấp đại đạo, thì càng là không phải tầm thường, tương lai thành tựu liền thánh thú cũng không dám ghé mắt. Hiện tại, Tước Nhi trong tay tuy nhiên có Long Tổ cho nàng hộ thân tiểu Long Tức Đan, nhưng đối mặt kiếm đế Bá Thiên Kiếm Đạo Cực gây nên người thừa kế, nhưng cũng là lại không tác dụng lớn. Ta theo ngươi liều. Song Đồng không khỏi hung hăng run rẩy, Tước Nhi chăm chú nhìn cái kia không ngừng tới gần bóng người, suy nghĩ rất lâu, không khỏi bỗng nhiên cắn răng một cái, nhất thời trong tay liền lại lấy ra 5 viên Long Tức Đan tới. Ngay sau đó tựa như bắn liên thanh giống như, hung hăng hướng về phía trước ném ra. Oanh! Viên thứ nhất nện đến Bất Bại Kiếm Tôn trên thân, nhất thời nổi lên ngập trời liệt diễm, trong nháy mắt đem hắn bao phủ vào bên trong. Thế nhưng là còn không đợi cái này kim sắc dâng trào, viên thứ hai Long Tức Đan đã là lần nữa đi vào trước mặt hắn, sau đó oanh một tiếng, lại một lần nổ tung. Kết quả là, phía trước một đạo viêm sóng cơ sở dưới, đạo thứ hai kim sắc viêm sóng lần nữa bao phủ, chồng lên đến cùng một chỗ, hung hăng liền đem Bách Lý Ngự Thiên thân thể nuốt mất đi vào. Như thế như vậy, lại là rầm 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 ba đạo tiếng vang, năm đạo kim sắc viêm sóng đồng thời chồng lên, như phiên giang đảo hải giống như hướng Bách Lý Ngự Thiên đầu đè xuống. Mà cái kia màu tím sấm sét, cũng là đang không ngừng kịch liệt oanh kích, muốn đem cái này kim viêm đánh tan. Thế nhưng là năm đạo viêm sóng trùng hợp lực lượng, cuối cùng quá mức hùng hậu, cái kia trên 9 tầng trời sấm sét cho dù không ngừng oanh kích, cũng không có đem cái này viêm hải xuyên thấu. Thấy tình cảnh này, ba vị kiếm vương sắc mặt không khỏi lần nữa ngưng trọng lên, tràn đầy lo lắng. Nhưng là bị kim viêm bao khỏa bên trong Bách Lý Ngự Thiên, lại là vẫn như cũ chậm rãi hướng về phía trước, không kinh hoàng chút nào chi sắc, chỉ là cái kia già nua khuôn mặt, cũng là ngăn không được hơi hơi nặng rất nhiều. A! À, bỗng nhiên, một tiếng kêu sợ hãi phát ra, Bách Lý Ngự Thiên ngửa mặt lên trời giống to, toàn thân khí thế đột nhiên tán phát ra. Ngay tại cái kia năm đạo viêm hải lập tức liền muốn đem hắn hoàn toàn bao khỏa trước đó, một tiếng ầm vang, từng đạo tàn phá bừa bãi sấm sét đúng là đột nhiên từ trong cơ thể dâng lên tuôn ra, chỉ là sát cái kia công phu, liền soạt một chút đem năm đạo viêm hải xé nát. Khủng bố sấm sét xông thẳng tới chân trời, nhất thời đem bầu trời bổ ra một cái to lớn lỗ thủng lớn, cái kia 9 tiếng sét đánh cũng theo cái này lỗ thủng vọt xuống, nội ứng ngoại hợp, đem tất cả kim viêm đều chém thành hư vô. Nhìn thấy cái này, vừa mới còn sắc mặt lo lắng ba vị kiếm vương, giờ này khắc này lại là từng cái trợn mắt hốc mồm, lộ ra vẻ không thể tin được. Lão tổ tông thể nội lực lượng, lại không sai đã vượt qua thiên địa lực lượng. Trong mắt hung hăng co lại, Bách Lý Ngự Vân nhìn về phía bên cạnh hai người, trong mắt kinh hãi khó có thể nói nên lời, bình thường quy nguyên cao thủ, cho dù bản thân thực lực mạnh hơn, mượn nhờ thiên địa lực lượng đều là lực lượng chủ yếu cội nguồn. Cho dù là chúng ta kiếm vương cao thủ cũng giống vậy, thế nhưng là lão tổ tông hắn vậy mà. Đúng vậy à. Trong mắt Đồng dạng kinh ngạc dị thường, một vị khác kiếm vương liên tục không ngừng gật đầu, nghe đồn thiên địa lực lượng có lúc hết, nếu là có người lực lượng có thể vượt qua mượn lấy thiên địa lực lượng lúc, liền tương đương lập tại trên trời đất, có khai thiên tích địa khả năng. Ta trước kia vẫn cho là đây chính là cái truyền thuyết, thiên địa lực lượng làm sao có thể có phần cuối đâu. Nhưng là bây giờ ta mới biết được, lão tổ tông vậy mà đạt đến truyền thuyết này tầng thứ, thực sự khó có thể tin a. Phải biết, vừa mới thiên địa lực lượng đều khó mà bổ ra trùng điệp viêm hải, lão tổ tông tự thân lực lượng thế mà bổ ra, đây chính là chứng minh a. Còn lại hai người nghe đến, cũng cùng nhau gật đầu, trong mắt tản ra hưng phấn ánh sáng. Đây chính là bọn họ Bách Lý gia kiêu ngạo, năm châu đệ nhất nhân, Bất Bại Kiếm Tôn, danh bất hư truyền. Liền thiên địa đều khó mà đánh bại hắn. Là chân chính đệ nhất cường giả a. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, thiên địa lực lượng là vô cùng vô tận, thế nhưng là bọn họ hiện tại vị trí thiên địa, cũng là bị kết giới hạn chế, mượn lấy thiên địa lực lượng có hạn. Chỉ bất quá đồng dạng quy nguyên cao thủ,
cho dù là bọn họ những thứ này kiếm vương cấp bậc, cũng khó có thể đụng chạm đến giới hạn này, thế nhưng là Bách Lý Ngự Thiên lại đụng chạm đến. Mà cái này cũng biểu thị, hắn đã đạt đến phàm giai cực hạn, vô luận như thế nào cũng không thể lại thuộc về phàm giai. Phàm giai mặc dù là thiên đế chỗ bố trí kết giới áp chế, nhưng cũng có một cái giới hạn. Tựa như Bách Lý Ngự Thiên nói như thế, chỉ cần đủ cường đại, giới hạn này liền sẽ đánh vỡ. Hắn đã đi tới giới hạn này trước, chỉ là mình còn tỉnh tỉnh mê mê, cũng không biết mà thôi. Có lẽ hắn chả căn bản không rõ ràng, hắn đã là phàm giai qua nhiều năm như vậy, số ít mấy cái có tư cách tiến vào thánh vực người. Hô! Lạnh lẽo cương phong bao phủ khắp nơi, đem một đám cháy đen cho bụi đều thổi đến cửu thiên bên ngoài. Bách Lý Ngự Thiên như cái thắng lợi tướng quân, chậm rãi đi tại cái kia hư không bên trong, nhếch miệng cười nhẹ, tiểu cô nương, năm viên long tức đan uy lực tuy nhiên có thể điệp ra, nhưng dù sao không phải thừa thế xông lên làm ra lực lượng, cùng cường giả chân chính toàn lực nhất kích vẫn là ngày đêm khác biệt. Trung gian cái kia khó có thể dính liền bộ phận, chính là lớn nhất chỗ sơ suất. Người mặc kệ lại ném bao nhiêu cái, lão phu cũng có biện pháp từng cái đánh nát. Bách Lý Ngự Thiên ngay tại đắc ý dạy dỗ cái kia tiểu bất điểm, lại là chợt phát hiện, trước mặt hắn đã rỗng tuếch, hoàn toàn không có bóng người, không khỏi sắc mặt chợt trầm xuống. Cái tiểu nha đầu này, còn thật giảo hoạt a. Lão Tổ Tông, vừa mới nàng ném ra 5 viên long tức đan, không phải là muốn bằng này đánh bại ngài, mà chính là muốn mượn cơ hội chạy trốn a. Lúc này, hưu một tiếng, Bách Lý Ngự Vân nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn, bừng tỉnh đại ngộ nói. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai vang lên, Bách Lý Ngự Thiên nhất thời vùng hắn nhất đại tát tai, cả giận nói, lão phu không biết sao, cần ngươi nói. Hừ, còn đứng ngây đó làm gì, cùng lão phu đuổi theo. Hiện tại trừ cái kia Trác Phàm cùng 3 thanh kiếm thần bên ngoài, lão phu còn có cái thứ 3 mục tiêu. Tiểu cô nương kia dám trêu đùa lão phu. Hừ, lão phu liền để nàng nhìn xem, cái gì mới gọi cường giả chân chính. Vâng. Mọi người khẽ khom người, cùng nhau cúi đầu, sau đó liền theo Bất Bại Kiếm Tôn nhất thời hướng về phía trước đuổi theo. Một phương diện khác, ngay tại gia tốc lên đường Trác Phàm bọn người, chợt nghe đằng sau tiếng vang, không tự chủ được cùng nhau hướng về, sau quay đầu nhìn qua, đã thấy cái kia kim sắc viêm hải rực rỡ huy hoàng, không khỏi vẫn là khó có thể áp lực trong lòng kinh hãi. Tiểu cô nương này, tuổi còn nhỏ, làm sao lại mạnh như vậy đâu? Thế nhưng là rất nhanh. Nơi xa kim viêm liền trong nháy mắt biến mất, thay vào đó lại là từng đạo tử lôi đầy trời. Nhìn thấy cái này, Âu Dương Lăng Thiên không khỏi giật mình, nhất thời kêu lên, không. Bất Bại Kiếm Tôn, đó là Bất Bại Kiếm Tôn dẫn thiên địa lực lượng lúc tình cảnh, lão gia hỏa kia đuổi theo. Chỉ là không biết, tiểu cô nương kia có thể hay không chống đỡ được hắn đâu. Này, lão cha, người thì đừng lo lắng, mình chắc ra là thiên hạ mạnh nhất gia tộc. Một đứa bé đều có thể đem 3 vị kiếm vương đánh cho cùng chó một dạng, coi như hắn Bất Bại Kiếm Tôn đến, cũng như cũ không làm gì được nhà ta bà cô nhỏ, hắc hắc hắc. Thế nhưng là hắn lời vừa nói ra, Âu Dương Trường Thanh đã là bỗng nhiên vung tay lên, điều cười ra tiếng. Ra mặt nhịn không được co lại, Âu Dương Lăng Thiên bất đắc dĩ liếc hắn một cái, tiểu tử, người không họ Âu Dương, nhanh như vậy thì thay đổi địa vị, không cần chờ đến giả cha chết về sau lại khi sư diệt tổ. Ai? Lão cha, nhìn ngươi nói, ta cái này cũng không phải là đổi tên đổi họ, cái gì khi sư diệt tổ, ta đây không phải bái đại ca sao? Về sau ta cùng Trác đại ca làm ra một sự nghiệp lẫy lừng đến, cũng coi như vinh quang cửa nhà a. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Âu Dương Lăng Thiên thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, lại là sắc mặt nghiêm một chút, cũng không nói lời nào. Theo lý thuyết, hắn là Hải Minh Tông người, hắn nhi tử tự nhiên cũng là Hải Minh Tông người kế nhiệm. Thế nhưng là không thể không nói, Trác Phàm thật sự là quá ưu tú, rất hiển nhiên cũng là làm đại sự người, là cái hiếm có tiềm lực cổ a. Chính mình nhi tử có thể cùng hắn một đạo, nói không chừng về sau cũng khá lựa chọn đây. Bởi vậy cái này tuy nhiên có chút vi phạm tông quy, nhưng Âu Dương Lăng Thiên cũng coi như ngầm đồng ý. Dù sao người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy, theo Trác Phàm có thịt ăn, ngu ngốc mới không bằng. Bất quá! Mộ Dung Tuyết đối với cái này lại là khịt mũi coi thường, hừ, cùng ma làm bạn, không có cốt khí. Oanh! Đúng lúc này, nơi xa lại liên tiếp truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, ánh sáng màu vàng lần nữa nổi lên bầu trời, nhưng rất nhanh lại bị tử mang phủ xuống. Thân thể nhịn không được trì trệ,
Trác Phàm lung lay nhìn chỗ xa, cái này mới dừng thân lại, thở dài một ngụm chọc khí tính toán, không cần lại đuổi, Tước Nhi chỗ ấy chịu không được, chuẩn bị nghênh chiến đi. Cái gì, nghênh chiến? Nhìn thấy Trác Phàm dừng lại, còn lại người cũng ào ào ngừng lại thân hình, một mặt ngưng trọng nhìn về phía hắn nói, Trác huynh, người thật xác định Tước Nhi nhà đầu ngăn không được. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm một mặt đạm mạc, vừa mới sấm sét biển lửa, hai tiếng bạo hưởng giao thế không ngừng, rất hiển nhiên Tước Nhi không làm gì được Bất Bại Kiếm Tôn, đoán chừng rất nhanh bọn họ liền sẽ đuổi theo, bằng vào chúng ta tốc độ trốn cũng vô dụng, đánh đi. Mi mắt không khỏi hung hăng run run, mọi người lẫn nhau nhìn một chút, sắc mặt đều là âm trầm xuống, song quyền càng là ngăn không được địa nắm chặt lên, một trái tim thẳng tắp hướng thung lũng lặn xuống. Đừng nói bọn họ hiện tại đều là tàn binh bại tướng, cho dù là bọn họ như mặt trời giữa trưa thời điểm, chung vào một chỗ, cũng vạn ắt không là người lão quái kia vật địch a. Đối với điểm này, Âu Dương Lăng Thiên ba cái lão gia hỏa lớn nhất cảm xúc. Vốn là bọn họ duy nhất hy vọng cũng là Tước Nhi kinh động như gặp thiên nhân nghịch thiên biểu hiện, nhưng là hiện tại liền nàng cũng đỡ không nổi, một hồi lão gia hỏa kia đuổi theo, bọn họ lại lấy cái gì đi liều. Trong lúc nhất thời, mọi người cái tình cảnh bi thảm, đã là không nói ra một câu. Trác đại ca, người cảm thấy bằng chúng ta bây giờ cái bộ dáng này, có thể liều đến qua sao? Lúc này, Âu Dương Trường Thanh trầm ngâm một chút, lại đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm. Nghe được lời này, mọi người cũng toàn đều cùng nhau nhìn đến hắn trên thân, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ hỏi thăm, cho dù là ba cái kia lão gia hỏa cũng giống vậy, giờ này khắc này hoàn toàn không có người đáng tin cậy, chỉ nghe Trác Phàm phân phó. Nếu là nói lúc trước Trác Phàm là bốn châu đại nguyên soái lúc, bọn họ còn có năng lực suy tính, đối Trác Phàm ba cái kia mệnh lệnh có chút suy nghĩ lượng lời nói, hiện tại thì là hoàn toàn không muốn chính mình não tử, mặc cho Trác Phàm như hà chỉ huy. Bọn họ liền làm thế nào? Dù sao, bọn họ hiện tại đã đến tuyệt cảnh, chỉ có thể xin giúp đỡ người khác. Mà người một khi đến loại thời điểm này, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cùng uống chậm chỉ khát sự tình thì đều xuất hiện, căn bản sẽ không lại có bất kỳ chính mình cân nhắc, đành phải dựa vào người khác, mặc kệ người này cỡ nào không đáng tin cậy, nhân phẩm nhiều kém đều như thế, chỉ cần hắn có thể nói ra biện pháp, liền sẽ làm theo. Huống chi? Trác Phàm tài trí là trải qua quá dài thời gian khảo nghiệm, bọn họ liền càng thêm tin cậy. Chỉ sợ lúc này, bọn họ còn chưa từng có giống như bây giờ tín nhiệm qua Trác Phàm, cho dù là cái kia một mực cùng hắn làm trái lại Mộ Dung Tuyết, lúc này cũng không thể không tạm thời đem chính mình tâm giao trên tay hắn, nghe hắn bài bố. Tuyệt vọng, vĩnh viễn là tụ lại nhân tâm thủ đoạn hữu hiệu, không phải vậy từ xưa đến nay, từ đâu tới nhiều như vậy khởi nghĩa nông dân. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, sớm đã minh bạch bọn họ suy nghĩ, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, khoát tay một cái nói, yên tâm đi, không cần các ngươi đi liều, có ta ở đây, không có gì đáng ngại. Thế nào, đại ca ngươi đi liều, ngươi có thể liều đến qua Bất Bại Kiếm Tôn, không khỏi giật mình, Âu Dương Trường Thanh nhất thời một mặt kinh dị nhìn Trác Phàm liếc một chút, đối Trác Phàm lại có một cái mới nhận thức. Chẳng lẽ vị lão đại này thực lực? Lúc trước xuất ra chỉ là chín châu mất sợi lông, chính thức lực lượng đã có thể cùng năm châu đệ nhất cao thủ sánh vai. Cái này, làm sao có thể, hắn nhưng là chúng ta người cùng thế hệ A, mạnh hơn cũng không có khả năng. Nhưng là rất nhanh, trong lòng của hắn nghi ngờ liền tiêu tán. Vừa nghĩ tới Tước Nhi cái kia tuổi còn nhỏ, liền có thể đem ba cái kiếm vương bức lui thực lực, cái này chắc đại ca với tư cách là phụ thân nàng, còn có cái gì không có khả năng. Cái này chắc ra. Quả nhiên tàng long ngọa hổ, đều không phải là thường nhân A. Nghĩ tới đây, Âu Dương Trường Thanh lại sâu sắc hướng Trác Phàm ôm một cái quyền, một mặt khâm phục nói, Trác đại ca giấu thật là đầy đủ sâu, bình thường không lộ ra trước mắt người đời, chúng ta đều không nhìn ra. Lần này liền để tiểu đệ mở mang kiến thức một chút đại ca phong phạm, chắc hẳn đại ca đánh với Bất Bại Kiếm Tôn một trận, sẽ là năm châu từ trước tới nay thứ nhất kinh thiên địa khiếp quỷ thần chí cường quyết đấu, chúng ta lần này may mắn quan sát. Thật sự là muốn mở mắt a. Lời vừa nói ra, còn lại mấy người cũng là ào ào nhìn về phía Trác Phàm, đầy mặt kinh dị, chẳng lẽ hắn chân năng cùng Bất Bại Kiếm Tôn quyết đấu, không thể nào. Vậy cũng quá nghịch thiên. Bất Bại Kiếm Tôn tu luyện bao lâu, hắn mới tu luyện bao lâu a? Nếu như vậy hắn cũng có thể cùng Bất Bại Kiếm Tôn rằng co lời nói, chỉ sợ liền bọn họ những người đứng xem này đều muốn vì người lão quái kia vật e lệ. Người gần vạn năm công lực.
so ra kém người ta mấy chục năm tu vi, người đời này số tuổi đều sống ở cầu thân phía trên. Riêng là Tây Châu mọi người, càng là khó có thể tin, dù sao bọn họ cùng Trác Phàm ly biệt bất quá 10 năm, Trác Phàm trước kia thực lực bọn họ cũng đều biết, không có khả năng tăng trưởng đến nhanh như vậy đi. Như là như vậy lời nói, thì đừng nói trước bất bại kiếm tôn phiền muộn hơn, thì coi như bọn họ cũng phải phiền muộn, những năm này năm tháng, đều rơi xuống cái kia xúc sinh trên thân. Chính mình công lực tăng trưởng đến, làm sao lại cùng người ta kém nhiều như vậy đâu. Tất cả mọi người chăm chú nhìn Trác Phàm không thả, chờ hắn trả lời, biểu lộ quái dị. Đã hy vọng, lại có chút không cam lòng, tuy nhiên Trác Phàm nếu thật có thể mạnh đến loại trình độ đó, đối bọn hắn tất cả mọi người đều có chỗ tốt, nhưng là bọn họ tất cả mọi người tâm lý, làm sao lại như vậy không thoải mái. Người nhà mấy năm này đến tột cùng làm gì, làm sao tại nhân sinh marathon phía trên, liền chạy đến nhanh như vậy đâu. Chúng ta đều không nhìn thấy người ảnh nhi. Ưng ực một tiếng, Âu Dương Lăng Thiên ba người cũng là nhìn chằm chằm hắn, nhìn không chuyển mắt, thấp thỏm bất an trong lòng, mâu thuẫn vô cùng. Nếu là Trác Phàm thật tuyên bố, có chống lại bất bại kiếm tôn thực lực lời nói, như vậy nhóm đầu tiên vô pháp tiếp nhận sự thật này, chuẩn bị đem dây lưng quần cầm xuống đi thắt cổ, đoán chừng cũng là ba người bọn hắn. Người so với người, tức chết người, người muốn là biến thái như vậy lời nói, còn khiến người khác sống thế nào a? Vòng bài liếc tại chỗ tất cả mọi người liếc một chút, hoàn toàn minh bạch bọn họ lúc này trong lòng phức tạp, Trác Phàm lại là không khỏi bật cười một tiếng, lắc lắc đầu, sâu xa nói, các vị, bằng ta thực lực bây giờ đừng nói bất bại kiếm tôn, liền xem như hơi mạnh chút quy nguyên đỉnh phong cao thủ, cũng không có niềm tin chắc chắn gì tất thắng. Chỉ là ta giống như Tước Nhi, đều tại sư môn từng chiếm được thủ đoạn bảo mệnh, nguy cơ thời điểm, toàn thân trở ra vẫn là có thể làm đến. Ừ, thì ra là thế. Bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, mọi người cuối cùng trong lòng không sai, cùng thì nội tâm bên trong cái kia tia ước ao ghen tị, cũng trong nháy mắt vuốt lên không ít. Ta liền nói a, nhân loại tu vi làm sao có thể nhảy lên đến nhanh như vậy, cũng quá biến thái, thì ra là có thủ đoạn đặc thù a, cái này khó trách, tiểu cô nương kia cũng như vậy nghịch thiên, chỉ là bằng ngoại lực mà thôi. Nếu là bản thân tu vi, còn phải dựa vào khắc khổ tu luyện a. Đặc biệt là Âu Dương Lăng Thiên ba vị tiền bối, viên kia không chịu được đả kích trái tim pha lê, cuối cùng được đến an ủi vô cùng. Nếu là Trác Phàm cùng Tước Nhi thật ngắn ngủi mấy năm thì vượt qua bọn họ hơn ngàn năm nỗ lực, đoán chừng bọn họ tâm cũng phải nát xương mẩu thủy tinh, khóc chết tại đầu cầu. Nhưng bây giờ liền tốt, bọn họ khắc khổ tu luyện mới lấy được đỉnh phong thực lực tôn nghiêm, cuối cùng bảo trụ. Trường Thanh, nhớ kỹ, chia ra canh vân, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Muốn thực lực đại trướng, liền phải khắc khổ tu luyện, không thể tổng dựa vào ngoại lực. Bởi vì ngoại lực có lúc hết, chỉ có chính mình thực lực mới là chân thật dựa vào, biết không? Lúc này, Âu Dương Lăng Thiên mượn giáo huấn nhi tử cơ hội, soát một chút chính mình ba người cái này tướng bên thua tồn tại cảm giác. Lời tuy chói tai, thậm chí có chút nhằm vào Trác Phàm ý tứ, nhưng mọi người cũng có thể hiểu được. Lão tiền bối A, danh tiếng đều bị người trẻ tuổi cướp đi. Cũng nên cậy già lên mặt phơi bày một ít chính mình thân phận. Âu Dương Trường Thanh cũng là theo hắn ý tứ, khẽ gật đầu, lắng nghe huấn thị, nhưng trong lòng lại là khinh thường bĩu môi. Người trẻ tuổi đều là thực lợi chủ nghĩa người, chỉ thấy kết quả, không nhìn quá trình, tuy nhiên cha của hắn nói là chí lý danh ngôn, nhưng là tình huống trước mắt đến xem, theo cha hắn miệng bên trong nói ra, làm sao lại như vậy không có sức thuyết phục đâu. Ngược lại, câu nói này nếu là theo Trác Phàm trong miệng nói ra lời nói, hắn khẳng định sẽ càng thêm rửa tai lắng nghe. Hiu! Bỗng nhiên, đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu tím bỗng dưng xẹt qua, xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Tước Nhi không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá bây giờ nàng, lại là đầy mặt kinh khủng, vội vàng hấp tấp địa chạy về phía Trác Phàm nói, phụ thân, cái kia. Lão gia hỏa kia quá mạnh, long tức đan căn bản ngăn không được, đã nhanh đuổi theo. Ha ha ha, không tệ, chỉ bất quá không phải mau đuổi theo đến, mà chính là đã đuổi theo. Thế mà, nàng vừa dứt lời, một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài lại là đột nhiên vang lên, ngay sau đó lại là bốn đạo tiếng xé gió vang, bất bại kiếm tôn hợp tác ba vị kiếm vương bóng người, nhất thời xuất hiện lần nữa tại mọi người vân đoan thượng cấp. Thấy tình cảnh này, mọi người bất giác nhất thời giật mình, mặt hiện hoảng hốt, cùng nhau lui về phía sau lấy, cho dù là Tước Nhi. Cũng là tại trước tiên trốn đến Trác Phàm sau lưng, nhìn về phía cái kia Bách Lý Ngự Thiên trong ánh mắt,
tràn đầy vẻ kiêng dè. Cái này lão quái vật, rốt cục đến. Không có giống người khác như vậy bối rối, Trác Phàm nhếch miệng lên, bất giác khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi ra phía trước, trịnh trọng ôm ôm quyền nói, kiếm tôn đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy a Trác tiên sinh, lão phu nghĩ người cũng nghĩ rất khổ a, ha ha ha. Khóe miệng một phát, lộ ra một đạo nụ cười dữ tợn, Bách Lý Ngự Thiên cười to lên, Thiên Ma Sơn thật sự là danh tiếng thật lớn, bất quá danh bất hư truyền, lão phu lần này xem như lĩnh giáo. Chỉ là dù vậy, tiên sinh đầu còn có ba thanh kiếm thần, lão phu cũng nhất định phải được, không biết tiên sinh có thể hay không thành toàn đâu. Mí mắt hơi hơi nhảy một cái, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, lại là khinh thường bĩu môi, sâu xa nói, kiếm tôn đại nhân thật sự là thật lớn vong tính, chúng ta lúc trước còn định qua nước giếng không phạm nước sông ước định, hiện tại liền muốn lấy ta đầu, có phải hay không quá nhanh một chút. Coi như đại nhân thật muốn bội bạc, cũng không thể làm được như thế vội vàng, quá không biết xấu hổ đi. Ước định là ngang nhau người vừa rồi có thể làm sự tình, lúc trước ta cảm thấy tiên sinh là như vậy người, nhưng bây giờ lại không cảm thấy. Ánh mắt khẽ híp một cái, một đạo lệ mang bóng dưng lóe lên, Bách Lý Ngự Thiên tà cười một tiếng nói, nếu là tiên sinh còn muốn tiếp tục cái này ước định, liền phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến, để lão phu nhìn xem ngươi là có hay không có tư cách này cùng lão phu ký kết định. Há, thật sao, ha ha ha, như vậy chúng ta cái ước định kia, vẫn là như vậy dừng lại đi. Thế nào, tiên sinh nhanh như vậy liền từ bỏ sao? Ha ha ha, lần này ngược lại là không có phô trương thanh thế, thật có tự mình hiểu lấy a. Không, ta muốn kiếm tôn đại nhân hiểu lầm. Thế mà, Bách Lý Ngự Thiên cười to vừa lên, Trác Phàm lại là nhếch miệng lên, lại chậm rãi khoát khoát tay, trong mắt tản mát ra một đạo khinh miệt đường cong, ta chẳng qua là cảm thấy, ấn kiếm tôn đại nhân đối ước định định nghĩa đến xem, ngài còn thật không có tư cách cùng ta làm gì hình thức ước định a. Bởi vì ngươi quá yếu, căn bản không xứng. Thân thể bỗng nhiên lắc một cái, Bách Lý Ngự Thiên ngay tại cười như điên khuôn mặt chợt cứng đờ, bỗng nhiên liền âm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phàm hai con ngươi, tràn đầy sát ý. Hừ hừ, vừa mới Trác tiên sinh còn nói lão phu vong tính lớn, không nghĩ tới Trác tiên sinh vong tính càng lớn a. Vừa khen ngươi có tự mình hiểu lấy, hiện tại thì lại bắt đầu cuồng vọng. Bất quá ngươi chiêu này tại trước mặt người khác có lẽ có thể hù một hù, nhưng ở lão phu nơi này, thế nhưng là tự tìm đường chết. Vừa dứt lời, Bách Lý Ngự Thiên lúc này hất lên kiếm chỉ, nương theo lấy từng đạo sấm sét nổ vang, tử lôi đầy trời, một đạo mãnh liệt kiếm khí đã là siêu một tiếng hướng Trác Phàm mọi người bay đi. Cái kia cỗ cường hãn đến làm cho người ngạt thở áp bách lực, nhất thời liền để tại chỗ tất cả mọi người mãnh liệt khí tức ngưng tụ, toàn thân run rẩy, kiếm khí thượng chưa tới, cả trương da mặt đã là có một loại phải lập tức vỡ vụn cảm giác. Từng tia đỏ thẫm máu sắc, cũng ngăn không được địa theo da mặt phía trên chảy ra, tựa hồ tùy thời liền muốn bạo liệt đồng dạng. Cho dù là Âu Dương Lăng Thiên cái kia ba vị tuyệt thế cao thủ, cũng là sẹp đỏ lên hai gò má, khó có một tia sức phản kháng. Tuy nói trên tay bọn họ đều có thần kiếm, nhưng đối cái này Bách Lý Ngự Thiên tùy ý vung lên, lại là căn bản không có gì chứng dùng. Bất bại kiếm tôn, thiên hạ vô địch, cong ngón búng ra, vạn vật tịch diệt. Thực lực chính là đương đại mạnh nhất, vạn phu không thể đỡ, một kiếm diệt thiên, khủng bố như vậy. Nơi này tất cả mọi người, dưới một kiếm này, đều phảng phất có loại muốn sắp chết cảm giác, lại là không có biện pháp nào. Ha ha ha, Trác tiên sinh, vừa mới lão phu nhìn thấy lệnh ái trong tay cái kia đồ chơi, uy lực không tầm thường, chỉ tiếc còn uy hiếp không được lão phu tánh mạng. Trác tiên sinh thân thể làm cha, giá trị này thời khắc nguy cấp, sẽ không phải cũng cùng lệnh ái một dạng, móc ra một kiện đồ chơi tới đi, vậy coi như quá làm cho lão phu thất vọng. Thấy tình cảnh này, Bách Lý Ngự Thiên không khỏi cười to lên, trong mắt tràn đầy ý trào phúng. Còn lại ba vị kiếm vương ở một bên nhìn lấy, cũng là ngăn không được lộ ra vẻ đắc ý, liếc xéo hướng phía dưới mọi người, trong lòng cười như điên không thôi. Dám đắc tội lão tổ tông, đây chính là hạ tràng, bất kể là ai, đều không phải là lão tổ tông đối thủ. Coi như Thiên Ma Sơn cái kia Long Tức Đan có thể đối phó đến kiếm vương, nhưng ở lão tổ tông trước mặt cũng là một kiện đồ chơi mà thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới, ha ha ha. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Trác Phàm đỉnh lấy cái kia lạnh lẽo phong cương, hung hăng để mắt tới phía trên bốn người rầm rĩ khuôn mặt, lại là cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến nói, bất bại kiếm tôn, người chớ đắc ý, người chỉ là người bên trong mạnh nhất,
nhưng còn không phải thiên hạ vô địch. Lão tử trên tay tuy nhiên không có gì đồ chơi, nhưng rất đáng tiếc, lại thích dưỡng sủng vật. Hiện tại vừa vặn kiếm tôn đại nhân có này nhã hứng chỉ giáo một hai, không bằng thuận tiện phê bình một chút, trong tay tại hạ xúc sinh này như thế nào đi. Vừa dứt lời, Trác Phàm nhất thời bỗng nhiên vung bàn tay lên, nhưng nghe ông một tiếng vang nhỏ, trong tay không gian giới chỉ không gian cửa lớn nhất thời mở ra. Xoạt, chợt, cuồng phong gào thét, thanh thế to lớn, ngay tại cái kia mãnh liệt kiếm khí sắp nện xuống đến chúng đầu người phía trên lúc, một cái giống như tiểu núi lớn nhỏ, sắc bén thiết chảo đã là như mũi tên rời cung đột nhiên bắn ra, ra sức vồ một cái, liền đem cái kia một vô hình kiếm khí bắt đến chảo bên trong. Lại vừa dùng lực, nhưng ngửi ầm ầm tiếng vang phía dưới, cái kia bất bại kiếm tôn thả ra một đạo không gì địch nổi kiếm khí, đã là trong nháy mắt vỡ vụn thành hư vô, tiêu tán ở giữa thiên địa các ngõ ngách. Hắc phong lạnh thấu xương, già thiên tế nhật, giống như buồn bực rừng cây giống như rộng lớn cánh thẳng trên 9 tầng trời, cuồng mãnh một cái, cả mảnh trời khung chính là liệt phong gào thét, đá vụn núi đổ, phá không xé trời. Cái kia vô tận tử lôi lấp lóe, tại cái này hắc phong bao phủ phía dưới, cũng là soạt một tiếng vỡ vụn thành vô số ánh sáng, tiêu tán vô tung. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản bị bất bại kiếm tôn khống chế một cả mảnh trời hư không, đã là trong nháy mắt bị xâm nhập một nửa lĩnh vực. Một cái mọc ra ba cái cự bài, trên đầu đốt thanh viêm rực rỡ, như một tòa núi cao giống như che đậy bầu trời to lớn phi điểu, trong lúc đó liền xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thanh thế to lớn, buông thả khí thế bỗng nhiên bao phủ bốn phương tám hướng. Ngàn dặm bên trong, tất cả linh thú nghe nói, cũng nhịn không được dưới chân một ngã, ào ào quỳ mọp xuống, như bái kiến đế vương giống như, câm như hến, toàn thân không ngừng run rẩy. Cái kia, đó là, trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại, cho dù là bất bại kiếm tôn gặp này, cũng là không khỏi quá sợ hãi, kinh hãi lên tiếng, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đế vương linh thú, cấp 9 linh thú, tam thủ quái nha. Ngơ ngác nhìn đây hết thảy, cái kia ba vị kiếm vương cũng đã hoàn toàn ngốc ở, ra mặt lắc một cái, run rẩy nói, lão tổ tông, ngài nói không tệ, đây chính là trong truyền thuyết mạnh nhất linh thú, cấp 9 đế vương, tam thủ quái nha. Chỉ là bình thường người cho tới bây giờ chưa thấy qua, không nghĩ tới hôm nay thế mà nhìn thấy sống. Thiên ma sơn này bên trong, thế mà nuôi cấp 9 linh thú, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Sắc mặt chợt ngưng trọng tiếp theo, Bách Lý Ngự Vân ba người một mặt khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía dưới Trác Phàm, trong lòng lo sợ nói, cấp 9 linh thú chính là thú bên trong mạnh nhất, truyền thuyết cái này đế vương chỗ đến, vạn vật lui tránh, không ai dám trêu chọc. Cho dù là năm châu trong lịch sử, cũng chưa từng có người nào loại cường giả thắng qua cấp 9 linh thú nghe đồn, ngược lại là nhân loại đế quốc bị cấp 9 linh thú hủy diệt truyền thuyết chiếm đa số. Chỉ là vạn vạn không nghĩ đến, dạng này đế vương linh thú, thế mà lại cam tâm phục tùng tại nhân loại điều khiển, lại là quá bất khả tư nghị. Lão Tổ Tông, Thiên Ma Sơn này, thật. Bách Lý Ngự Vân hiện tại đầy bụng lo nghĩ, đã hối hận ruột đều xanh. Có thể đem cấp 9 linh thú hàng phục thế lực, trong này cao thủ có thể là hạng người bình thường sao? Mấu chốt là, loại này thâm bất khả chắc một cái bí ẩn tông môn, thế mà bị bọn họ cho đắc tội. Cái này nhưng là sao sinh là tốt, có lẽ đến lúc đó xuất hiện cao thủ, trả thù đến cửa, liền lão tổ tông đều khó mà thù địch đâu. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Ngự Vân vô cùng lo lắng, vội vàng nhìn về phía Bách Lý Ngự Thiên. Thế nhưng là, tựa hồ sớm đã ngờ tới hắn muốn nói gì giống như, Bách Lý Ngự Thiên bỗng nhiên khoát tay chặn lại, đã là trong nháy mắt đánh gãy hắn lời nói. Trái lại nhếch miệng lên, hai con ngươi chăm chú nhìn cái kia khổng lồ thân hình, trong mắt ngột lộ ra một đạo hưng phấn ánh sáng đến, cười khẽ một tiếng, mấy ngàn năm, lão phu đều đang tìm đủ có thể ngang hàng đối thủ, cả đời chưa bại, làm thế nào cũng tìm không thấy. Tuy nói lần này không lý do đắc tội Thiên Ma Sơn, là vì không khôn ngoan, nhưng là có thể nhìn thấy truyền thuyết này bên trong cấp 9 linh thú nhất chiến, thật là làm lão phu thật là vui, ha ha ha. Lão Tổ Tông, đây không phải linh thú vấn đề, mấu chốt là hàng phục cái này linh thú người. Người không cần phải nói, lão phu đều biết. Chậm rãi khoát khoát tay, bất bại kiếm tôn trên mặt hưng phấn không giảm, liền cấp 9 linh thú đều có thể hàng phục thế lực, bên trong nhất định có cao nhân. Chúng ta lần này, thật đá trúng thiết bản, chỉ sợ liền lão phu đều sẽ chân đau tấm sắt, bất quá thì tính sao? Các ngươi ba cái nhưng biết, kiếm tinh đế quốc là như thế nào thành lập sao? Lão phu đã từng tuổi trẻ qua,
trải qua vô tận khó khăn cùng khiêu chiến, mới đạt tới hôm nay địa vị. Không phải liền là lại có cường giả xuất hiện a, vậy thì thật là tốt. Bao nhiêu năm, lão phu đã tịch mịch bao nhiêu năm, hiện tại lại có loại tuổi trẻ cảm giác. Mặc kệ tên thiên ma này núi mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu cường giả sẽ xuất động truy sát lão phu đều phụng bồi tới cùng, không chết không thôi, giống như lão phu năm đó chinh phạt Nam Châu, khiêu chiến đỉnh phong lúc ha ha ha. Thiên ma sơn, người thật sự là quá tốt, thế gian có người thật sự là quá tốt, lão phu sẽ không tịch mịch, ha ha ha. Từng tiếng cười như điên không ngừng phát ra, bất bại kiếm tôn thật sâu nhìn chằm chằm cái kia tam thủ quái nha ánh mắt, theo kinh dị biến thành hưng phấn, theo hưng phấn biến thành thỏa mãn. Trong tay ánh sáng lóe lên, bá thiên kiếm rốt cục nắm đến tay, cảm thụ lấy cái kia đạo đạo sấm sét tử mang chạy trốn trước người, bất bại kiếm tôn trên mặt tràn đầy chiến ý, thân thể lắc một cái, khí thế cường đại liền lần nữa mãnh liệt dâng lên mà ra. Mà cũng liền ở trong nháy mắt này ở giữa, bầu trời lần nữa biến nhan sắc, sấm sét nổ tung, tử hải lật trời, mãnh liệt lôi mang lần nữa xua đuổi hắc phong, chiếm lĩnh cả mảnh trời hư không. Mà ba vị kiếm vương cũng tại lão tổ tông cái này uy mãnh khí thế bên trong, bị bức phải từng bước lui lại, trong lòng hãi nhiên, liền bọn họ đều chưa thấy qua lão tổ tông như thế cường hãn lực lượng xuất hiện qua. Đơn giản là tại cái này trước kia, vẫn chưa có người nào làm cho hắn sử xuất toàn lực, nhưng bây giờ đối mặt cấp 9 linh thú, hắn rốt cục có thể buông tay đánh cược một lần. Đối với một cái một lòng hướng về đỉnh phong tiến lên cuồng nhân mà nói, đại khái là lớn nhất đại hưởng thụ. Tam thủ quái nha gặp này, cũng là ngăn không được trong lòng cả kinh, khó có thể tin chằm chằm hắn liếc một chút, ba cái đầu sắc mặt, trong nháy mắt nặng nề tiếp theo. Nói thật, cho dù là cái này cấp 9 linh thú, cũng chưa từng thấy qua như thế cường hãn nhân loại, càng không khả năng tưởng tượng, phàm giai sẽ ra người như vậy loại. Bất bại kiếm tôn, danh bất hư truyền, là liền đế vương linh thú đều kính nể tồn tại. Cùng lúc đó, Âu Dương Lăng Thiên bọn họ nhìn lấy cái này tam thủ quái nha, cũng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy kinh hãi chi sắc ách, Trác tiên sinh, ngươi. Các ngươi Thiên Ma Sơn còn nuôi dạng này thần vật. Lấy ra chân chạy canh cổng. Trên mặt một trận nghiêm túc, Trác Phàm chăm chú nhìn phía trên một người một thú, tiếp tục mở mắt nói vớ nói vẩn, nhưng là trong lòng lại là bất giác có chút kính trọng chi ý. Đều nói lão luyện thành thục, càng là lão nhân. Nắm giữ càng nhiều, liền càng sợ mất đi, liền càng là cố thủ. Nhưng cái này bất bại kiếm tôn khác biệt, người khác mặc dù lão, nhưng tâm không già, lúc này còn nghĩ đến hướng đỉnh phong khiêu chiến, không lo lắng chút nào đem nhà mình cơ sở chọn không có. Người như vậy, ha ha, khó trách hắn là bất bại kiếm tôn. So với hắn bốn châu đệ nhất nhân, xác thực mạnh hơn. Quay đầu nhìn một bên ba cái lão gia hỏa, Trác Phàm trong mắt. Lại là không khỏi lóe qua một đạo bất đắc dĩ khinh thường tới. Giờ này khắc này, hắn xem như cùng cái này bốn châu là một đường, đối thủ của bọn họ đều là bất bại kiếm tôn. Nhưng là luận đến kính, hắn lại càng kính bất bại kiếm tôn. Đơn giản là cái này bốn châu cường giả, gặp phải cường đại đối thủ, trong lòng là khiếp đảm, nhưng bất bại kiếm tôn lại là hưng phấn. Cường giả cùng người yếu khác nhau, chỉ thế thôi. Lấy ra canh cổng, Trác tiên sinh. Các người Thiên Ma Sơn này đến tột cùng là địa phương nào a? Nghe Trác Phàm lời nói, Âu Dương Lăng Thiên bọn người kinh dị càng sâu. Mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm phía trên nhìn qua. Mọi người gặp này, nhưng cũng không rõ ràng cho lắm, gặp hắn không đáp, liền không hỏi. Chỉ là nhìn lấy cái kia tam thủ quái nha to lớn thân hình, càng thêm kinh hãi, đồng thời trên mặt một mảnh vui mừng. Hiện tại có cái này cấp 9 linh thú tọa chấn, liền xem như hắn bất bại kiếm tôn, cũng muốn bại a, ha ha ha. Nhảy nhót, thằng hề. Bất đắc dĩ nhẹ liếc bọn họ liếc một chút, Trác Phàm không khỏi bật cười lắc đầu, sau đó lại lần kính trọng nhìn về phía trên. Thực hắn không nên xem thường bọn họ, bởi vì bình thường bọn họ cũng là các nơi nhân vật anh hùng, chỉ là tại cái này thời khắc sinh tử, đối mặt cái này khó được chí cường quyết đấu, bọn họ quan tâm hơn chính mình sinh tử. Nhưng cũng là nhân chi thường tình. Hắn trong lòng mình nắm chắc, tự nhiên không cần lo lắng, nhưng là những người này sinh tử bồi hồi ở giữa, trong lòng căn bản không chắc, trước chính mình mà người sau, có cái gì không được. Hắn một vị cường điệu bọn họ cường giả chi tâm, lại là quá mức trách móc nặng nề. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm trong lòng không còn,
lại là bỗng cảm thấy chính mình tâm cảnh dường như lại mở một cánh cửa sổ giống như, hai con mắt bên trong, đột nhiên xuất hiện đạm mạc mây ngũ sắc rực rỡ, sáng chói chói mắt. Thế nhưng là giờ này khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở phía trên đại chiến phía trên, lại là không có người nào chú ý tới điểm này. Liên Trác Phàm chính mình cũng không rõ ràng, hắn đến tột cùng mở ra một cái như thế nào cửa sổ. Bạch! Sắc bén bá thiên kiếm trước người bãi xuống, Bách Lý Ngự Thiên một mặt kích động nhìn về phía trên đầu quái quạ, sau đó lại cúi đầu nhìn Trác Phàm liếc một chút, cười to lên, ha ha ha. Trác tiên sinh, lần này lão phu phải cảm ơn ngươi, cho lão phu tìm đến như vậy cái đối thủ tốt. Đợi lão phu đưa nó làm thịt, tiếp lấy gỡ xuống tiên sinh thủ cấp, nhất định sẽ cực kỳ an táng, lấy báo tiên sinh tứ chiến tri ân. Khách khí, đợi ta cái này linh sủng đem các hạ xé nát về sau, tại hạ cũng nhất định đem ngài hài cốt thu thập cùng một chỗ, đưa về kiếm tinh an táng, sẽ không để cho ngài thi thể bị chó hoang ngậm đi, xem như mọi người tương giao một trận a, ha ha ha. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, trên mặt đều là vẻ mặt vui vẻ. Đón lấy, hai người liếc nhìn nhau, lại là cùng nhau cười to lên. Nghe lấy này quỷ dị đối thoại, bọn người người lại là hoàn toàn mơ hồ, liền xem như cái kia ba kiếm vương cũng giống vậy, nghe được như lọt vào trong sương mù. Hai người này trong lời nói đều là muốn đưa đối phương vào chỗ chết, nhưng ngữ khí lại dường như hai cái lão bằng hữu tâm sự một dạng, đây là có chuyện gì? Riêng là cái kia ba kiếm vương, càng thêm làm bọn hắn kỳ quái là, bọn họ còn chưa từng nghe qua, bọn họ lão tổ tông như thế rõ ràng lời nói. Vừa mới nói, tựa hồ không phải nói mát hoặc mỉa mai, mà chính là thật có loại báo đáp chi ý ở bên trong. Chỉ bất quá, người trong thiên hạ người nào đem giết người coi như báo đáp? Giết người ta, lại để người ta an táng, có báo đáp như vậy sao? Thế nhưng là bất bại kiếm tôn cũng là như thế chân tình thích ý nói ra khủng bố như thế lời nói, lại là để tại chỗ tất cả mọi người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Âu Dương Trường Thanh trong lòng không hiểu, nhìn về phía Trác Phàm dò hỏi, đại ca, người cùng lão gia hỏa kia vừa mới là tại nguyền rủa đối phương sao? Dĩ nhiên không phải, chúng ta chỉ là rất hữu hảo nói chuyện với nhau mà thôi, thậm chí là cùng chung chí hướng. Hữu hảo, cùng chung chí hướng. Ta làm sao không nhìn ra, không khỏi sững sờ, Âu Dương Trường Thanh càng thêm mê hoặc. Mỉm cười lấy lắc đầu, Trác Phàm thở dài một tiếng, sâu xa nói, người nhập giang hồ không sâu, còn không biết cái gì gọi là giang hồ tình nghĩa. Cái gọi là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Hai người chúng ta chém giết, đều muốn làm cho đối phương chết, đó là lợi ích chỗ khu. Bất quá chúng ta hai bên lại tương đương kính trọng, cho nên vì đối phương làm tốt thân hậu sự. Làm kinh ý. Đây cũng là vì thật đáng kính đối thủ làm một chuyện, cùng bản ý cũng không mâu thuẫn. Chỗ nào không mâu thuẫn, ta làm sao nghe không rõ đâu. Trong mắt mê hoặc càng sâu, Âu Dương Trường Thanh gãi đầu một cái, nghĩ mãi mà không rõ. Âu Dương Lăng Thiên suy nghĩ một chút, cũng đã minh bạch, không khỏi cùng nhau hướng Trác Phàm thật sâu cúi đầu, tiên sinh cao thượng, chúng ta bội phục. Thế nào, lão cha, các ngươi nghe rõ? Đương nhiên. Liếc nhìn nhau, ba người cùng nhau cười to lên, người trong giang hồ, thân bất do kỷ a, ha ha ha. Ngưng cười, ba người sắc mặt nghiêm một chút, không trả lời lại, chỉ là nhìn về phía trên không giao chiến một người một thú, lại không có vừa mới giành lấy cuộc sống mới vui sướng, phàm là sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt tản mát ra nồng đậm kinh ý tới. Giờ này khắc này, bọn họ nhìn đến đã không phải mình sinh tử tương lai, mà chính là một cái đứng ở đại lục đỉnh phong võ giả. Hướng về càng cao tầng thứ khiêu chiến kính nể. Liếc mắt khẽ liếc bọn họ liếc một chút, Trác Phàm cũng là khẽ gật đầu, ba người này không hổ là bốn châu người dẫn đầu, lập tức liền lĩnh ngộ. Võ giả nếu không có khiêu chiến chi tâm, quang trông coi chính mình cái kia năm này tháng nọ được đến lưu giữ tục, lại chỗ nào có thể được xưng tụng là võ giả đâu. Cái này, đại khái cũng là trong lòng bọn họ chính mình phong tỏa một cánh cửa, đem chính mình phong ở trong thế tục, mà khó có thể bước ra thiên đạo một bước đi. Mà cái này cũng có thể thì là đồng dạng là thánh binh lĩnh ngộ đại đạo, bọn họ lại kém bất bại kiếm tôn một bậc quan trọng nguyên nhân, bởi vì bọn hắn tâm, đã sớm bị thế tục giam cầm. Nhưng là bây giờ, đạo này khóa đang đánh mở. Bạch, trên 9 tầng trời, tam thủ quái nha một mực vẫy cánh, phiến lên từng đạo cương phong, mặt đối với nhân loại này cường địch, không dám chút nào lãnh đạm. Bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên một cái cánh, liền trong nháy mắt hướng bất bại kiếm tôn bay đi.
sắc bén nanh vuốt, giống như có thể xé nát bầu trời giống như, thẳng tắp hướng đầu hắn chộp tới. Lão Tổ Tông, cẩn thận! Ba bài, xé rách hắn! Thấy tình cảnh này, ba vị kiếm vương không khỏi giật mình, gấp vội kêu lên, Tước Nhi lại là hét lớn một tiếng, vì chính mình sủng vật phất cờ hò reo, góp phần trợ uy. Thế muốn lúc trước tại Bất Bại Kiếm Tôn chỗ đó bị khi dễ, toàn diện lấy lại danh dự tới. Đinh! Mí mắt nhỏ khẽ rũ xuống, Bất Bại Kiếm Tôn cái kia tráng kiện cánh tay hung hăng siết chặt, đem kiếm ngang cản trước người, cự trảo kia liền bỗng nhiên bắt đến Bá Thiên Kiếm phía trên, phát ra thanh thúy cấm thuật kêu khẽ âm thanh. Cường đại lực đạo, dường như như bài sơn đảo hải áp hướng thân kiếm, thẳng đem Bất Bại Kiếm Tôn cứng rắn thân thể, đính đến hướng về sau rút lui thẳng đến, cầm kiếm hai tay, càng là bắp thịt cao cao nổi lên, nổi gân xanh, trên trán ngột đến chảy ra tinh mịn mồ hôi đến, nghiến răng nghiến lợi, đầy mặt vẻ dữ tợn. Thế nhưng là, tình huống cũng không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, hắn thân thể vẫn tại bị tam thủ quái nha đỉnh lấy lui về phía sau. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão tổ tông gian nan như vậy chiến đấu, ngay từ đầu thì rơi vào hạ phong, ba vị kiếm vương càng là khẩn trương trong tay ứa ra mồ hôi, sắc mặt lo nghĩ không chịu nổi. Bọn người người thì là mặt hiện lên hưng phấn, nhìn thấy cái này đáng mừng một màn, sắp hưng phấn nhảy dựng lên. Âu Dương Trường Thanh càng là nhịn không được lần nữa đi vào Trác Phàm bên người, đại thêm tán thán nói, đại ca, có dạng này bảo bối, ngài ngược lại là sớm lấy ra a, cũng bớt cha ta bọn họ tốn sức đúng không? Thép tốt dùng tại trên lưỡi đao, ta trước kia vốn định ra bất ngờ, lại gây nên Bất Bại Kiếm Tôn chỗ chết, nhưng bây giờ không có cách, đành phải để bọn hắn chính diện quyết đấu. Sắc mặt bình thản, Trác Phàm lạnh lùng xuất khẩu, lừa gạt qua. Hắn cũng không thể nói, ta liền muốn xem các ngươi lưỡng bại câu thương a, đây chính là rất chiêu đánh. Mà hắn lấy cớ này cũng tương đương xảo diệu, ai cũng biết hắn trí kế vô song, lúc nào xuất thủ, còn không phải từ hắn nói tính toán. Mặc kệ bọn hắn trong lòng đối Trác Phàm lý do này có bao nhiêu nghi hoặc, dù sao Trác Phàm nói là như vậy, bọn họ thì vô điều kiện tin tưởng. Nếu không mà nói, luận an bài chiến lược, chẳng lẽ ngươi còn có thể so ra mà vượt vị này bốn châu tổng nguyên soái? Chỉ có Âu Dương Lăng Thiên bọn họ, tựa hồ đi qua vừa mới một màn, đã có lĩnh ngộ, hiện tại cũng không tiếp tục quan tâm cái này giao chiến sự tình, chỉ là chăm chú nhìn phía trên đối chiến, ánh mắt không nhúc nhích. A! À, bỗng nhiên, một tiếng như lão ngưu giống như trầm thấp nộ hống vang lên, Bất Bại Kiếm Tôn dưới chân siết chặt, trên lưng một cái. Bỗng dưng, một mực lui lại thân thể đúng là nhất thời ngừng lại. Ngay sau đó, Bất Bại Kiếm Tôn lại vừa dùng lực, đụng một tiếng. Nhưng nghe một tiếng vang thật lớn phát ra, tam thủ quái nha cái kia to lớn thân hình, đã như ném quả tạ giống như, bị hung hăng ném ra ngoài đi, trên không trung lật ba bốn cái bổ nhào, mới dừng thân lại. Lại dương mắt nhìn về phía trước, sáu hai con mắt đã là ngăn không được địa cùng nhau lộ ra hoảng hốt chi sắc, chỉ là một cái nhân loại, thật lớn khí lực a. Cùng cái kia hải yêu một dạng, miệng nói tiếng người. Nghe được câu này, Âu Dương Trường Thanh bất giác giật mình. Hét to lớn tiếng, chẳng lẽ nói. Cấp 9 linh thú đều có thể miệng nói tiếng người, cái kia hải yêu cũng là cấp 9 linh thú. Trong lòng bất giác thoát động, mọi người lẫn nhau nhìn xem, cũng là không tự chủ được gật đầu, tin tưởng Âu Dương Trường Thanh suy đoán. Cũng chỉ có Trác Phàm cùng Tước Nhi biết, cấp 9 linh thú có thể nói chuyện, là có nguyên nhân, Thanh Viêm khai trí còn cái kia hải yêu. Thế nhưng là càng nhân vật đáng sợ, cái nào là chỉ là linh thú có thể so đến. Chỉ bất quá, để Trác Phàm cũng có chút kinh dị là, Bất Bại Kiếm Tôn đối mặt cấp 9 linh thú, thế mà còn có lực đánh một trận. Phải biết, cấp 9 linh thú tương đương với nhân loại linh vương thực lực, huống chi tam thủ quái nha vẫn là côn bằng tự mình nhập môn tay trái tay phải, thực lực so với đồng cấp tới nói còn cao hơn được nhiều. Nhưng dù vậy, Bất Bại Kiếm Tôn thế mà còn có thể nhất chiến. Nói như vậy tới, Bất Bại Kiếm Tôn thực lực chân chính, đã đạt đến linh vương cấp bậc. Chỉ là có kết giới này đè ép, không được đột phá mà thôi. Trong lòng như thế suy nghĩ lấy, Trác Phàm trong đầu đột nhiên có nỗi nghi hoặc. Thực lực đã vượt qua đồng cấp nhiều như vậy, nhưng tu vi lại một mực áp chế, đó căn bản không hợp tu luyện đại đạo. Nếu là cái này Bất Bại Kiếm Tôn thực lực lại tăng trưởng đi xuống, chẳng lẽ hắn tu vi còn có thể bị kết giới này áp chế sao? Nếu là thực lực đã vượt qua kết giới này áp chế lực, đột phá thành công, vậy hắn thì hoàn toàn không thuộc phàm giai. Có thể sẽ có thiên kiếp hạ xuống, đem hắn diệt.
Thế nhưng là làm kiếm đế truyền nhân, khả năng thiên đế thiên kiếp cũng chưa chắc có thể hoàn toàn diệt, vậy hắn lại đi con đường nào, sẽ còn tại phàm giai, vẫn là. Mà lại, từ kết giới này xuất hiện bắt đầu, qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ phàm giai chỉ xuất bất bại kiếm tôn một cái tuyệt thế thiên tài? Giang Sơn đời nào cũng có người tài ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Năm thanh kiếm thần từ xưa cũng có, kiếm đế truyền nhân cũng khẳng định không biết bây giờ nhiều như vậy, thế nhưng là bọn họ đi nơi nào đâu. Nếu là đi thánh vực, vì sao chưa từng nghe nói thánh vực bên trong xuất hiện qua phàm giai người? Bỗng dưng, Trác Phàm tựa hồ cảm thấy trong này còn có kỳ quặc có thể tìm ra, cái này thiên đế kết giới, dường như cũng không phải là chỉ là giam giữ thánh thú đơn giản như vậy. Tức, Trác Phàm chính đang suy tư, nhưng là một đạo ngửa mặt lên trời thét dài bén nhọn kêu to, đã đâm thủng bầu trời, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Tựa hồ đối với vừa mới bị một cái nhân loại đánh lui giận, tam thủ quái nha không khỏi tức giận tê minh một tiếng, toàn thân khí thế phóng đại, cái kia hai cái như ngọn núi cánh càng là gào thét lên rời núi lấp biển địa phiến ra màu đen cương phong, hướng Bách Lý Ngự Thiên chỗ đó đánh tới. Chỗ đi qua, tất cả dãy núi đồi núi đều là vỡ nát, biến mất vì hư vô. Cái này hắc phong phảng phất có loại bẻ gãy nghiền nát lực lượng, phàm là tiếp xúc đến sự vật, tất cả đều có thể ăn mòn hầu như không còn, tuyệt không lộ chút sơ hở. Cho dù là cái kia đầy trời sấm sét, giờ này khắc này, cũng tại cái này cương phong phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh. Cả mảnh trời hư không, một đến hóa thành một vùng tăm tối mái vòm, đem tất cả mọi người trong bao, chỉ có lạnh lẽo tiếng gió rít gào bên tai, giống như địa ngục rất là khủng bố. Cái này rất rõ ràng liền là muốn đem Bách Lý Ngự Thiên, toàn bộ thôn phệ tiết tấu a. Thấy tình cảnh này, ba vị kiếm vương lần nữa kinh hãi, thân thể đều dừng không ngừng run rẩy lên, hai mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm vào lão tổ tông cầm kiếm phương hướng, trong mắt lo lắng hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ sợ cho dù là Nam Châu tất cả mọi người, đều căn bản khó có thể tưởng tượng, cũng có ngày, đường đường kiếm vương sẽ lộ ra thần sắc như vậy, vẫn là vì thiên hạ mạnh nhất bất bại kiếm tôn lộ ra. Bất quá mọi người tại đây đều hiểu, đối mặt cái này cấp 9 linh thú hùng uy, vị này thiên hạ đệ nhất nhân, hiển nhiên cũng không có tất thắng cơ hội. Chỉ có bất bại kiếm tôn bản thân, tại cái kia chung quanh đều là đầy trời hắc phong bao khỏa phía dưới, trong mắt tinh mang lóe lên, trường kiếm trong tay lại là dần dần nổi lên càng thêm lập lòe sấm sét nổ vang. Ba bài, thật tốt giáo huấn lão già thối tha này, cho bản tiểu thư xuất khí. Tước Nhi tránh sau lưng Trác Phàm. Nhìn thấy không trung lần này khí thế khủng bố, không khỏi nhất thời phất cờ hò reo, cao hứng bừng bừng. Nghe đến chủ tử mệnh lệnh, tam thủ quái nha ánh mắt ngưng tụ, càng thấy lãnh khốc, càng phát ra muốn biểu hiện một chút, kết quả là hoa một chút, hai cánh đột nhiên lại hiên cuồng lan, hét lớn lên tiếng, cương phong hắc sát, diệt. Ầm ầm, giống như vạn mã lao nhanh, bao phủ trời cao, nhưng gặp cái kia đầy trời màu đen cương phong. Đột nhiên ở giữa tất cả đều hướng vây quanh tại ở giữa nhất bất bại kiếm tôn hung hăng áp tiến đến, tựa như lưỡi hái tử thần giống như, bốn phương tám hướng, không một bỏ sót, đổ ập xuống toác dưới, căn bản không trốn thoát được. Chưa đến gần, cái kia khủng bố uy áp đã là ép tới Bách Lý Ngự Thiên lão giả kia quần áo kề sát trước người, dường như khoét vào trong thịt ra sức vào trong chui vào. Rắc 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 xương bạo âm thanh, cũng là liên tiếp, bên tai không dứt. Lão Tổ Tông. Thấy tình cảnh này. Ba vị kiếm vương sắc mặt lần nữa hoảng hốt, nhịn không được kêu thành tiếng, trên trán đã tràn đầy thác nước mồ hôi lạnh. Cường đại như thế lực lượng, bọn họ bình sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu không phải cái kia ở giữa nhất là bất bại kiếm tôn cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ lời nói, đổi lại người khác, cho dù là kiếm vương thực lực, cũng muốn trong khoảnh khắc xương vỡ gân nứt, chết không có chỗ chôn. Mà lại hiện tại vẫn chỉ là uy áp tới gần, còn chưa thực sự tiếp xúc đến cái kia cương phong. Nếu là đến lúc đó thật cùng cái kia khủng bố cương phong đụng vào nhau lời nói, chỉ sợ cho dù là lão tổ tông đều. Vừa nghĩ đến đây, ba người càng thêm kinh khủng lo lắng, song quyền khẩn trương đến nắm cùng một chỗ, móng tay bóp đến trong thịt, cuồn cuộn máu tươi ảo ảo hướng ra phía ngoài chảy, đều không tự giác. Âu Dương Trường Thanh bọn họ thì là mắt thấy như thế rung động tràng diện, liền bất bại kiếm tôn đều nhanh xong đời lịch sử một khắc, lại là đã kinh dị lại hưng phấn. Tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem phía trên dị tượng, trong mắt đều là vẻ mừng rỡ. Cũng chỉ có Trác Phàm cùng Âu Dương Lăng Thiên ba đại cao thủ, từ đầu đến cuối đều là lạnh nhạt sắc mặt. Giờ này khắc này, trong mắt bọn hắn, người này thú chiến đã không còn là quan hệ song phương thắng bại kết quả nhất chiến thôi,
càng là đứng trên thế gian đỉnh cao nhất một người một thú trung cực đọ sức. Cái này liên quan đến một võ giả vinh dự cùng niềm tin, đã không cho phép bất luận cái gì thế tục lý niệm đi khinh nhờn. Trác Phàm bốn người đều thật sâu cảm nhận được điểm này, cho nên đối trận chiến này, đều là mang theo thuần chính nhất tâm tính đi xem, không có bất kỳ cái gì bất công. Bọn họ chỉ muốn nhìn một chút thế gian mạnh nhất quyết chiến là như thế nào rung động, chính mình cách cái kia đỉnh phong vẫn còn rất xa khoảng cách, chỉ thế thôi. Rắc rắc rắc, uy áp mạnh mẽ càng ngày càng hung mãnh, thẳng đem chính mình bộ xương già này đều ép tới cứng ngắc dị thường, khó có thể động đậy mảy may. Theo từng đạo rõ ràng bạo hưởng phát ra, cổ cổ đâm đau lòng đau càng là ngăn không được truyền khắp toàn thân cao thấp. Mười phần hiếm có chỗ, trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi, Bách Lý Ngự Thiên gấp cắn chặt hàm răng, cố nhẫn thụ lấy, lại là không hiểu khóe miệng nổi lên mừng rỡ đường cong, hai con mắt bên trong càng là hưng phấn ánh sáng liên tục lấp lóe, không có chút nào nửa phần hoảng sợ cùng khiếp đảm. Hắc hắc hắc, bao nhiêu năm, dạng này cảm giác, thống khổ như vậy, bao nhiêu năm không có cảm giác qua. Cái này, mới là chiến đấu, cái này, mới là lão phu nên có nhân sinh a, ha ha ha. Trong lòng một trận cười to, Bách Lý Ngự Thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời lớn lên quát một tiếng, ngay sau đó, trong tay bắt kiếm lão tay bỗng dưng siết chặt, toàn thân cao thấp bỗng nhiên tử mang đại thịnh, liền trong tay bá thiên kiếm, cũng là ầm vang ở giữa nổ bể ra sáng chói lôi mang. Bá thiên ba kiếm thức thứ nhất, hoành tảo bát hoang. Bạch, ngay tại cái kia màu đen phong cương đã tập kích đến phụ cận lúc, Bách Lý Ngự Thiên cánh tay siết chặt, nhưng nghe Caracalla xương bạo âm thanh lần nữa mãnh liệt vang vọng bên tai, toàn bộ thân thể đã là nương theo lấy từng đạo mãnh liệt sấm sét, bỗng nhiên chuyển một cái, cương mãnh kiếm mang càng là như chòm sao nện xuống giống như, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng quét tới. Ầm ầm.